từ cái sự gia hộ cho Thiên Chư Phật, cho Bồ Tát trong lúc mọi người xuống mình tu, mà nhất là khi cộng tu, thầy sẽ nói cái lời lạc lớn nhất cho huynh đệ thấy. Thì thí dụ như thầy ngồi xuống thầy tu, thầy có nói trong cái dĩa kia rồi đó, thì bản thân thầy cái luồng năng lượng tỏa ra 20-30 thước đi, thí dụ vậy nha. Nếu mà chúng ta cùng tu, cùng một tấm lòng, cùng một ý tưởng, cùng một lòng từ bi, cùng cái tâm yêu thương bá tánh chúng sanh, cùng cái tâm nguyện tu học, thì cái năng lượng tỏa ra 5-7 cây số, 10 cây số, 30 cây số, 50 cây số, 100 cây số trên cái làng mạc, trong cái huyện quận mình ở đều được an lành. Thì cái công năng tu tập của mình, mình luồng năng lượng từ bi nó loan rộng rất là rộng, những người xung quanh đều được an lạc hạnh phúc. Đó là phước, đó là phước đó. Thành ra sự cộng tu á, rất là mạnh mẽ. Ví dụ mình không đủ sức giải, nhưng mà nếu cộng tu đều như vậy á, thì những lực bên cạnh của mình, anh em của mình, xung quanh mình á, sẽ giúp cho mình hóa giải được cái quan gia trái chủ mình đã tạo tác. Ví dụ mình bệnh, mình tụng thời gian dài, bệnh tật mình dần dần sẽ giảm dần giảm dần. Bởi vì công năng của Đại Bi là có cái công năng giải trừ bệnh tật, giải trừ quan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chứng mình từng tạo tác trong quá khứ, trong hiện tại. Nên khi mình đệ tụng, để hết tấm lòng vô tụng, mình lắng nghe bạn mình tụng, khi mà mình lấy hơi rồi mình nghe mình tụng, mình phải như vậy, mình sẽ không bị tạp niệm vọng niệm. Hồi nãy có vị nào hỏi thầy là thầy nhớ cái cô đeo mắt kiếng xong mà ngồi xuống tụng kinh là tạp niệm vọng niệm nhiều, bởi vì mình không nghe tiếng tụng của mình, không nghe tiếng đọc của mình, cho nên mình bị cái tâm mình bị phân tâm ra ngoài, mình nghĩ vớ vẩn nhiều, cho gọi là tạp niệm vọng niệm. Nếu mình để tu mà ngày nào cũng bị tạp niệm vọng niệm mà nhiều năm quá không giải trừ liền đó, thì từ từ thành trở thành tà niệm và ác niệm, hiểu không? Nó hại chết đời của mình, hại chết đời ông Phật của mình, mà mình ngồi xuống mình tu không có lợi lạc gì hết, làm cho những người xung quanh bực mình. Còn mình tu mà không lợi lạc, xung quanh nó kiếm chuyện hoài đó nha, nó làm mình đủ chuyện xui hết á. Nó tại sao mà con tu 10 năm nay mà con bệnh hoài? Bởi vì mình tu không bao giờ được an lạc, mà cái ngày tu của mình nó không có giá trị tu học, cho nên bệnh hoài 10 năm rồi, hình như nãy có người mét thầy vậy đó. Là lý do đó đó. Ủa, hình như ngồi trước mặt thầy bên tay trái hay phải? Phải cô này không à? Dạ đúng rồi. Thầy mới gặp lần thầy cũng nhớ cái mặt cũng đỡ ghê. Tụng 10 năm mà vẫn bệnh là tại sao? Bởi vì mình ngồi xuống mình tụng là mình trả bài. Mình không có cúng dường, mình không có hồi hướng, mình không có cầu nguyện cho tất cả những người xung quanh được an lành, hạnh phúc, ấm no, no đủ và siêu sanh tịnh độ. Vì mình không làm những điều đó cho nên mình cứ quần quần với mình hoài, với bệnh tật của mình hoài không hết được. Bởi mình tụng tu mình không giải trừ được nghiệp chứng quan gia trái chủ của chính mình, cho nên mình bị cái nghiệp nó quay là nó quật mình. Đó là mình tự đánh mình đó. Nên từ giờ trở đi huynh đệ ngồi xuống tụng là ngồi xuống hết lòng lắng nghe tiếng tụng của mình, rồi lắng nghe huynh đệ tụng, rồi bắt nghiệp cho đúng. Đừng có chạy quá nhanh hoặc đừng thụt lui sau, tức là mình chạy nghiệp đều nghiệp với người ta. Hôm nay bữa trưa khi mà chia sẻ Phật Pháp xong á, thì huynh đệ, những người nào mà có bệnh tật mà hồi nãy mà mét với thầy đó, thì ở lại trong chánh điện này sau bữa cơm ăn, thí dụ mà mình một hộp cơm phải không, mình ăn phân nửa thôi để cái bụng nó còn hơi tụng cho nhiều vô, rồi tụng xong cái ăn nửa hộp cơm rồi bắt đầu nghe chia sẻ tiếp, nhớ không? Ăn cho gọn gọn vô rồi vô ngồi cộng tu. Lúc đó quý đệ để hết tâm tư trí tuệ vô đi, quý đệ sẽ cảm nhận được cái sự gia hộ. Lúc đó mới thấy sự gia hộ. Còn nếu mình tụng trá bài, mình không cảm nhận được gì gia hộ cả. Mình phải để hết con tim vô, ngồi lắng tâm lại, tụng cho nó đáng một thời kinh. Phải nhớ rằng là chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát không bao giờ muốn huynh đệ trả nợ hay là trả bài. Rõ chưa? Không ai muốn huynh đệ trả nợ, trả bài cả. Tụng kinh là tự nguyện, là hạnh phúc, là được an lạc hạnh phúc để được tụng kinh cho chính mình, chứ không phải trả nợ cho mấy ổng. Cho nên mình phải tự sửa lỗi lầm của mình á, mình mới hết đau khổ, mới hết bệnh tật. Đây là phương tiện để mình phát tâm, phát được bồ đề tâm, phát được từ bi tâm. Nương vào các vị đã đi, mình đi sau lưng, mình học những gì các ngài đã làm, rồi làm những gì các ngài đã và đang làm cho bá tánh chúng sanh. Lúc đó chúng ta mới học được những điều hay lẽ phải của các ngài đã để lại cho chúng ta. Chứ phải ngồi đó trước mặt đó mà cứ khóc lóc rên rỉ đâu, không có. Đừng có rên rỉ khóc lóc nữa. Ngồi xuống tụng một thời kinh, cho nên một thời kinh chúng ta mới giải trừ được những gì mà chúng ta đang bị vướng mắc. Mà lợi lạc nhất là cùng vấn đề, cùng tu chung với nhau, cùng một tâm, cùng một ý, cùng một lòng, cùng một cái sự mong cầu, thì chúng ta mới có lợi lạc trong việc cộng tu được. Rõ không? Rõ chưa?
Di Đà Phật. Dễ hiểu không? Dạ dễ hiểu thì làm đúng có lợi. Nghe nè, thí dụ chúng ta bận rộn gì đó xong xuôi rồi, bỏ hết mọi thứ ngồi xuống tu đi, tu cho nó ra một thời tu, cho dù 30 phút hay một tiếng đồng hồ. Nhưng mà ngộ cái là khi tụng một bài đại bi đi, là phải sống trong bài đại bi đó luôn, lúc đó mới thấy thực sự cái gì là hạnh phúc an lạc. Thầy tụng ở Pleiku, ở bên San Jose chứ. Thầy tụng có một biến đại bi à, một tiếng 45 phút. Mà thiệt, thầy không biết giờ, tới chừng mà ông thì giảng lại, ông đưa đồng hồ nói, thầy gần 2 tiếng đồng hồ đó, bộ tôi mới tụng có miếng đại bi à chú. Nhưng mà thầy tụng dài quá. Biến mà tụng tới 1 tiếng 45 phút. Thì thầy nhập tâm thì tụng, thầy không có biết là bao nhiêu biến, thầy không có đếm luôn. Cho nên chúng ta tụng kinh không cần đếm. Hả, tu cho mình đừng có đếm. Có sức bao nhiêu cứ làm bấy nhiêu. Rõ không? Nên khi mà mình tụng mình đếm đó là mình có tự giới hạn. Cho nên mình tụng, mình chỉ biết mình mới tụng có 1 biến à, tiếp tục biến nữa thôi. Có biến nữa thôi. Rõ không? Chính vì chúng ta mới tiếp nhận được gọi là nhập pháp. Vấn đề mà tụng trong đạo tràng mà cùng cộng tu mà nhập pháp rồi á, lúc đó mình về mới tiếp nhận được cái quyền năng mà các ngài đang phóng quang tiếp điển sự cộng tu của mình. Lúc đó mình để mới nhận được, bởi vì chúng ta đang gọi là nhập pháp, cho chúng ta mới tiếp nhận được quyền năng trong âm thầm. Đó gọi là hộ trì đó. Hiểu không? Hộ trì nguyện đứng bên cạnh là đốc thúc mình, đẩy cái lưng mình đi, tới đi, tới đi, tới đi, cái lọt cái lỗ chứ. Không phải hộ trì kiểu đó. Tức là âm thầm gia hộ, phóng quang tiếp điển gọi là hộ trì. Phải không? Vậy chúng ta ngồi xuống tụng một bài kinh, tụng một bài đại bi đi. Đại bi xong rồi chỉ một bài thôi, kệ đó. Bao nhiêu cũng bài một. Mình để có tụng lúc 2 bài đâu. Ai tụng lúc 2 bài giơ tay lên. Đâu ai tụng, thầy cũng chưa bao giờ làm được. Chỉ có một bài thôi, thầy nói đừng có cần đếm nó, kệ. Làm riết tới, tới đâu tới. Nhưng mà khi mà mình hết tâm cho nó ăn, bên cạnh mình biến mất hết, chỉ có mình với tiếng mõ tiếng chuông thôi, lúc đó mới thực sự là nhập pháp đó. Mà khi mình nhập pháp rồi á, mình an lành hạnh phúc vô cùng, buông cái mõ cái chuông ra là người đó an lành hạnh phúc vui vẻ, thấy rất là êm đềm. Mà nếu xảy ra mỗi ngày mỗi thời kinh như vậy đó, thì 10 năm sau á, mình sẽ đắc pháp. Mình đắc pháp rồi, mình đi đâu á, mình cũng đem cái sự an lạc, yêu thương rộng lượng từ bi bái cho huynh đệ, người ta gặp mình là người ta cảm nhận được liền. Lúc đó đã đắc pháp rồi đó. Mình không cần nói chuyện đắc đạo hay đắc quả hay đắc tội, chuyện đó bỏ đi. Đắc pháp thôi là đủ rồi. Vì mình được an lạc hạnh phúc trong cảnh hiện tiền này, nó gọi là cực lạc. Phải không? Giây phút chúng ta đang an lạc hạnh phúc là cực lạc đó. Còn đi đâu nữa? Giờ sư phụ hỏi cho con, đi về Tây Phương, đi ngõ nào? Đâu ai biết trả lời đâu, phải không? Phải không? Đi về cảnh cõi quốc cực lạc quốc đi đâu? Chỉ đi. Không chỉ được đâu. Nhưng mà để nói chút xíu siêu rộng hơn chút xíu vấn đề đó, chúng ta để mình mở cái đầu mình to ra chút xíu. Dù nhắc huynh đệ sẽ hiểu được, nghe cho kỹ. Thì huynh đệ đi theo tịnh độ, nhưng mà mình không hiểu rốt ráo được ý nghĩa của tịnh độ. Nếu mà mình tu, mình không an tịnh, mình không độ được mình, mình không độ được người bên cạnh. Ví dụ bây giờ huynh đệ tới nhờ thầy Thiện Chí cầu an, nhưng mà ổng bất ổn quá làm sao ổng cầu an, bản thân ổng chưa an nữa mà, phải không thầy? Thì cầu cho ai an đây? Nhưng mà ai nhờ tới thầy, sư phụ cầu an giùm con, nói tao còn chưa sống lo cho mày. Thật thà như vậy đi. Mình chưa ổn mình tụng sao còn ổn được. Cho nên chúng ta cộng tu á là để giải trừ những cái thói hư tật xấu, những cái quan gia trái chủ đeo bám, những cái bệnh tật mình đang bị. Lúc đó mình mới có cơ hội giải cho chính mình. Mà khi cái điều kiện là chúng ta phải ngồi xuống tụng cái hết tấm lòng nha. Muốn giải được cái đó phải có tấm lòng trong đó. Làm Phật sự phải có tấm lòng. Muốn tạo phước đức phải có tấm lòng. Biểu lộ tấm lòng mình bằng cái tánh đại từ đại bi cho ba tánh chúng sanh. Lúc đó mình mới có cơ hội tiếp nhận được phước đức do chính cái sự biểu lộ của mình. Mình tu mới tiến hóa được. Còn nếu mà mình tu 10 năm sau mình còn bệnh nhiều hơn, nó gọi là tu rỉ, tu rỉ, tu rỉ. Ra kia tu rỉ nha bà ba. Là cái câu chú của thầy học được á. Tụng 10 năm sau vẫn là tu rỉ ra kia tu rỉ nha bà ba. Rồi chưa kể ngồi đây tụng mà lắng nghe người ta nói chuyện bên ngoài, tức là mình phóng tâm. Mình bị tạp niệm không? Nó nói chuyện gì cũng ráng lắng nghe.
Cho nên mới dặn bạn bè mình, bà ra nó réo nhớ kéo tao ra nha bà ba. Bà ba ra réo nhớ kéo tao ra nha bà ba. Tuy nhiên chuyện nhiều chuyện, ngồi trong đây mà lắng chuyện ngoài đường đó. Rồi nói dặn nó nữa chứ, nhớ khi mày tụ tập lại nhớ kêu tao ra nha. Nhưng mà khi không kêu ra được mới nắng, vừa tụng chú rồi đâu, mày ra đó nếu nhớ kéo tao ra nha bà ba, mày ra đó nếu nhớ kéo ra nha bà ba, mày ra đó nhớ kéo tao ra, để nhắc nó kêu mình ra. Làm sao mà cái tâm không phóng ra đường được, mà khi cái phong tâm mà phóng ra ngoài thì tạp niệm vọng niệm nó vô một đầu luôn, thì làm sao mà hết bệnh, phải không? Đây là cái mấu chốt chúng ta tu nè. Cho dù mình biết ít chữ cũng vậy, mình thuộc một chút xíu đại bi đi, nhưng mà khi tụng đại bi hay niệm một câu Phật là phải lắng tâm tư, để tâm hồn trí tuệ con tim vào cái niệm của mình, phải lắng nghe tiếng niệm của chính mình. Khi mà mình lắng nghe, mình đặt cái tâm tưởng vào thì tự nhiên cái tạp niệm vọng niệm nó giảm đi rất là nhiều, rõ không? Giảm đi nhiều lắm luôn đó. Còn nếu mà mình tụng trả bài thì khỏi, đừng có làm, 10 năm sau vẫn u như kỹ, vũ như cẩn. Tiếng Tàu á, 10 năm sau là vũ như cẩn, vẫn như cũ á. Để mình tu rị là vậy đó. Đừng có tu rị, buông bỏ những cái gì không cần thiết, lấy cái gì cần thiết cho cuộc sống của mình. Nên thầy khuyên huynh đệ và chia sẻ huynh đệ, ở đến cộng tu với nhau là phải biết rằng là mình đang lợi lạc cho chính mình và phước báo phước đức của mình. Và mỗi cá nhân ta đều được như vậy, nếu cái tâm của mình trong lúc cộng tu là hoàn toàn đặt trong Phật Pháp, lại hết trong cái lúc tụng, là biết rằng mình đến đây để cùng huynh đệ mình tạo phước, nên khi ngồi xuống tụng, tâm tư của mình đều dâng cúng dường cho chư Phật. Lúc đó mới thực sự là bớt tạp niệm vọng niệm, rõ không? Mà mình để mình tụng mạnh mẽ, mình lắng nghe, lúc mình lắng nghe, thực sự tập trung lắng nghe, tự nhiên cái đầu mình nó sạch lắm, nó không có tạp niệm vọng niệm. Tại nên mình lắng nghe huynh đệ mình tụng, mình lấy hơi xong cái mình tụng tiếp theo huynh đệ. Huynh đệ nhớ là khi tụng chung với nhau á, đừng có rượt chạy. Ví dụ mình hết hơi á thì mình ngưng lại, mình cái đầu mình tiếp tục tụng với huynh đệ của mình, lắng nghe huynh đệ mình lấy cái hơi cho đủ xong mình tiếp tục tụng, nhớ không? Chứ đừng có ngáp cái để tụng theo, rõ không? Nếu mình ngáp nhiều lần quá mình sẽ mất khí lực, nhớ chưa? Tụng đại bi là nội công tâm pháp, mình lấy hơi thiệt dài, mình tụng thiệt dài, mình lấy hơi thiệt dài. Trong lúc lấy hơi là lắng nghe huynh đệ tụng, rồi tụng bằng cái đầu này với huynh đệ để nó đừng bị cắt quãng, rồi vẫn tụng âm thầm, nó gọi là niệm đó, mặc niệm. Lúc mình tụng lớn nhau gọi là thanh trì tụng, mình đọc lớn đó cho nghe đó là thanh trì tụng, còn tụng vừa đủ với nhau nghe gọi là kim cang tụng. Còn mà lúc mà mình để mình tụng lớn thì mình lắng nghe theo, mình đọc trong đầu đó, nó gọi là niệm, trì niệm đó, hiểu không? Lúc đó đều vẫn có lợi lạc, nhưng mà khi mình đẩy hơi đầy đủ xong mình tiếp tụng với huynh đệ mình là mình dứt trừ được những cái tạp niệm vọng niệm, rõ chưa? Đó là cái chìa khóa chúng ta tụng tu để tạo phước cho mình đó, rõ không? Có cần phải để lặp lại một chút, chúng ta sẽ hỏi kỹ lại. Bây giờ cái phước là phước, tại sao chúng ta được phước? Cái lợi lạc của chúng ta giải trừ được bệnh tật quan gia trái chủ đã được phước rồi. Bây giờ mình cộng cái là mình tụng, tập rãi cái ban từ bi, cái tâm từ bi bác ái tập rãi ra. Tập. Ngày xưa thầy năm 79 thầy không hiểu rãi tâm từ bi là gì, thầy không có hiểu. Năm 1969 thầy còn nhớ có một vị lớn nhất ở đâu tới thầy không biết, ngày xưa thầy không biết vị đó là đâu, mà thầy không có rõ ràng là ngày xưa thầy không có hiểu về Phật giáo á. Huynh đệ thầy kể lại á, cái vị đó đến trong phòng cả ngàn vị tăng vậy đó, nhưng mà ông nhắm mắt lại ngồi á, ông rải một phát một, cho là trong vòng chỉ 10 giây thôi là cả cái phòng này được an lành hạnh phúc. Thầy chưa có hiểu được là cái gì, thầy không hiểu đó là cái tâm từ bi, cái luồng năng lượng từ bi nó lớn quá, ngồi trong phòng đó đều được an lành hạnh phúc. Khi mà thầy tu một thời gian, thầy mới hiểu được cái tâm từ bi là gì. 20 năm sau thầy mới hiểu rải tâm từ bi là gì. Thầy mới hiểu được rải cái tâm từ bi. Thì mình chỉ cần nhắm mắt lại, mình đem cái sự yêu thương mình ban rải ra cho huynh đệ ba tánh chúng sanh, còn nghĩa là mình đang biểu lộ Phật tánh. Mình ban rải cái lòng từ bi cho ba tánh chúng sanh, còn nghĩa là mình đang biểu lộ Phật tánh của chính mình. Mà muốn được điều này, chúng ta phải ngồi xuống tu cho thật là tốt lành, thật là miên mật, thật là năng nổ,
phước. Bây giờ rải cho người bên cạnh. Thí dụ trong một đạo tràng có một vị mà mình không thích, mình không thích luôn đó, tức là cái mặt mẹt nó sao mình không biết, nhưng mà mình nhìn là mình không ưa rồi. Không biết lý do gì mình không ưa nó, chứng tỏ là giữa mình với họ có một cái oan gia trái chủ mà không giải được. Cho nên mình cố gắng lại gần người đó. Cái đầu mình thì niệm vãng sanh, miệng vẫn nói chuyện huynh đệ, chừng 1-2 ngày sau là tự nhiên mình không còn ghét người ta nữa. Thầy làm điều này rất là nhiều lần. Cho nên cái vị nào không thích thầy, gặp thầy chừng 1 phút thôi, tự nhiên không có ghét thầy nữa, chứ không ưa thầy thôi. Thầy nói đùa, mà bảo đảm chắc chắn là như vậy luôn, sẽ hết. Mình phải tập nha. Cho nên chúng ta muốn tạo phước là chúng ta phải tập ngay lúc cộng tu. Mình ban rải cái tình thương mình dành cho huynh đệ chung quanh của mình đây. Đó là cách tập ban rải lòng từ bi nhỏ nhỏ của mình cho huynh đệ. Đó là cách tập tạo phước ngay từ lúc này. Rõ chưa? Cái lợi lạc đã có là giải trừ bệnh tật, giải trừ oan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, rồi giúp đỡ cứu quyền tất tổ, ông bà nội ngoại, oan gia trái chủ chung quanh được siêu sanh tịnh độ. Huynh đệ phải nhớ, thí dụ trong này bây giờ chúng ta cần 200 người đi. Huynh đệ biết là tưởng tượng thêm 200-300 đứa đứng sau lưng huynh đệ, chút đầy nhóc luôn. Chút này nè, chút đầy hết, bu mệt mỏi bệnh luôn, nó. Nhưng mà mình không biết. Tại sao mình tu mà mình đi nó nặng quá, bởi vì người ta bu đông quá. Hỏi bu là, con nhìn vô thấy mấy trăm đứa nó bu lưng mình cổng thấy bà luôn, mà thực sự cục nhỏ nhỏ vậy này nhiều lắm. Đầy nhóc. Chưa kể lỗ tai nó bu 30-40 đứa luôn. Chút. Thế mỗi lần thầy dỗ cái phạch cái này dần ra, thầy xía vô chuyện nghiệp của mình ta đó. Chủ đề không thấy thôi, thấy không? Thử thấy coi mới biết sợ cỡ nào. Thấy là sợ liền, không có dám tạo cái gì á ngoài cái vui cái cười ra. Thầy hiểu được rồi á, là không còn gì để giận ai á, không còn gì để buồn, không còn gì để ghét, bởi vì thấy hết rồi rất là sợ. Nhưng các ngài nói á, Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh sợ quả là vậy đó. Bởi vì không biết cứ tạo tác thôi, còn mấy ông kia thấy rồi đâu dám đụng vô. Thấy chưa? Thấy rồi. Nhìn cái mặt là biết nó bu cỡ nào, làm sao mà dám xíu chuyện của người ta. Bây giờ nó hầm le nó đem tới đây, nó nhờ năn nỉ mình làm lơ nó sao? Mình phải chỉ cho con đường nó đi chứ. Thì việc đầu tiên đầu hướng dẫn chia sẻ vấn đề là giúp vấn đề biết cộng tu như thế nào được lợi lạc và tạo phước. Bài giảng hôm nay trong đạo mộ sẽ tỉ mỉ để mình để thấy thế nào sẽ được lợi lạc, thế nào sẽ được phước đức. Cái miệng mình từ phàm khẩu trở thành thiện khẩu cái đã, rồi trở thành thần khẩu. Rõ không? Chứ mình là chủ nhân, mình muốn ác được ác, muốn thiện được thiện. Vào thế gian này có hai ngõ đi thôi, đi trái đi phải. Bên nào thấy ánh sáng đi, bên nào thấy đen thôi lùi, đừng bước vô. Nhưng mà tu dở quá, sao chừng đường nào cũng đi được hết. Nhiều khi đi hai bên, thấy không? Không biết đi ngõ nào đây, đứng ngay ngã ba đường, không biết đường đi. Lúc đó gọi là đi lang thang vòng vòng á, gọi là không siêu, đúng không? Người tu nửa chừng mà không biết không siêu là chuyện vô lý. Cho nên chúng ta, nếu chúng ta không có cái tâm kiên định trong việc tu tập cộng tu của mình, cùng giúp đệ tiến hóa với nhau, chúng ta không có tâm kiên định á, chúng ta dễ bị ngã lắm. Mà đặc biệt huynh đệ dở cái chỗ là mình tu cái đạo tràng này, mình ngóng đạo tràng bên kia coi họ có nói gì không, nói hay hơn cái chạy qua bển. Mình bị đó, cái tâm không kiên định sẽ bị như vậy. Chẳng hạn như con chó nó chết giữa dòng sông là tại sao? Bên kia kêu nó bơi qua nửa chừng cái bên này, kêu nó bơi qua nửa chừng cái hồi nó mệt, nó chết ngổm giữa dòng sông. Huynh đệ là vậy đó. Cái này chưa xong muốn nhảy qua cái khác. Đứng núi này trong núi nọ. Trong khi cái bài của mình đơn giản một mặt, mình có làm cho trọn lòng đi. Hỏi lại của mình làm trọn một cái nhỏ chưa, rồi làm cái bự. Phải không? Cái nhỏ xíu chưa xong nè. Cái này chưa xong làm sao làm cái bự hơn. Cái chén cơm ăn phân nửa đủ rồi, quất một tô sau nuốt vô. Phải không? Chứ là chúng ta làm cái nhỏ nhỏ đi. Coi vậy chứ mà lâu dần nó bự không hay đó. Nó bự lắm luôn à. Mình cứ làm một chút vậy đi. Là tích tụ mỗi một ngày một chút phước báo lợi lạc, tích tụ mỗi một ngày một chút, từ phàm nhân trở thành thiện nhân, thần nhân, thánh nhân, rồi dần dần sẽ đạt quả vị nào đó để chúng ta đắc được cái pháp chúng ta tu. Chúng đạo chỉ mong huynh đệ đắc pháp thôi là đủ. Cái chữ đại bi mà huynh đệ đắc được rồi là đủ rồi.
đại bi hội mà. Thiên thủ thiên nhãn của Ngài đại bi tâm mà. Hỏi lại coi mình biểu lộ được chữ đại bi chưa? Tự hỏi là thầy có làm cái gì nhạc đó. Sao không tự hỏi mình đời mình đã biết thương ai? Phải không? Đúng không? Chưa. Mình thương con, mình thương chồng, thương vợ, thương gia đình là cái chuyện bình thường của cái bản năng tự nhiên trời xanh. Nhưng mà chúng ta yêu thương được những người chung quanh mình giống như gia đình á, mới thực sự là đại từ bi. Đó, cái tánh đó là tánh của Phật. Nếu huynh đệ mà ngồi xuống tu mà được yêu thương người ta giống như chính mình, thiệt sự Phật tánh huynh đệ đã sống dậy rồi. Mà chỉ có mình mới làm được thôi nha. Ông Trung Đạo là người chỉ cần có là cho cái chìa khóa là mình cầm cho phép mình tự mở cửa phòng thôi. Chứ còn ông không có mở cửa phòng giùm cho mình được. Ông nấu thì mình ăn, chứ ông không ăn giùm mình. Thấy không? Ông rót nước cho mình uống. À, rồi ông cho nước mình tắm thì mình xài thì mình được lợi lạc. Còn không, quầy tiền. Phải không? Bây giờ ông đợi muốn hay không muốn nè. Muốn có hay không nè. Rồi phải làm sao? Phải làm. Giờ cho chén cơm xuống giờ để Trung Đạo ăn giùm à? Trung Đạo ăn giùm, Trung Đạo no sao? Huynh đệ phải tự ăn. Nên các ngài nói một câu á, không ai có thể cầm cái vương miện của Phật Tổ đội lên đầu cho mình, mà chỉ có chính bản thân mình cầm cái nón đó đội lên cho mình mà thôi. Hiểu ý này không? Chúng ta là chủ nhân, chúng ta ngồi xuống cộng tu với nhau để tạo tác lợi lạc và phước đức. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp quả xấu hay tốt, lợi hay hại, phước hay họa, may hay rủi. Cho nên chúng ta là chủ nhân, chúng ta đã biết đường đi thế nào để được phước, để được may, để được lợi, để được thiện là chúng ta quyết định. Còn nếu chúng ta kệ cha nó đi mà mình cứ nhào vô sống theo cái kiểu thói quen thật xấu của mình á, thì cái hại nó sẽ có, cái họa sẽ đổ, cái bệnh sẽ nhào vô. Nói chung mình là người tạo tác nghiệp ác, nghiệp thiện, nghiệp xấu, nghiệp tốt. Nói chung mình là chủ nhân của tất cả. Nhân lực nhân quả sẽ sẵn sàng đút bàn tay vô rồi xử theo luật, mà không bao giờ tha thứ cho mình điều gì hết. Vì cái điều đó cho nên chư thiên chư Phật chư Bồ Tát không bao giờ nhúng tay vào nghiệp quả của ba tánh chúng sanh. Cho nên tụi con, nếu mà huynh đệ tụi con ngồi xuống tụng tu mà cầu xin các ngài xí vô chuyện đó là chuyện đó mơ hồ không thật. Mình phải ngồi xuống tụng tu để tự giải trừ nghiệp chướng quan gia cho mình đã từng tạo tác trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Mình là chủ nhân giải tất cả những điều đó. Nếu chúng ta mở lòng làm được điều này thì lúc chư thiên chư Phật chư Bồ Tát mới phóng quang tiếp điện hộ trì mình đó. Rõ chưa? Bài giảng rất là tỉ mỉ luôn để biết làm thế nào để được lợi lạc kể từ ngày hôm nay. Bây giờ huynh đệ thấy cái lợi lạc của cộng tu chưa? Mình không đủ sức, huynh đệ mình sẽ phụ mình trong âm thầm. Rồi chư thiên sẽ phóng quang tiếp điện hộ trì mình trong âm thầm. Lúc đó mình mới tự giải hóa được, hóa giải được những điều chúng ta đã từng tạo tác trong quá khứ. Rõ không? Rõ chưa? Vậy là Phật. Trung Đạo mổ sẽ tỉ mỉ để huynh đệ thấy được cái lợi lạc như thế nào. Hả? Nghĩ tới cái lợi mà không làm cho đúng á thì sẽ hại. Lợi hại mà. Thấy không? Phải làm cho đúng. Còn nếu mà lúc mà làm á mà mình thấy đã quá đó, bắt đầu mình tự cao, tự đại, tự đắc á, tự mãn đó, sẽ từ từ tự xử. Coi chừng đó. Cho nên được những gì mà chư Phật ban cho hoặc lợi lạc trong việc tu học là mình phải chia sẻ với huynh đệ mình cái lòng yêu thương và khiêm nhường, chứ không được nói với cái giọng qua là tao được như vậy, tao được như vậy là chết liền. Hả? Mà tao được như vậy là tao sẽ bị cái này. Cứ nói đi, hả? Tao được, tao sẽ bị. Cho nên là huynh đệ làm như vậy, huynh đệ sẽ được như vậy. Chia sẻ với lòng yêu thương và khiêm nhường thì huynh đệ mới tạo phước được. Chứ đừng có đứng đó mà la lối rồi chỉ á. Thấy không? Coi chừng đó. Rõ không? Để cái miệng mình sanh ra đấy mà ăn sạch, nó sạch, làm sạch, nghĩ sạch mà. Cái miệng mình á, ăn sạch, nghĩ sạch, làm sạch, nghĩ sạch thì quả báo sạch. Ăn thiện, làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện là quả báo thiện. Ăn tốt, làm tốt, nói tốt, nghĩ tốt là quả báo tốt. Ăn dơ, nói dơ, làm dơ, nghĩ dơ là quả báo xấu. Ăn ác, nói ác, làm ác, nghĩ ác là quả báo đại ác. Đại ác luôn. Bây giờ hiểu như thế nào chưa? Phải làm như thế nào chưa?
Bây giờ muốn có lợi lạc phước đức, chúng ta phải ngồi xuống tụng tu bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh. Tụng đến khi nào mình cảm thấy bên ngoài không còn tác động được mình, mình nhập pháp được rồi, thì lúc đó mình mới có cơ hội đắc pháp. Còn nếu mà tụng mà bên ngoài là chưa bao giờ, bởi vì không biết cách sống trong cách tụng, sống trong cái tụng luôn. Nó đơn giản lắm. Một ngày một buổi mà hai buổi đi, thí dụ mình cho mình siêng năng đi là ba buổi đi, mà mỗi lần một buổi là mình sống trong cái đó, là mình được hạnh phúc trong khoảnh khắc đó. Cái khoảnh khắc thiêng liêng mà mình được hạnh phúc đó, nó gọi là tịnh độ. Và đó mình độ được ai? Thí dụ mình tụng ở nhà mình một mình đi, đã đời xong người nó khỏe vui hạnh phúc vô cùng, đó mình đang độ ai? Độ cho tam bành lục tặc ngũ ma nội ấm của mình. Tam bành là gì? Hả? Là ý, khẩu, thân. Lục tặc là gì? Là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Ngũ quỷ là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong người mình có 14 đứa này mà mình không giải nó nổi thì mình độ ai? Cho nên mình an lạc hạnh phúc trong lúc tụng kinh là mình đã sống trong cõi tịnh rồi. Lúc đó mình mới độ được là 14 con quỷ trong người mình nè. 14, 13 con. 14 đứa hả? Một mình mà đối chọi với 14 đứa cũng mệt mỏi rồi đó. Đừng có nói là gặp thằng kia 14 đứa nữa. Gặp 14 đứa nữa, nó cộng tu một cái là thằng là thứ dữ không thôi. Làm sao mình đánh lại mãnh hổ năng địch quần hùng mà. Nó chơi cái chỗ lén không, làm sao mình chịu nổi. Nó lâu thọ cái bệnh. Còn một cách duy nhất ngồi xuống tụng hết lòng luôn, mình dứt những thằng tiểu nhân xung quanh mình hết. Mà nhất là những thằng tiểu nhân trong đây nè. 14 thằng này nó ghê lắm. Cái ý nghĩ bậy, cái thân, cái khẩu nói bậy, cái thân làm bậy, nó là tam bành. Bây giờ hiểu tam bành lục đặc chưa? Tam bành là ý, khẩu, thân. Lục đặc là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Còn ngũ ma là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chỉ có 14 thằng nồi thôi. 14 thằng hả? Điếm 13 hoài. Thiếu một thằng không biết nó ở đâu à? Chắc mình quá à. Mình quên đếm mình nè. Nếu đếm luôn mình là 15 thằng. 14 thằng này là mệt mỏi với nó rồi. Cho nên khi mình tụng kinh mà miệt mài sống trong cái tụng đó, lúc đó mình nhập pháp rồi thì tự nhiên 14 thằng này nó bị đuổi ra khỏi nhà đó. Mà được an lành như vậy thì tịnh mới độ. Mình độ được 14 thằng này xong, lúc đó mình an tịnh nhiều vô, mình rất an lành hạnh phúc, mình giúp đỡ huynh đệ mình, gọi là đó, thực sự là độ những người chung quanh. Tịnh độ cho chính mình trước đi, rồi mình đủ tịnh, đủ an tịnh tuyệt đối là cực lạc niết bàn. Tự nhiên người ta thấy mình thấy thấy an lành là được rồi. Ở cái cõi đó mà trong sách vở nó gọi là A-la-hán đó. Ai gặp mình cũng hạnh phúc là A-la-hán rồi. Thấy chưa? Cái đạo quả này là trong âm thầm. Nếu mình ghi xuống là trật lắc, chỉ có cái người tu tới đó mới hiểu thôi. Ai gặp mình cũng vui vẻ hạnh phúc, trong khoảnh khắc gặp mình hạnh phúc. Nhưng mà về mà họ phát tâm nữa thì sự đại phước cho họ. Đạo mong rằng huynh đệ tiếp nhận bài chia sẻ ngày hôm nay để làm lợi lạc không những cho mình, phước đức không những cho mình, cho con cái trong nhà, cho ông bà của huyện tất tổ, cho bố mẹ còn hiện tiền. Đó là lợi lạc phước đức nhất mà chúng ta làm được cho chính bản thân mình, chứ trung đạo không có chia sẻ trong đó. Rõ không? Đừng có nghĩ tới trung đạo có quay hồng mà làm biến. Nhớ chưa? Nhớ không? Để ý thầy đi, thầy nói chuyện là không bao giờ cầm cái viết một chữ xuống là nói, không bao giờ có luôn. Thì đâu biết chữ đâu viết, không bao giờ biết chữ. Thì nói thiệt với vấn đề nha, cái bản mà A4 phải không, thầy viết có 5 hàng thôi là hết một cái trang đó. Thầy nhắn đệ tử thầy, con ơi sư phụ đi Phật sự 4-5 bữa sư phụ về tới nha, làm cái này nè, hết là hết cái trang rồi đó. Thầy học đại học chữ bự, chữ viết thiệt là bự, đọc mới thấy rõ, nó mới hiểu bự. Chứ còn viết nhỏ nhỏ nó đọc mệt lắm, viết chữ bự thì bự á, thì viết một trang xong đưa cho nó là xong chuyện rồi. Mà thầy không biết viết nhiều, ngồi xuống là nói. Không biết từ đâu mà nói hoài không bao giờ ngừng. Huynh đệ tu đến cái mức nào đó thì mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ ban cho mình một cái phước lớn nhất để làm lợi lạc cho ba tánh thân, gọi là vô ngại biện tài. Cái pháp này của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho chúng ta, không phải cho riêng một người đặc biệt, không phải cho một người đặc biệt mới có, không phải. Tất cả huynh đệ chúng ta, nếu ai có lòng thương tưởng đến ba tánh chúng sanh thì ngài sẽ ban cho mình một cái tài nữa, gọi là vô ngại biện tài. Gặp người ta tự động sẽ nói chuyện,
mà nói đều là lợi lạc cho người ta chứ không cho mình. Đó không? Mà Ngài sẵn sàng để ban cho chúng ta, nếu chúng ta chịu khó ngồi xuống tụng hết tấm lòng đi, chúng ta sẽ được. Một cái miệng này nè, mấy mốt nó nói chuyện nhiều ghê lắm, mà nói đều là lợi lạc cho ba tấm chúng sanh, bởi vì được phép nói. Được phép nói. Cho nên các ngài cho mình một cái phước đó để chúng ta tạo phước với huynh đệ của mình. Ngược lại, huynh đệ tiếp nhận sự tạo phước, huynh đệ sẽ được phước nữa, cái phước nó trồng lên là cấp số nhân. Rõ không? Cho nên chúng nào hiểu được luật, chúng nào đem tới đâu cũng vậy, đem tấm lòng cho các vị, đem hết tấm lòng cho huynh đệ, ít ra cũng vài ba tấm lòng cho lại, chắc chắn sẽ có. Không bao giờ, đó là luật mà. Hãy cho đi người cho lại, giúp người giúp người, người giúp ta. Phải không? Nghe bài đó rồi phải không? Giúp người giúp người, người giúp ta, sống trong nhân quả cõi ta bà. Cho đi người cho lại, luân hồi quả báo luật không sai. Vấn đề rõ không? Cho nên đừng có ngại. Khi mình tụng kinh, mình hồi hướng công đức cho tất cả ba tánh sanh là mình cho. Mà mình cho vô tư lự, cho không có điều kiện. Mà cái sự trở lại trong âm thầm của luật quả báo, nhân quả bất di bất dịch của vũ trụ, nó sẽ quay trở lại với mình trong âm thầm, nó gọi là phước vô lậu. Thân khỏe, tâm sẽ an. Hả, mình càng tụng nhiều, càng tu nhiều, càng cho nhiều, thân mình rất là khỏe mạnh. Đi đâu cũng khỏe, đi liền liền liền, hết phi trường tới phi trường khác vẫn khỏe. Nhưng mà cái bữa đó tự nhiên cái tôi mình nó lên chút xíu, đi phi trường liên tục 2 tháng rưỡi, cứ vô phi trường hoài rồi lên máy bay đi tiếp tục. Nó chừng bước xuống phi trường, bữa nó hơi quạo một chút xíu, chừng nào mới hết đi đây? Câu trả lời đơn giản lắm, 80 tuổi nha con. Wow, còn 10 mấy năm nữa chưa rồi khỏi phi trường, đi tới 10 mấy năm nữa, chuẩn bị lên máy bay nữa rồi. Tức là, nhưng mà các ngài hay cho mình sức khỏe lắm. Mà hay vô cùng, đến độ là mình lên chiếc máy bay đó ngộ nha. Hả, mà nó vừa nhúc nhích cái bánh, nó biến mất. Không biết gì luôn, nhưng mà mình như là mình bất tỉnh luôn đó. Không biết gì, mở mắt ra, ở đâu rồi đó. Mà không biết nó lên. Mở mắt ra là ở cõi trời nào đó không biết. Rồi ngồi chơi chút xíu rồi, nó đáp xuống đó, bắt đầu đi tiếp, làm gì xong nó lên bay. Vừa nhúc nhích bánh xe, ngủ liền. Nó sướng cái chỗ đó đó. Cho nên cái thời gian nó không có dài. Còn nếu mình ngồi 6 tiếng ngồi, 12 tiếng ngồi, 13 tiếng ngồi là mà không ngủ ha, không mà ngồi thiền được ha, nó dài ngoằng ngoằng. Nó dài ghê lắm, không biết làm gì với nó. Ngồi thiền á, nếu mà ngồi không tịnh được á, thì những thằng kia nó quậy lắm. Thì ra mình nhắm con mắt lại, tao dứt tao bay luôn, tao đi cái đã rồi, bỏ cái nhà trống không, mày làm gì làm đi. Không có thằng kia sao nó phụ được, thì có cái thằng kia trong nhà mới phụ thằng này chứ. Thằng kia bỏ đi, thằng này không có ai làm việc hết. Rồi, ngồi im luôn. Thấy chưa? Thằng chủ nhà phải đi. Thì mấy cái 10 thằng 14 thằng kia không có thằng phụ tay nè. Rồi què tay què chân hết. Hiểu không? Đó mình. Thằng chủ này nó ghê lắm á. Nó vừa là giúp mình mà nó vừa hại mình. Nó giúp mình biết Phật Pháp. Nhưng bên cạnh á, nó cũng mê thế gian lắm. Mà vừa chuẩn bị tụng kinh, nghe nó bày bàn nhậu bên cạnh nè. Khó tụng lắm. Thì mình nó nhậu mà nó la sùm vô mà ngồi đây mình cũng nhột bụng nè, cái chi có đó cũng vui tụng nên nó tạp niệm vọng niệm hoài. Còn đang ngồi gõ mỏ tụng kinh nghe nó bàn đề quá chịu đâu có nổi, hiểu không? Thì tâm bệnh lục tặc ngủ ma đời ấm nó cứ vô đi, vô đã hơn. Thì ông chủ này cũng ác lắm, ông đi 2 hàng không giờ đi thẳng, nó đang đi hàng này cái thấy kia vậy, nó đứng qua bên này đi rồi, cái này kéo ngược lại cho lại, cái tạp niệm vọng niệm đó. Hiểu chưa? Đang đi ngon ngon lành, đang đi cao tốc, tự nhiên nó muốn quẹo vô đường nhỏ à? Lạ lùng không? Đi đường tắt. Nhưng mà tắt đi chậm hơn nó gồ ghề. Thấy chưa? Cũng là cái thằng cha này. Mà nhiều khi nó đi với mình thì nó bỏ mình đi với tâm mình lục đặc của ma nội ấm á. Thấy chưa? Kinh khủng cho mình nhìn sâu sâu vô mình thấy ai đó. Mình đó chứ ai. Mình mà chịu không nổi thế gian pháp nó lôi mình đầu mình vô là tâm mình lục đặc của ma nội ấm nó lôi mình vô trong đó liền. Nhưng mà mình nếu mà mình tập trung tư tưởng cao độ để ngồi xuống tụng thực kinh cho ra hồn, tự nhiên mấy thằng kia nó yên lặng, nó lắng nghe mình. Nó lắng nghe mình liền. Còn nếu mà mình cà rỡn rỡn nó là nó lôi mình liền tức thì đó. Thật ra mình phải có trách nhiệm với tụi nó, để cho tụi nó không có quyền phải làm phiền ông Phật của mình. Và lúc mình tập trung cao độ là ông Phật mình đã chiếm ngự. Mình để hiểu ý sư phụ nói được phải không?
Khi chúng ta ngồi xuống mà không nhất tâm đó, thì chúng ta bị tâm mình lục đặt, cũng mà nó lôi đi chỗ khác, thì mới bị tạp niệm vọng niệm. Mà nếu tu với tạp niệm vọng niệm sẽ sanh bệnh tật, chắc chắn sẽ bệnh. Không bệnh này thì bệnh nọ, bệnh kia. Vì chúng ta không nhất tâm tu. Huynh đệ, nghe lại sự nhắc lại của Trung Đạo. Nếu chúng ta ngồi xuống nhất tâm để tụng một thời đại bi như ý mình, thì kết quả tu học mới có giá trị mong muốn của mình. Giá trị tâm linh sẽ phát triển. Còn nếu tu để trả bài, sẽ tạo tác nghiệp. Tu mà nghĩ tưởng tầm bậy tầm bạ, sẽ tạo tác ý nghiệp. Ngồi đây tụng mà phóng tâm ra ngoài, sẽ tạo tác ý nghiệp rất nhiều. Nên bệnh tật không bao giờ hết được. Quan gia trái bổ dụ không bao giờ tiêu trừ. Củ huyền tất tổ không bao giờ được siêu. Lỗi lầm của chúng ta với các ngài không có lỗi lầm gì hết. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Trung Đạo luôn luôn muốn huynh đệ với Trung Đạo chia sẻ, và tiếng Anh nó gọi là Dharma Talk. Dharma Talk là đàm đạo á. Chúng ta đàm đạo với nhau, đừng có nghĩ rằng là mình ngại, hay là mình sẽ hỏi những câu, mình có hỏi thực những gì mình muốn hỏi. Trong cái lúc chúng ta tu học với nhau phải hỏi. Trung Đạo không phải là người biết đủ thứ chuyện, nhưng mà huynh đệ có thể hỏi trong cái học đạo, Trung Đạo có đủ khả năng để chia sẻ. Huynh đệ phải hỏi cho nhiều nhiều vào để mà mình giải trừ cái thắc mắc, không những cho mình, cho những vấn đề bên cạnh của mình. Hãy hỏi cho kỹ vô để chúng ta tu học không có bớt tạo tác lỗi lầm, rõ không? Đừng có ngại hỏi, phải hỏi, học hỏi mà, nhưng mà đừng có hạch hỏi nha. Hạch hỏi là coi chừng sư phụ đó, ghê lắm à, hỏi lại không trả lời được đó. Quýnh đệ phải hỏi nha. Cái gì là Phật, trong lúc hỏi Trung Đạo sẽ giải thích thêm, chia sẻ thêm. Dạ, gì là Phật. Con có điều này muốn xin hỏi thầy, là con được một người chị là hướng dẫn là đọc của bộ chú Đại Bi chú, thưa thầy, là nghe nói là đọc là xong là phải đọc 3 tháng 10 ngày liên tục, sau đó đọc 49 ngày là qua kinh A Di Đà. Nhưng mà thiệt sự công việc của con là con hay đi công tác tỉnh rất là nhiều, con không có liên tục mà đọc liên tục mỗi ngày như vậy được. Là công phu, là công phu đi đứng nằm ngồi mình công phu, con chứ không phải là mình ngồi xuống là mình công phu hoàn mãn để cho những vị chung quanh cùng hưởng với mình. Còn lúc mà mình đi công tác đâu là cái đầu mình đại bi không, là cho mình. Nhớ là khi huynh đệ tụng kinh á, là mình không những cho mình mà cho tất cả những vị chung quanh, trong đó có gia đình mình, có cô huyền thất tổ mà nội ngoại hai bên. Còn khi mà mình đọc một mình ấy, những quan gia đeo đuổi mình của họ cũng nghe, nhưng mà mình họ dần dần họ sẽ buông mình ra. Nên đọc đại bi âm thầm trong cái đầu mình là giải cho chính mình. Khi mình tụng là lợi lạc rất là nhiều những vị chung quanh, hiểu không? Đừng có gì cái chỗ đó mà mình bị chướng ngại, con hiểu không? Là đi đứng nằm ngồi chúng ta đều có thể niệm đại bi trong đầu được, tự mình giúp mình ha. Dạ, Di Đà Phật chúc con may mắn nha. Dạ thầy, cảm ơn thầy. Dạ Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là con được biết coi đĩa này chứ lần đầu tiên mới gặp được thầy, thì con có đọc ngũ bộ chú với đại bi chú với thầy. Mà con đọc ở trong cái giường ngủ, tại vừa cho bé xong á. Cái lúc con vừa đang đọc cái bé OE, con phải vừa cho Ti nữa. Là con vừa Ti vừa đọc kinh có được không thầy? À, lúc mà con vừa cho bé Ti vừa đọc kinh rồi, có ai la nó chết tao không? Dạ. Không thì tiếp tục đi, đâu có sao. Dạ, với lại con đọc có nghĩa là con không có mặc trang phục hay gõ mõ gì đó. Không ai la, có ai la chết tao không? Cũng không. Dạ, mình được đọc không cho thầy? Mình, dạ được. Có ai la bao giờ chưa? Nhưng mà đặc biệt là cứ con phải mỗi lần đọc kinh xong thì thường phải ngồi thiền là 5 hoặc 10 phút đó, mà con ngồi được có 5 phút là con bị đau lưng rồi thầy. Ừ. Không phải mình con đâu, nhiều người bị lắm. Nhiều người bị lắm, không phải mình con, yên tâm. Dạ, nhưng mà lúc mà đọc cái câu mà Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Bồ Tát là con hay bị ngáp thầy. Cái câu đầu nó con hay bị ngáp dữ lắm. Dạ, thầy. Cho nên chinh sám hối nhiều vô, cầu nguyện trước khi con chinh sám hối cho tam nghiệp. Sám hối cho những điều đã nói, đã nghĩ, đã làm công được tốt lành, trong sạch tinh khiết, trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp, con chí tâm sám hối. Yeah. Cầu xin mẹ Quán Thế Bồ Tát cho con được sám hối và tụng kinh được thuộc kinh rồi học đạo tinh tấn. Yeah. Thì con nguyện xong xuôi là con sẽ hết ngáp. Dạ. Yeah. Rồi đừng có ở nha. Dạ không, con hay bị ngáp thôi chứ không có ở. Dạ. Có thật thà ghê luôn. Cảm ơn con. Dễ thương kìa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, con cho con xin hỏi là con muốn cầu siêu cho cửu huyền thất tổ ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, nhưng mà con không có bằng thờ cửu huyền. Dạ, cửu huyền, mà con chỉ có thờ bằng thờ Phật bà. Dạ được. Dạ. Không sao, con để làm sao, để cầu ba chén cháo nhỏ nhỏ thôi, để mình ăn nhiều cũng ngán. Để ba chén cháo nhỏ thôi, chút xíu muối gạo là tượng trưng cái nghi thôi. Rồi con tụng đi, xong rồi con rải muối ra sân cầu chủ quyền với tổ siêu. Mình để trên bàn thờ cũng được, không có sao. Nhưng mà mình ngộ lắm, con cứ tưởng tượng con cái cây phải không? Con là cái thân cây thì dưới chân con là rễ không phải không? Dạ. Nó dính vô cái thân đó, của quyền thất tổ mình dính mình vậy đó. Nên mình ngồi xuống mình tụng với mấy ông bên cạnh mình rồi. Dạ. Cho nên mình để đâu cũng được, hiểu không? Dạ, không bắt buộc phải có bàn thờ của quyền mới làm, không phải vậy. Cái này cho con hỏi nữa là tại vì giống như ngày nào con cũng đã cúng, nhưng mà con không biết ví dụ như là gạo muối ngày nào mình cũng cúng, ngày nào mình cũng rải. Dạ, cái dĩa nhỏ thôi con. Dạ. Dĩa nhỏ xíu thì mình rải ra sân cầu cho bá tánh chúng sanh no đủ hạnh phúc, cầu cho cửu huyền thất tổ được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Mình buông một cái lời tốt lành ra cầu cho tất cả, đâu có mất gì đâu. Dạ, lúc dạ. Đó mình mới gọi là từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng. Tại sao từ nhãn thị chúng sanh? Khi chúng ta có con mắt từ bi nhìn bá tánh chúng sanh bằng cái tâm thương yêu đó thì phước mình sẽ vô lượng, rõ không? Cho nên mình tụng đại bi, mình biểu lượng cái tâm từ bi mình dành cho bá tánh chúng sanh, nhìn ai cũng thấy thương, lúc đó mới phước mới nhiều được. Bởi cái tâm lành thì mọi sự dữ sẽ lánh xa, đúng không? Cái tâm này lành quá thì đi đâu cũng là lành, ở cái tâm rách đi đâu cũng là nát. Dạ, con cảm ơn thầy. À, dạ, cảm ơn con. Đây là Phật. À, dạ, thưa thầy, cho con hỏi, trong lúc con tụng, thời gian sau này con tụng á, cái luân xa số 5 trong cơ thể con có cái vấn đề thì con sẽ cho hỏi là do cái nhiều hồi con tụng không đúng cách hay là do cách con lái khí trong người con lấy hơi á hả? Lấy hơi á hả? Dạ dạ. Cái luân xa số 5 con bị cái gì? Dạ, luân xa số 5 của con bị rồi lái hơi không có đúng, làm cơ thể con giống mình có một cái chuyện ngăn chặn lại thầy. Nó bị là tích khí. Dạ. Một chút nữa thầy lấy cây thì đập cho cái lưng nó mở, thầy sẽ đập vào nhang. Dạ. Cảm ơn con. Đưa cái mic vô đây con. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thầy. Dạ. Con cúng cửu huyền thất tổ như thầy nói đó. Thì khi mà con rải muối gạo ra rồi đó, thì con không thấy chim chóc nó đến ăn, mà muối gạo hàng ngày mà rải ra nhiều quá. Rồi khi mà mình quét mình hốt đó, thầy, mình có... Kiếm chỗ nào á, kiếm chỗ nào có con gì ăn mình bỏ cho nó ăn. Mà rải ít thôi, cái dĩa nhỏ nhỏ như nè, đừng rải nhiều quá nha, rải cái có thôi nha. Dạ. Rải đi. Cứ rải thôi, mỗi ngày có chút xíu xíu mà. Rồi mình gom lại cho chỗ nào mà có con gì ăn nó sẽ ăn. Rồi chắc chắn dạ. Sẽ ăn kiến nó cũng ăn được mà. Dạ. Rồi. Có thấy kiến ăn muối bao giờ chưa? Không tin phải không? Không tin thôi. Kiến dạ. Ăn muối đó. Cái bà dạ, kia dạ. Mới gặp thầy mới nói trời ơi, con chưa bao con giờ thấy kiến ăn muối. Dạ. Mà... Nó vừa ăn muối xong ngày hôm sau cái xe tải chạy vô nhà con luôn mà. Nó không có ngồi đi, mới chạy thẳng trong nhà luôn. Không ai bị gì hết. Hên ghê. Dạ. À, trong lúc con cúng cửu huyền đó thì con có thể con cúng luôn ba chén cháo cho các chiến sĩ ở ngoài được không? Dạ, cúng trong đó có hết luôn rồi, chúng mình nguyện có hết rồi. Vậy thì mình khỏi có để ở ngoài. Nếu mà cúng ở ngoài đó, người ta bu cho ta ăn là phải tụng vãng sanh cho thiệt nhiều vô, không thôi là ngày mai nó chờ nữa đó. Dạ. Tụng cho nhiều vãng sanh huynh đệ, tụng cho cửu huyền thất tổ, bên cạnh đó còn, bên cạnh các vị đó còn rất nhiều nhiều huynh đệ cùng hoàn cảnh như vậy đang đứng chờ đợi. Chúng ta ban rải lòng từ bi và tụng cho một thời kinh hồi hướng công đức cho họ. Nên tụng vãng sanh cho nhiều vô để tạo phước âm đức. Nhớ không? Dạ, mình cúng ở ngoài là mình tụng vãng sanh nhiều vô nữa. Dạ, dạ. Nếu tụng phải làm cho đều nha. Dạ, Phật. Bữa nào thiếu bữa nó kiếm chuyện. Nam Mô A Di Đà Phật, dạ. Thầy cho con hỏi. Được nói, nó lớn đi con, dạ được. Dạ. Thầy ơi con... Alo, con có con, ba con mất 3 năm rồi thầy. Từ từ hỏi con. Rồi con giải cho ông chưa? Dạ, con có cầu siêu. Mà con không biết ba con sao. Bây con giờ ngồi tụng hết lòng đi. Đi là chuyện của ổng rồi, chuyện của chư thiên lo. Mắc chính mình lo không đi đâu. Con có làm nhiều công đức lành đó thầy. Con thì cứ làm, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh thì chú giúp cho ổng, giống như mình giúp cho ổng có cái hành trang đi tốt vậy đó. Đâu cần phải lo, vui vẻ nó mới đi chứ. Mới hỏi chưa gì nó khóc rồi sao ổng đi. Phải không? Dạ.
mình tụng kinh cho quyền tích tổ của chúng ta nè, thấy vui thì vui, mình gửi các ngài đi, ổng vui ổng đi à, cái này mình rì rì mình khóc thì sao đi nổi, trời tính đi nó khóc thì sao đi. Thành ra huynh đệ mà ba mẹ mình trước khi chết đó mà mình khóc quá đó, mấy ông bước ra xác cái ông đứng ông canh hoài đâu đi được đâu, con cái khóc hồi hồi làm sao mà người ta vãng được sanh siêu được, hiểu không? Mình là cái người làm cho ông rỉ mọ đi không được đó, nhớ chưa? Thầy theo luật hết à, nhưng mà thầy rất là vui để được làm như vậy, bởi thầy hiểu luật cho nên thầy hạnh phúc để được làm. Người ta nhìn vô thấy ông thầy thực sự đó là luật. Khi mẹ mình lớn tuổi, mẹ mình đi bởi vì không có tu á, thì khi mà đi an lành là phước. Mẹ nằm xuống mẹ đi á, mình làm cho bà một buổi lễ thôi, huynh đệ ông trong nhà tới xong xuôi rồi là đốt bà ra trò xong rải xuống biển làm luôn, bà không còn vướng vô cái gì hết, xong chuyện. Vui không? Quá vui luôn. Là người tu, người con tu tốt mà cha mẹ siêu là quá hạnh phúc, hiểu không? Có gì đâu mà khóc. Muốn biết đi đâu hả? Làm ông Phật đi. Muốn làm Phật hả? Tu cho giỏi vô, có điều kiện chứ đừng có tưởng không muốn là được đâu nha. Tu là phải có điều kiện, như thế nào mới được gì, được gì. Đều có điều kiện hết, nhớ không? Bây giờ là Phật, chúc con may mắn nha. Bây giờ là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, con là chân Pháp Danh Chơn Lạc ở Rạch Giá. Thầy Pháp Danh Trung Đạo ở Sài Gòn. Dạ. Theo con thấy là mấy năm nay con gặp Thầy ở chùa Pháp, Thầy cũng y vậy, không thấy già. Ừ. Dạ. Ô như kỹ à. Con có cái câu hỏi như thế này. Bạch Thầy, con ở nhà mà trì chú Lăng Nghiêm, có bạn thì nói không nên, có bạn thì nói nên. Bạch Thầy, con phải làm sao? Và qua lời giảng của Thầy, con muốn học theo Pháp Thầy để độ của quyền thất tổ, vậy con phải thế nào? Bây giờ là Phật, cảm ơn đức của cô. Mời cô ngồi. Huynh đệ, biết cô ăn chay trường chưa? Trường chay chưa? Hôm trước thì có ăn, rồi có cùng bệnh đấy. Ủa sao tôi mà bệnh? Rồi tôi nghĩ rồi đó. Cho nên đúng rồi, nếu mà ăn mặn tụng Lăng Nghiêm cũng hơi khó cho cô. Dạ. Huynh đệ nếu tụng Lăng Nghiêm, tụng Kim Cang, tụng Địa Tạng lại với trường chay và Pháp Hoa. Nếu huynh đệ mà ăn mặn sẽ khổ, khổ lắm luôn đó. Ăn tụng Pháp Hoa mà ăn mặn á, không những khổ thân mà khổ tâm nữa, bệnh mà khổ lắm, phải nó nghèo. Trong đầu thấy quá nhiều vị tụng Pháp Hoa mặn mặn á, rất là nghèo, rất là khổ, đủ chuyện xui xảy ra. Cho nên chúng ta tụng Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Kim Cang, Địa Tạng, chúng ta phải trường chay đi giữ giới, nếu không thôi mình sẽ gặp nhiều chướng duyên lắm, rất là nhiều chướng duyên. À, đúng rồi, chính xác, đừng tụng. Phải có tụng đại bi thôi, kệ nó xài nhỏ nhỏ được rồi. Mình tu phải làm ông này bà nọ, lỡ làm như ông này ông kia rồi đó, thì phải tụng cho nhiều vô để mà mình làm phương tiện độ mình, độ người. Cho nên mình lấy nó làm phương tiện, tụng kinh là tạo phương tiện cho chính cái người đó để làm việc cho bá tánh chúng sanh. Cho nên tụng, tụng rất nhiều loại kinh, từ kinh dị, kinh khủng, kinh tế là không dám tụng. Ba cái kinh đó là tránh xa ra. Pháp Hoa cũng tụng, Kim Cang cũng tụng, Dược Sư cũng tụng, Địa Tạng cũng tụng, Vạn Phật cũng tụng, A Di Đà cũng tụng, Phổ Môn cũng tụng, Lăng Nghiêm cũng tụng, để mà mình tu luyện cho chính bản thân mình. Mình tụi con đang tu thôi chứ không có luyện, còn bản thân thầy tu luyện, tức là tụng kinh để luyện đạo, tụng kinh để diệt trừ cái tôi, tụng kinh để giải trừ mê chướng, tụng kinh để giúp mình có định lực kiên cường. Cho nên tu luyện là vậy, còn để là tu để giải trừ nghiệp chướng bệnh tật thôi. Cho nên nếu mà còn thấy mà ăn chay không được thì đừng tụng Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm đôi khi á nó phản tác dụng nha. Thầy chỉ là Phật, chúc cô may mắn. Như là Phật, như là Phật, thưa bác. Để cao sắp sắp sắp. Dạ, ở chùa Đáp, chùa Giác Sanh lần thứ nhất. Hôm nay là lần thứ hai. Thì hôm mà con gặp thầy ở chùa Giác Sanh á, về là 100 ngày con có tụng theo pháp của thầy. Và sau khi hết 100 ngày á, là con tụng qua 49 ngày. A Di Đà. Dạ, giỏi ha. Dạ, con nghĩ là con tụng khoảng 5 ngày. Con nghĩ là chắc mới đầu thì con không nghĩ ra sao, con nhớ tới lời thầy. Con nghĩ là chắc có lẽ con cũng có được chứng nghiệm tâm linh mà
con không dám nói ai hết, tại vì thầy nói là không được nói với người thứ hai nào. Đúng rồi, hết. Đúng vậy. Dạ. Và nói thầy thôi. Dạ. Dạ. Nhưng mà nói nhỏ bằng cái đó thôi. Dạ, A Di Đà Phật, thì con khi mà con tụng mà cúng củ quyền 49 ngày á, thì hôm nay nữa là khoảng 4 tuần rồi. Thì trước khi con làm á, thì con cũng lập một cái bàn mà con không biết là có đúng hay không. Hôm nay có đủ duyên con gặp thầy, xin thầy chỉ dạy cho con. Là con cũng làm một cái bàn là ở ngoài sân, rồi con giống như con lập đàn tràng, con xin phép chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát là cho con cầu siêu cho củ quyền thất tổ và vong linh hữu tình chiến sĩ Trận Vong Quan Ngụm Tử, con không biết. Nhưng mà ở trong cái bàn củ quyền con cũng làm y như vậy. Dạ, giống như là con vừa làm hai bên, một bàn là ở ngoài và một bàn ở trong, mà con không biết, giờ xin thầy chỉ dạy. Tại bữa nay con đã làm được mấy tuần rồi. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Huynh đệ cô này phát tâm là không những cúng cho quyền, là cúng luôn các loại vong linh, hương linh, âm linh của tình chiến sĩ Trần Vong, nói chung là lập cái đàn chẩn nhỏ vậy đó. Thì không sao đâu cô, nếu mà có sao là mặt cô đã đen rồi, nhưng mà mặt cô chưa đen với Đạo Phật. Vậy con vẫn làm tiếp tục. Dạ, tiếp tục làm, dạ. Cũng dạ, một bàn ở ngoài. Nhưng mà tụng vãng sanh nhiều hơn nữa nha. Dạ, để giúp cho họ siêu. Cái khi tụng là cầu cho họ y như thầy chỉ. Dạ. Thì cô sẽ giúp được huynh đệ, giúp rất nhiều huynh đệ vong linh, âm linh chung quanh mình. Mà trong âm thầm nếu mà mình đủ lực mình giúp họ thì mặt mình không có đen. Còn nếu mình yếu hơn họ là dần cái mặt mình dần dần sẽ xám dần xám dần, là mình không đủ lực. Hay nên mình giải đãi. Nếu mà lập đàn rồi là phải tụng cho nhiều vãng sanh vào thì mình mới giúp đỡ được họ, nhớ không? Dạ. Chúc cô may mắn nha. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con là Đoàn ở Gia Lai, mà con là công giáo, con có chồng bên Phật. Con không hiểu gì về Phật giáo. Sau này ba chồng con có mất đi một năm, con có theo nhà chồng con đi đọc kinh, thì lúc đó con mới hiểu được kinh Phật. Thì từ đó tới bữa nay thì con cũng hiểu được kinh Phật được ít. Rồi con có nghe đĩa của thầy giảng. Bây giờ con kính bạch thầy, thầy chỉ rõ cho con được là tụng kinh ngũ bộ chú, thì chú đại bi, kinh A Di Đà. Cách đây 2 ngày thì chị chồng con có đi coi bói ở đâu con cũng không biết nữa. Nói là ba chồng con là thiếu gạo, thiếu muối, thiếu nước, thiếu nợ. Dạ, kêu cái cúng rải tùm lum hết. Xong rồi con mới nói với mẹ chồng con là ủa sao chị không đọc kinh trì chú mà chị đi cúng như vậy, có đúng không? Thì con xin thầy cho con biết. Tại vì con là công giáo, con không có hiểu nhiều. Vậy cô nói lộn người đó. Thầy cũng là giáo công giáo nè. Hồi giờ con, tại vì hồi giờ con không có nghe kinh Phật, thành ra con không có biết anh thầy. Dạ, dạ, Phật rồi. Cảm ơn. Cảm ơn Quỳnh, cảm ơn cô. Dạ, thưa cô, cứ tiếp tục tụng A Di Đà đi. Nói gì nói, coi bói mà. Bói gì ra ma, quét nhà ra rác. Giờ cái người đó tới nói, trời ơi, vong theo nhiều quá. Nói gì xong giải người ta luôn đi, kêu kiếm thầy khác. Hả, nói người ta có vong theo thì mình tự giải luôn phải không? Này nói không cái miệng không để ta lo. Đừng có đi coi mấy cái đó nữa, huynh đệ mà tụng kinh mà ngủ của chú đại bi rồi, đi coi coi chừng người ta không nói được, ta nói bậy không đó, tạo nghiệp đó nha. Bữa có đứa nào đi coi á, nói coi không được, cái ông bự bự đen thù lùi đứng bên cạnh bịt miệng, không cho ta nói. Không cho nói luôn á, nắm cái mỏ rồi. Sao nói được, người tụng nhiều làm sao mà coi người ta được. Chỉ có ông Phật coi mình thôi, nhớ chưa? Còn đi coi bói về nói đừng có nghe, hả? Mình nghe là mình dở rồi. Thì tiếp tục tụng A Di Đà đi. Cầu cho bố, cầu cho củ quyền thất tổ được siêu. Dạ, con thưa thầy là đó là chị chồng con đi coi, mà con nghe nói vậy thì sẵn đấy con đi rồi, con gặp thầy, con xin thầy và thầy chỉ cho con biết cái cách tu. Cái con hồi giờ con không biết. Chút nữa có người chỉ yên tâm, chút nữa cô sẽ được chỉ tường tận được cô tu ha. Yeah. Thầy cũng phát sinh từ xuất thân từ đó mà, bốn đời rồi đó, bốn thế hệ đó cô. Thầy là giao công giao nè, con giao công công á. Dạ. Đạo công giáo đó, ừ. Đọc không có dấu. Giao công, giao. Nói chung giao nào cũng là giao.
Dạ, hiểu thưa thầy, con có cái thằng con bữa nay con dẫn nó theo, mà từ nhỏ tới giờ nó cứ tóc nó mọc ra chút xíu vậy là nó đau, tóc nó mọc ra chút xíu vậy là nó đau, con phải đi cạo trọc cái đầu nó vậy á. Mà bây giờ nó cũng ly lắm thầy, con biểu nó tới chùa nó cũng không đi. À, bữa nay con dẫn được đi tới thầy rồi con mừng. Rồi một chút nữa thầy nói chuyện với nó. Dạ dạ, con cảm ơn thầy nhiều. Dạ, cảm ơn cô đã hỏi. Huynh đệ ơi, chúng ta bị kẹt trong cái vấn đề mà như cô nói, huynh đệ hiểu rồi không? Mình không có đủ lực để mình bước ra khỏi cái dòng kềm tỏa mà từ nhỏ tới lớn đã nghe giảng. Thầy là cái dạng đó, thầy biết. Mình mạnh dạn bước qua cái rột là xong mà. Nhưng mà đặc biệt là mình đi khỏi chỗ đó nhưng mà không bao giờ chống đối. Mình vẫn bình thường nhìn lại coi những gì mình đã học. Mình tìm lấy những cái tốt nhất giữ lại cho mình, những cái không phải bỏ. Nhưng mà vẫn không chống đối, vẫn không đả phá, không phỉ bán. Mình lấy những cái mới khác trong cuộc sống mình tiếp tục tiến hóa. Dần 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 mình hiểu tất cả chúng ta đều bị lệ thuộc vào tôn giáo của nước ngoài. À, mình ngàn năm nô lệ giặc Tàu có Phật giáo, 100 năm nô lệ giặc Tây có Công giáo. Chúng ta đều bị nô lệ ý thức hệ tôn giáo. Khi thầy lớn lên thì hiểu được, bây giờ thầy không có nô lệ ý thức hệ tôn giáo nữa, thầy là tên là Trung Đạo. Thầy không dính vào ai cả, thầy dính vào cái lòng từ bi của chư Phật thôi. Cái lòng từ bi là tất cả. Với lòng từ bi nó không còn của lệ thuộc một giáo nào cả. Tình thương không thuộc một tôn giáo nào, một giáo phái nào cả. Tình thương là của vũ trụ, nó không thuộc một hệ phái nào hết, rõ không? Nên chúng ta sống với chư Phật là mình sống trong cái tình thương của tất cả chư Phật, của ba tánh chúng sanh. Mà tình thương này không belong to anything, không có bị lệ thuộc vào tất cả tôn giáo nào trên thế giới này hết. Nếu chúng ta tu mà không có tình thương là chúng ta đi vào ma đạo. Một tôn giáo nào dạy cho mình ghét người bên cạnh là ma giáo, rõ không? Nên chúng ta không được phép chống đối các vấn đề tôn giáo khác, không được nói phỉ báng, chúng ta không hiểu biết. Vì hiểu biết nông cạn, hạn hẹp và cố chấp, cho nên chúng ta mới phê bình chỉ trích những người tôn giáo bạn. Còn nếu chúng ta yêu thương ba tánh sanh giống như chư Phật dạy mình, thì tự nhiên chúng ta không còn ghét tôn giáo bạn mà thấy thương họ. Tại vì tình thương không bao giờ thuộc về một tôn giáo nào cả, mà thuộc về vũ trụ, thuộc về cái lòng nhân đạo của một người đối với một người. Rõ không? Cho nên chúng ta phải biểu lộ tình thương trong mọi hoàn cảnh để chúng ta không có bị lệ thuộc hoặc là bị cuốn theo một cái chiều nào đó của một hệ phái nào đó. Rõ chưa? Thầy đọc Kinh Koran của người Hồi giáo, trong có một câu rất là rõ ràng. Thầy có nói kỳ trước đó ha. Họ nói rất là ghê mà thầy không bao giờ sử dụng được. Họ nói câu, khi mà mình nói chuyện với người, một người trước mặt mình mà không cùng tôn giáo với mình, mình vẫn lịch sự, vẫn tế nhị với họ, nhưng mà mình nguyền rủa họ trong tim của mình. Câu đó rõ ràng nha, mà nguyên văn tiếng Anh đó, nguyên văn tiếng Anh nha. When we talk to the others, people who not same religions, we still polite and nice to them, but we cursing them in our hearts. Mình nguyền rủa nó trong tâm của mình. Nó như vậy luôn á. Cho nên thầy hiểu được điều này, thầy không bao giờ ai tới thầy cũng hạnh phúc, ai gặp thầy cũng hạnh phúc. Đó là cái phước. Mình còn phước cho nên huynh đệ mới kiếm, đúng không? Còn huynh đệ nó không muốn gặp mình rồi là coi cái mặt mình kiếm, cho nên mình trốn đi, trốn cái mặt mình đi. Tại vì không còn phước cho nên nó gặp mình nó né. Thậm chí nó đang uống cà phê lề đường, nó gặp ông Trung Đạo đi qua, nó quay mặt chỗ khác, coi như không biết. Đi cà phê nó cũng không mời, biết rằng mình đã hết phước, rõ không? Thì mắc cỡ đi trốn đi, chứ còn ngồi đó làm gì. Tại đó huynh đệ tới kiếm thầy thì còn có phước để được chia sẻ. Một mai này nó gặp mình nó trơ trơ rồi xong rồi đó, chứng tỏ là mình không ra cái ôn gì mình mới bị chứ, phải không? Đúng không? Cho nên thầy rất là có phước huynh đệ mới kiếm thầy đó, chứ phải huynh đệ có phước đi gặp thầy đâu. Thầy nghĩ như vậy, thầy sống như vậy á, thầy đỡ phải vênh váo, thầy đỡ phải huênh hoang tự đắc, thì không phải tự cao tự đại. Coi như mình ghê lắm tụi nó mới kiếm mình. Không phải, tụi nó ghê lắm mình mới gặp được tụi nó. Như vậy á mình mới cúi đầu xuống được chứ, phải không? Bởi vì mình còn có phước cho nên để mới thăm thầy. Thầy vô phước coi, thăm không? Đừng có hòng. Sự thật là vậy đó. Bây giờ còn mặc cái này chứ còn tới, phải không?
giỏi rồi, mình là cái cốc gì? Tao mới ghê nè. Vậy là Phật cảm ơn con nha. Rồi huynh đệ hỏi tiếp. Vậy là Phật cho cô. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy. Con là Nguyễn Thị Lan. Con ở đoàn ở Gia Lai về. Hôm nay cũng có nhân duyên để về đây để gặp thầy. Con có mấy lời để hỏi thầy là con năm 1995 là con cũng lập gia đình, là hồi nhỏ giờ con cũng khổ sở nhiều. Mà con sinh con của con ra thì con lấy chồng cũng không hạnh phúc, mà có con thì nó cũng không có đứa nào ngon hiền mà nó lại thông minh nữa. Nên con biết mình nghiệp dày phước mỏng, con mới nỗ lực tu hành, nhưng mà có điều kiện là con khổ sở không có ít khi tới chùa được, lâu lâu có pháp hội gì con mới đi được. Nên con ở nhà thì con cũng ráng tụng, mới đầu là con tụng sám hối, xong rồi phổ môn, dần dần tới là kinh Dược Sư, Địa Tạng. Nhưng mà con nghe cái anh em huynh đệ có bạch rằng là Địa Tạng là phải tụng ở pháp hội mới được, tụng ở nhà thì hay đau ốm, thân con thì cũng hay đau ốm thiệt. Con cũng bạch thầy là thứ nhất đó là tụng ở nhà có được hay không. Thứ hai là phải nhất định phải đúng giờ không thầy? Cho con thì cũng công việc bận rộn thì con... Cái gì là Phật? Dạ, hiểu cô rồi, con ngồi xuống đi. Dạ. Tụng Địa Tạng để làm gì nói nghe coi? Làm ông này bà nọ hả? Là để hồi hướng cho ông gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mà con đã gây tạo. Dạ, bây giờ tụng A Di Đà cho nó nhỏ nhẹ lại đi, niệm vãng sanh cho nhiều vô cũng được rồi. Còn nếu mà làm thầy chẩn tế thì tụng Địa Tạng cho nhiều vô, có làm thầy chẩn tế không? Thôi tụng nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Tụng cho nhiều vô một nhà rồi con cái khó dạy nữa. Cô mà tụng Địa Tạng nhiều á, con cái khó dạy lắm á. Không tin thôi. Dạ, dạ phải tụng A Di Đà đủ rồi, nhỏ nhỏ chi làm bự quá vậy. Còn dạ, tụng Địa Tạng là phải tụng bản sanh hoài không ngừng. Dạ thì không thôi, nhà mình nó đầy nhóc rồi, nó làm cho con cái mình khó dạy lắm đó. Dạ. Rồi là tùy sao, tùy sự suy nghĩ của cô muốn làm sao làm nha, thầy nói vậy là hết chuyện đó. Chúc cô may mắn nha. Dạ, cô. Vậy là Phật tự quyết định đi. Vậy là Phật. Chúng ta tu là mình là cư sĩ, là kỹ sư đó. Mình ở nhà mình tụng nhỏ nhẹ thôi. Mình đâu có làm ông này bà nọ đâu. Hiểu không? Tụng tà tà được rồi. Nhưng mà mỗi lần tụng là hết trong đó luôn. Đơn giản lắm nha. Cô dạy chứ nó kinh khủng lắm á. Mỗi ngày một chút đi. Từ từ nó dày lên á. Mà mình tụng là phước dày lên là tốt. Mình tụng riết bằng nghiệp dày là coi chừng. Mà cái mặt mình dày nữa mà còn ghê nữa đó. Tụng riết hết đến mắc cỡ luôn rồi. Ai nói thì nói còn kệ cha nó đi. Nghiệp mỏng đi rồi phước nó dày lên là tụng đúng. Còn tụng kinh mà nghiệp càng lúc càng dày á, mà phước mỏng là coi lại, nhớ không? Coi lại coi mình sống làm sao mà càng lúc càng tệ. Phải coi lại mình nha. Luôn luôn phải coi coi hôm nay cái mặt mình đẹp hơn qua chút chưa, rồi cái nhìn lại cái kiến coi hôm nay cái nanh mình mọc dài chưa, thấy cái nanh dài là biết mình tụng kiểu nào rồi, nhớ chưa? Mỗi lần nổi điên lên coi cái kiến liền tức thì có nanh mọc mấy tắc. Bây giờ đạo Phật tụng nhỏ nhẽ thôi. Bây giờ đạo Phật mời cô. Dạ, nó mô gì Phật. Dạ, chào thầy. Như con muốn hỏi ngày con giờ con thắp nhang á, con có cầu xin cho cha mẹ và chồng con có tội nguyện được Phật kiến giáng cho con hay không? Còn một mục đích của cô cầu nguyện cho chồng con để làm cái gì? Tai qua nạn khỏi, cầu nguyện theo ý định cha mẹ và mạnh khỏe và ăn lành. Cô muốn như vậy đó là cô phải ăn chay trường, cô tụng kinh, cô cầu nguyện, phải nhiệt tâm, nhiệt tình, năng nổ, miên mật trong cái tu nguyện thì cái lời nguyện mình sẽ được như ý nha. Chứ không phải đứng đó cầu là có đâu, không có. Phải tụng ngồi ăn chay trường, đổi tâm đổi tánh, làm nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, làm phước cho nhiều vô thì phước mới có được nha. Dạ. A Di Đà Phật chúc cô may mắn nha. Dạ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con là Liên Bình. Con chính xin hỏi thầy, con có ba con có sanh ra 6 chị em của con, nhưng mà bây giờ là có 4 chị em là có 4 chị em tụi con là ăn chay trường nay cũng 6-7 năm rồi,
Nhưng mà chị em con thì mỗi đứa cũng có một cái tam bảo nhỏ ở nhà hàng ngày để ngày hai thời công phu tu tập. Còn ba con cứ con còn là một ông già, nhưng mà chị em rất thương ba con và lo cho ba con rất đầy đủ. Nhưng mà bốn chị em của tụi con ăn cha trường mà cầu nguyện mỗi ngày sao qua, ba con cứ giận bốn chị em tụi con, cứ hờn đứa này hết tới đứa kia. Mà trong đó có con là ba con hờn con nhiều nhất, cứ buồn giận hoài. Còn chị con thì chị con không có biết về Phật Pháp, không ăn chay trường, nhưng mà ba con rất là thương chị con. Mà cứ bốn chị em tụi con không biết là tu tập có đúng pháp hay không. Ây là Phật, rồi, ngồi xuống, ngồi xuống. Ây là Phật, ngồi xuống, nghe nè. Tụi con á, bốn chị em con súng lại tụng chung với nhau, đừng tụng lẻ tẻ nữa. Tụng chung lại nhau cầu cho cố hiền thất tổ ông bà nội ngoại hai bên được siêu sanh linh độ, nhất là ba của con. Nhật, tụi con mà gặp ổng nói chuyện là niệm nhìn cái mặt ổng, nhìn thẳng vào mặt ổng, niệm bản sanh cái đầu mình thôi, đừng niệm cái miệng nha, ổng tưởng mình trù ổng đó. Nhìn niệm trong cái đầu thôi, niệm bản sanh nhiều ổng sẽ hết. Bốn chị em đều cùng làm như vậy hết, nhớ chưa? Tức là chị em phải cộng tu, ngồi chung vô tu nhau, tụng cái lực mạnh mới chuyển được bố. Còn nếu mà lẻ tẻ chuyện không nổi là sẽ bị khổ, à nói tới là khóc là khổ rồi. Nên bốn chị em phải cộng tu lại mới đủ lực giúp cho ông bố hoán chuyển tâm thức, nhớ không? Mà tụng vãng sanh đi cầu quan gia trái chủ của bố với mình phải giết đi, không còn nữa thì ông mới hết giận, nhớ chưa? Bây giờ là Phật, chúc cô may mắn nha, nhớ không? Bốn chị em cộng tu lại nha. Bây giờ là Phật, rồi làm nghĩ thiện làm lành á, đi làm phước được làm phước, phóng sanh được phóng sanh nha. Bây giờ là Phật cô, nhớ chưa? Bốn chị em phải cộng tu lại, một tuần một lần cũng được, hay ba lần năm lần cũng được. Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Chào cô. Dạ. Kính bạch thầy, con tên là Diệu Tâm. Thầy tên Trung Đạo. Con ở trên, con ở trên Thủ Dầu Một. Dạ, ở Thủ Dầu Một. Nghiệp trên thì ghê quá. Đúng là danh bất hư truyền. Con cũng đã có quay qua đĩa thầy nhiều lần và chỉ thấy thầy trên đĩa thôi. Ngày hôm nay con gặp thầy thì thật là rất là ngưỡng mộ, thầy rất là quay nghi và cảm ơn cô. A Di Đà Phật. Hên quá thầy chưa có ăn sáng vậy. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con được thưa ba cùng thầy, trong cái chú Đại Bi thì con có được nghe thầy nói là ở trong chú Đại Bi có một cái chữ Mama. Không phải thầy, thầy nói là có một cái chữ thôi mà cái chữ đó rất là coi như là bí mật và thù thắng, thì con không biết là cái chữ đó là chữ gì. Chữ đó khi nào mà tu giỏi thì mới cho. Dạ. Nên con đọc mà con cố cũng tìm. Ủa thầy có nói câu đó sao? Có thầy. Rồi con nói tại vì mã là khi mình ngừng đó là đấy. Còn cái chữ mà thầy nói là trong đó có một cái chữ rất là màu nhiệm, rất là thù thắng mà rất là bí màu lắm, nữa con không biết. Nên con cho nên hỏi con không biết luôn, sẽ không bao giờ trả lời. Dạ. Bây giờ là Phật, thầy chỉ cho huynh đệ nào mà phát cái tâm, cái tấm lòng giống như thầy, sống phụng sự bá tánh bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh á, ngày đó mới được cái chữ đó cô. Mà còn sống trong thế gian á thì cho không được. Thầy cho xong cái 3 tháng sau cái thầy mất cái vị đó, chư Phật mất vị đó luôn. Dạ Di Đà Phật. Không cho được, xin lỗi. Giờ đi hỏi ghê chưa? Hỏi cho được cái chữ đó không có đâu. Tại vì con cũng sắp xin xuất gia. Dạ, thành ra con cũng muốn được tu tập rồi mình muốn biết được cái chữ đó. Thì biết chữ đó làm gì? A Di Đà và bên không tụng Đại Bi A Di Đà cho miên mật cho đi thì tự nhiên có sự gia hộ lớn á. À huynh đệ sẵn ngồi xuống đi huynh, ngồi xuống đi cô. Chúng ta nghe nè, thực sự á thì bây giờ thầy được 2 người đệ tử nữ ha. Một vị cách đây 3 năm rưỡi 4 năm đã là nhìn thấy được mình á, tụng A Di Đà liền liền không ngừng á, là sau 4 năm, sau 3 năm liên tục á thì cô dễ thương lắm. Bây giờ đi về Phan Thiết là con sống điều cái tâm con thôi, đó là ngày xưa là như thế nào không cần biết, bây giờ là hoàn toàn một người mới tin sau 3 năm tụng Đại Bi với A Di Đà con thôi. Thực sự huynh đệ chỉ tụng Đại Bi A Di Đà không thôi, huynh đệ sẽ chứng nghiệm nhiều nhiều thứ mà không bao giờ có trong sách vở, mà chính bản thân mình chứng nghiệm những điều này mà mình biết thôi. Mà huynh đệ có nói ra những người khác họ không biết được, nhưng mà nói với thầy, thầy sẽ hiểu, bởi thầy đã trải qua rồi. Hả, nói thì biết liền bởi vì thầy sống trong đó rồi. Thầy khuyên huynh đệ nên tiếp tục tụng Đại Bi với A Di Đà để cầu cho quyền thất tổ đi.
nhiều điều nó xảy ra vô cùng màu nhiệm cho gia đình mình luôn đó. Trong cái tu chỉ có mình mới hiểu được thôi. Nếu mình nói ra ngoài là không được rồi. Nhưng nói với thầy được, bởi vì thầy được phép như vậy, thì chia sẻ lại những chứng nghiệm của huynh đệ, rồi giúp huynh đệ tiến hóa thêm nữa. Chứ không phải tới đó là ngừng. Hiểu không? Tu đến khi nào mà mình vô ngôn bất nhị rồi, vô ngã như huynh đi kia hỏi vậy đó, là lúc đó mình ở đâu mình biết rồi, cần gì phải nói. Lúc đó đâu còn gì lời nói để mà chứng minh đâu. Phải không? Nhớ chưa? A Di Đà Phật, chúc huynh đệ may mắn nha. Cảm ơn huynh đệ. A Di Đà Phật, chúc con. A Di Đà Phật, con lại thầy. Con có một bé cháu đã ăn chay chuồng 4 năm, đang trì kinh Địa Tạng, nhưng bây giờ bị bệnh. Rồi khuyên cháu chị chú Đại Bi và A Di Đà thì cháu chưa có cơ duyên, nên hôm nay có chị cháu ở đây, xin sư phụ từ bi chỉ dạy. Có ai? Có chị của cháu hả? À. Cháu là ai? Cháu con á hả? Cháu của con hay dạ, con? Cháu ruột ở dưới quê ạ. Ờ vậy hả? Dạ. À, nói cháu nói nhiều nhiều vô đi là cho cháu coi dĩa đi, con sẽ thấy, cháu sẽ thấy được cái lời là cháu làm. Giờ cháu đang bệnh á, nếu mà tụng tốt Địa Tạng, tức là có tu có chứng. Hả? Có tu là có chứng. Nhưng mà tại sao người ta tu ta không bệnh mà cháu tu cháu bệnh? Coi lại nha. Mặt cháu có đen hay đẹp? Sáng không? Mặt cháu có sáng không? Đứng lên. Phải nói không? Chị nó hả? Dạ, con là chị của em con ạ. À. Rồi. Dạ, từ lúc em con chị Địa Tạng là lúc bà con mắc ạ. À. Còn dạ, mắc rồi. 49 ngày đủ rồi. Dạ, chưa, lúc đó chưa được 49 ngày thầy. Chị con, em con nói là chị, chữ lúc đó là chị con chị. Rồi xong rồi em con mới chị phụ chị con. Rồi còn con á là chị kinh A Di Đà với kinh Địa Tạng luôn. Tại con chị hai quyển. Rồi. Dạ, nếu không làm vậy thì con nên tụng vãng sanh cho nhiều vô rồi trường chay luôn nha. Dạ, con là ăn chay từ hồi năm ngoái, còn em con là ăn chay 4 năm. Rồi, mà tại sao bệnh? Tại vì lúc đó em con chị là, nó chị sáng đêm luôn thầy. Wow, sáng đêm. Mất sức hết rồi. Dạ, con không biết nữa, chị sáng đêm rồi em con cũng hay làm phước. Tại vì em con hay đi theo đoàn bác sĩ trị bệnh với phóng sanh. Rồi đi đọc kinh sách nhiều nữa, đi chùa chiền cũng nhiều nữa. Rồi cái lúc đó nó không biết sao trong mình nó bị như có người lên xác vậy này. Nói là tại sao mẹ lại giết con, rồi tại sao những người lại không được sát sanh, kêu cha con không được nuôi cá, mẹ con không được bắn cá, rồi các người không được sát sanh, rồi nói là con của là cha mẹ đời trước, tại vì mẹ con cũng từng phá thai lên, cũng như có người nhập cho nó nói này nó kia vậy đó, không cho gia đình ăn cha ăn mặn nữa, kêu bắt ăn chay hết, rồi đổi nghề luôn. Đổi chưa? Dạ ăn đổi rồi. Chưa? Dạ ăn chay hết nhà. Rồi vậy được rồi. Nhưng mà đi thầy nào cũng nói là em con nó gánh nghiệp cho cha mẹ. Và nếu mà chị Địa Tạng nữa là cũng như là bị nhập, cũng như là nó sức nó yếu, chị không được. Dạ đúng rồi. Người ta đông quá đổ không nổi. Nên nói em tụng, nếu muốn được vậy em tụng vãng sanh cho nhiều 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 vào thì được. Mà cái tội sát sanh của gia đình tụng thất Phật diệt tội chân ngôn nhiều vô mới giải được nghiệp sát sanh. Đồng thời tụng vãng sanh quyết định chân ngôn đi giúp cho tất cả huynh đệ mà nó nương vào Địa Tạng lực á, thì họ sẽ siêu. Còn nếu không thôi nhà con rất là nhiều, cho dù tụi con tụng Địa Tạng nhiều nhưng nhà con cũng bất ổn. Dạ con cũng xin hỏi là tại vì cũng có người chị Địa Tạng, con cũng có chị, nhưng mà con chị, con và ba đứa em con vẫn chị, là con mỗi người chị riêng nhau, nhưng mà con không bị gì hết trơn á, mà em con chị không biết sao mà em con lại chị bị bệnh. Chứ lỡ nhà con có thờ tượng Địa Tạng, nhưng mà có thầy nào đó cũng như là thầy tu cũng như bên đạo hảo con là nói là trong nhà không nên thờ Địa Tạng, tại nó chỉ có chùa mới thờ thôi. Nhưng mà con thì kêu là phải đem tượng Địa Tạng vô chùa, nhưng mà con thì không muốn. Vậy nhà ôm Địa Tạng tụng luôn đi. Dạ to. Dạ vẫn chị vẫn có thờ Địa Tạng, nhưng mà thầy bây giờ thầy chỉ cho con Địa Tạng. Ok, ngồi xuống, thầy sẽ giải quá giải cho con, mà con làm y như thầy chỉ đi thì con sẽ được ngày Địa Tạng rờ đầu giống như bác sĩ ở bên Mỹ á. Nếu mà con tiếp tục tụng Địa Tạng đúng không, thầy khuyên con làm cái này con sẽ hết. Mỗi tuần con đều phóng sanh lập bàn chẩn tế, mỗi tuần nhỏ nhỏ cái bàn nhỏ vậy thôi, để chút xíu 3-6 chén cháo ha, 6 chén cháo rồi muối gạo ha, chút xíu đồ đạc cúng chẩn nhỏ nhỏ vậy đó. Mà nếu mà con tụng cho từng 7 biến đại bi, hay tụng 21 biến đại bi cúng chẩn nhỏ, đừng tụng Địa Tạng. Nhưng trong khi mình vẫn tu tụng Địa Tạng, như mỗi một tuần mình làm cái bàn chẩn nhỏ, mình cúng tất cả các vị vong linh, hương linh, âm linh, các loại cô hồn, các đảng, quan gia, trái chủ, của quyền thất tổ mình luôn. Chiều nào vậy con cũng để ra ngoài sân nhà con, nếu con chấp nhận tụng Địa Tạng, con làm gia đình con sẽ ổn. Nhưng mà không phải lúc mà mình làm bàn chẩn mình tụng Địa Tạng, không có.
con tụng 7 biến đại bi hoặc là 21 bi, xong tụng 1 biến A Di Đà để cúng dường tí thực cho tất cả các loại vong linh, hương linh, âm linh, hữu tình, chiến sĩ, trần vong, oan hồn, tử thập lợi của hồn đồng bào tử nàng thay như xem nào qua gia trái chủ linh linh chết xong chết bị chết đâu chết năm chết 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 hồn tử tử cái vị tệ nàng nhà thông chết vào ngã nói chết xuống hoàn hồn chết bắt đắc kỳ tử chết bờ chết bụi chết xong chết biển, nói chung là chết thiên tai bảo lộ xuống thần lúc hoàng quán, nói chung là vậy. Nếu mà con tụng được như vậy đó mà mỗi một tuần con làm vậy thì con sẽ tạo phước, con phóng sanh vì gia đình con tạo nghiệp sát sanh, con phóng sanh cho người ta, tụng đến khi nào mà con tụng mà con cảm thấy nước cá mùi cá không còn mùi tanh á thì cái lời tụng con mới được chứng nghiệm. Huynh đệ đệ tử của thầy tất cả tụng cá không bao giờ có mùi tanh. Con làm được điều này thì tự nhiên gia đình con được an lành, rồi con tụng tiếp tục địa tạng vẫn được như thường, với điều kiện là phải biết làm như vậy thì mới tạo phước. Còn không thôi dần dần sẽ bệnh. Rồi con tụng riết là con giữ, con nói chuyện cái giọng con cũng giữ nữa đó. Mà con không biết con giữ mà thiệt mà. Hiểu không? Không hiểu. Ông con giữ tự nhiên mà mình không biết, mình nói giữ, mình không biết. Nó đổi mình không hay. Cho nên vì bên con nhiều lắm. Thì con tụng địa tạng là các loại vô nhà mình luôn, vô đông nghẹt trong đó rồi mình phải tụng vãng sanh cho nhiều giúp đỡ họ. Còn nếu không thôi cái nhà mình rùm 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 tối ngày à. Thiệt mà. Thầy giải cho nhiều lắm rồi thầy biết. Dạ em con cũng có tình trạng. Rồi tình trạng là đúng rồi, là bị lạc rồi đó. Tụng địa tạng nó có hai chiều, một là lợi, hai là hại. Bây giờ chị tụng không sao, em tụng giờ cái tình trạng đó tức là nó quá đông rồi, bây giờ em bị người ta khiển chứ nó không khiển người ta được, bây giờ nó bị pháp hành chứ nó không hành pháp, thấy không? Chúng ta tụng kinh là chúng ta lấy cái pháp học xong rồi mình hành pháp lại cho huynh đệ, ngược lại bây giờ ngược lại pháp nó hành mình bệnh bất thường, gọi là pháp hành, hiểu chưa? Dạ, cái hỏi thầy vậy, nếu bị vậy có hết không thầy? Hết, ngưng tụng. Tụng vãng sanh, tụng đại bi, tụng A Di Đà rồi tụng vãng sanh cho thiệt nhiều thì sẽ hết. Nhưng em con chị vãng sanh cũng không được thầy. Bữa đó là chị con có nói là kêu chị vãng sanh nhưng mà lực của nó chị cũng không được nữa. Không nổi hả? Dạ, với lợi quá. Cái lợi nó chị kinh A Di Đà niệm Phật cũng không được luôn, tại vì cũng như là mỗi lần niệm A Di Đà là bắt đầu cũng như là nó hành trong người. Rồi rồi, là thầy kể cho con câu chuyện nghe. Cái cô hiện tại bây giờ đang làm hoa hậu của Mỹ. Mà hoa hậu phu nhân tức là người đàn bà có chồng có con mà mới đậu hoa hậu năm rồi đó ha. Trước khi thi hoa hậu là gặp thầy, cô đi tới gặp thầy, cô đem nguyên một binh đoàn thiết giáp tới cái nhà mà thầy đang ở đó. Thầy vừa mới có hai miếng đại bi là thầy nghèo một binh đoàn luôn. Quay lại hỏi cổ là có tụng địa tạng, cổ có ba người con trai, một ông bạn trai, mà ông bạn trai ghét cổ không thể tả được, mà ba đứa con trai cũng ghét cổ không thể tả được. Cô càng tụng người ta càng ghét cổ, mà mặt cổ rất là đen. Thì cô nói chuyện với thầy xong thầy mới chấp nhận lên nhà coi thì thực sự là vậy. Thì cô không có tụng vãng sanh, ba biến vãng sanh không đủ. Tụng địa tạng mà ba biến vãng sanh không đủ, ít nhất phải trên 49 biến. Tụng địa tạng đó, phải ít nhất 49 biến vãng sanh. Thì cho lên thầy tụng kinh xong xuôi hết rồi, mọi cứ giải xong xuôi. Rồi 5 tháng sau thầy quay lại cô làm hoa hậu phu nhân của Mỹ. Ghê chưa? Mà ngày hôm đó là ông bạn trai không có ghét cổ nữa, mấy đứa con nói chuyện cổ rất là đàng hoàng trở lại, bởi vì thì giải hết rồi. Bây giờ muốn vậy là em của con phải lập bàn như vậy á, rồi giúp cho họ siêu nhiều nhiều đi thì em sẽ còn có đủ lực mà tiếp tục tụng như ý muốn. Còn nếu không á, nó sẽ xảy ra là gọi là oan gia trái chủ, bệnh hoài không hết được. Mà tụi con tiếp tục mà không nghe lời cứng đầu, em con sẽ điên điên khùng khùng đó, nó vô hoài luôn à. Thầy, tại vì nhà con có thờ địa tạng nhưng mà người ta nói nếu mà nhà thờ địa tạng là trong nhà sẽ có người bệnh hoài à. Bởi vì tôi phải đưa vô chùa nhưng mà con thì không muốn, tại con cũng có chị địa tạng nhưng mà con chị con người con đâu có sao. Tại vì tối con chị địa tạng, sáng con chị A Di Đà, rồi có người thì nói là tại vì có nghiệp con không có nhiều như em con nên con chị không có sao, tại con chị kinh nào cũng được chứ á. Cái là con chị kinh địa tạng á. Lại con chị kinh địa tạng thì trong người con đâu thấy gì đâu, với lại con cũng thấy nó thoải mái trong người không? Ừ vậy tiếp tục. Con tiếp tục làm đi, rồi con thiệt sự đấy, em con nó chấp quá, buông ra chút xíu là nó bớt à. Hay nó bây giờ nó bị khiển rồi, hiểu không? Cái lực kia nó mạnh hơn á, thì em con lúc mà tụng á, em con bị phóng tâm mà, gọi là tưởng thức à. Phóng cái tâm là mình sẽ được cái này, được cái này. Nó thấy được cái thức đó ha, nó nhào vô nó lấy mình luôn. Dạ thầy nói đúng rồi, tại quá vì em đúng con luôn nó cố chấp, nó hở nghe ai nói gì là hay là nó vô. Tại vì có người chị của nó cũng như quen biết người đứng đó theo đoàn. Người đó là nói chị địa tạng được ngày địa tạng thọ ký. Rồi đúng rồi, rồi đâu rồi cũng nghe người đó nói rồi con thì theo em ấy theo hoài gì đó, bởi vì em ấy cứ cứng
đầu nhưng mà từ dặn như là em ấy muốn tu, nhưng mà tu nói là tu cố chấp quá rồi cũng không được. Dạ đúng không được huynh đệ, đây là một cái kinh nghiệm của huynh đệ đây ha. Tụi con cho tụi tụng bất cứ cái gì á, biết tụng hết lòng thôi, chuyện còn lại để luật nhân quả về chư Phật, nhớ chưa? Tụng kinh là mình cúng dường chư Phật, cho nên để hết tấm lòng cúng đi. Còn chuyện sau lưng mình, nói chuyện đó có ông Phật với lại nhân quả, mình không được xía vô, đừng có cầu. Nhớ không? Hả cầu là cạnh, hả cầu phải đứng bên cạnh, cho nên cầu cạnh. Nhớ chưa? Vậy thầy có lẽ chưa tượng để tặng thờ trong nhà được không thầy? Bây giờ con dì em con xách đi đi. Con tụng đâu phải có cái tượng mới linh. Dạ con có tượng mà thầy. Có tượng biết rồi mà cái tượng nó có nhúc nhích tay chân được không? Vậy đâu có linh đâu. Con tụng mà cái tượng nó đưa tay chân ra được nó mới linh. Tại vì em trai con thì muốn... Con cũng chấp quá mức, đừng nói em con. Cái này con là ở đăng trên nhà trọ, con thờ là thờ địa tạng A-di-đà. Rồi A-di-đà, còn em con ở dưới quê là thờ địa tạng. Đúng không, nghe vậy đó. Cái lòng nó lớn quá, nó hơi lộn chút xíu thôi. Nó chấp quá nó bị á. Ừ, cái tâm chấp là một ngoan cố bướng bỉnh sẽ tạo tội. Đây là cái lời mà có sư phụ nha, lời của các vị đấy. Ignorance makes sins. Tức là ngoan cố bướng bỉnh sẽ tạo tội. Ok. Mình tụng kinh mà chỉ cần một niệm ngoan cố bướng bỉnh mà cố chấp hay cầu cạnh sẽ bị đó. Thì nó mình tụng kinh từng, cứ tập hết lòng đi. Cầu cho quan gia trái chủ tiêu trừ rồi xong. Ồ, nó không tiêu mình tiêu, vậy thôi. Đơn giản, cho nên mình muốn không tiêu mình phải dứt nó tiêu chứ, phải không? Phải năng nổ vô thì nó mới tiêu, không thôi mình chắc chắn sẽ tiêu, nó tiêu rồi đó. Để nghe câu chuyện thì hiểu ha. Chúng ta mà tụng chỉ cần khởi một niệm muốn có một quyền năng là bị ma chướng ăn liền tức thì. Cho nên tụng kinh bằng tấm lòng, chuyện còn lại của ông Phật với luật nhân quả, nhớ không? A Di Đà Phật. Bây giờ chút nữa vấn đề khác nói chuyện với con nha. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy cho con hỏi, hôm trước con có nghe thầy nói là nếu ở nhà mình có ba mẹ già mà lúc mà ba mẹ mình mà bệnh á, mà mình sợ là không qua khỏi á, thì mình là lập, sau khi mình lập bàn cúng thì mình trì chú vãng sanh cho ba mẹ mình, tụng thệ A Di Đà, cúng dường cầu cho quan gia trái chủ tiêu trừ khi mà các vị đau lớn mà rên la nhiều quá. Yeah. Mình tụng thệ kinh xong xuôi một hai ngày sau sẽ không còn rên la thì họ đi nhẹ nhàng. Nhưng mà cách tụng. Ý con hỏi là nếu trong cái lúc mà mình đợi, trong cái khoảng thời gian mà ba mẹ mình và con nằm giường bệnh thì mình cứ, ví dụ mình rảnh là mình cứ tới giường mình trì. Dạ đúng, mình tới giờ mình ngồi mình bên cạnh mình niệm vãng sanh thôi. Tại vì mình niệm, huynh đệ nghe lại tại sao sư phụ kêu huynh đệ tụng vãng sanh bên cạnh cái người bệnh, bên cạnh trong nhà. Bởi vì giải trừ được quan gia trái chủ lúc mà còn sống hiện tiền đã từng tạo tác trong quá khứ lúc còn trẻ đó. Thì khi mà bệnh mà nằm nặng quá đó là do quan gia trái chủ nó đeo đòi. Cho nên mình ngồi mình niệm vãng sanh để giúp cho ông bà mình hay cha mẹ mình á, nó nhẹ bớt cái nghiệp quan gia trái chủ đi, mình niệm vãng sanh cho nhiều vô. Tại sao sư phụ không kêu tụi con niệm Phật? Tại sao? Phật A Di Đà là ai? Phật A Di Đà chính là ta chính là Phật A Di Đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Nhớ chưa? Cho nên khi mình niệm A Di Đà là niệm cho mình, niệm cho cái Phật tánh của chính mình, bởi vì mình chính là Phật A Di Đà. Có rõ này không? Phật A Di Đà chính là ta chính là Phật A Di Đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ là cõi ta bà. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Vậy tụi con có cần xin vãng sanh không? Bởi vì tụi con không hiểu cho nên cái câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật xin đi đâu? Thì hỏi câu đi đâu? Không biết đi đâu. Không biết đi đâu cũng tiến lên hàng đầu không biết đi đâu. Đi đâu không biết cũng tiến lên hàng đầu. Rồi chết cả lũ. Đâu biết đi đâu. Cho nên tụng vãng sanh cho nhiều vô đi, giúp cho quan gia trái chủ người thân mình đang bệnh tật, nó sẽ hết. Quan gia trái chủ đó, thí dụ mà mãn kiếp ta bà đã tới rồi thì không ngăn chặn được, mình phải chấp nhận nhưng mà rất là an lành để được ra đi. Nhớ không? Thì là con hỏi là bổn phận làm con như tụi con á, thì tụi con tụng là chú vãng sanh, nhưng mà cái đương sự á, như ba mẹ con đang nằm trên giường á, thì là ba mẹ con có đọc chú vãng sanh không, hay là ba mẹ con sẽ niệm Phật A Di Đà? Dạ không, nếu mà ba mẹ con biết đọc vãng sanh thì nên để cho họ đọc là tốt hơn, vì chính bản thân họ diệt trừ cái quan gia trái chủ của họ. Nha Di Đà Phật. Rồi chúc con may mắn nha. Cảm ơn con hỏi câu này. Con còn hỏi nữa. Dạ hỏi tiếp. Đó là lúc mà mình
ba mẹ mình còn sống, rồi đến khi ba mẹ mình đã mất rồi, thì khi ba mẹ mình mất rồi. Nếu mà ông bà biết niệm vãng sanh á, biết niệm Phật, bản thân họ được an lành rồi, khi đi họ phải biết muốn đi đâu chứ. Dạ. Hay nhất là cái chỗ khi chúng ta gần cận tử nghiệp, tức là cái giây phút cuối cùng nếu mà mình chết á, cái đầu này chỉ có một chữ Phật thôi, thì huynh đệ sẽ được đi về cảnh giới mà mình có một cái thức cuối cùng. Phải nhớ là nếu mình thèm một ly cà phê sữa đá hoặc là một cái gì đẹp đó mà giây phút cuối cùng là mình sẽ kẹt ở lại và không siêu được, nó gọi là ma đi vòng vòng đó, thì con cái mình phải tụng cầu siêu cho mình nữa, hiểu không? Tức là vấn đề đã hiểu được rồi, cho nên phải tụng tu cho mình giỏi đi, để mình đi gọi là siêu á, mình vãng đi cái chuyện đó của chư Phật, mình siêu đi cái đã, thì mình không để lại gánh nặng cho con cái của mình. Rõ không? Rõ chưa? Còn bây giờ nếu ông bà biết thì để cho ông bà tự niệm vãng sanh, dứt trừ quan gia trái chủ của họ, mà họ đã biết tu rồi thì họ đi á, không để gánh nặng cho con cái của mình. Mình cũng vậy, đi là không để lại gánh nặng cho con cái. Dạ. Nhớ không? Dạ. A Di Đà Phật. Dạ. Thưa thầy, nhưng mà ý con hỏi là, tức là khi mà ba mẹ con mất rồi thì tụi con cứ tụng 49 ngày là tụng A Di Đà thôi, không cần tụng vãng sanh, mà chưa chắc đâu, 3-4 ngày đi. Mới có hai trường hợp. Một cô công giáo, nghe cái cô công giáo nghe nè, cô này là công giáo. Lúc mà gia đình nghèo quá, bố còn trẻ đó, bố đi săn heo rừng về làm thịt bán để mà cho gia đình sống á. Khi ông bệnh 10 năm nay là tay chân ông không nhúc nhích, nó là bị tai biến đó, không nhúc nhích được co lại á. Thì cái cô này đã theo thầy cũng mấy năm, thì xin phép mẹ cho phép cô được làm một lần để mà trả nghiệp cho ba. Thì bà đồng ý, cho nó về quê nó đó, nó mua 3 con heo, nó cúng chẩn thế tự làm luôn. Tự thả ba con heo ra, tự nhiên ba nó tay chân mềm. Thì ba nó chết. Thì ba nó chết rất là an lành, xong nó tụng 10 ngày sau thì ba nó về. Ba nói bây giờ con cứ tiếp tục tụng kinh niệm Phật thì ba sẽ đi theo các vị đi học. Thì thấy cái cảnh giới á, là các vị thanh văn, thánh chúng á, dẫn ông đi rất là đẹp. Mà có 10 ngày thôi, mà người công giáo đó. Rồi một người khác là có 3 ngày thôi, là cô Thảo ở đây nè. Cô Thảo ở Bình Dương nè, có 3 ngày sau thôi là ba bố đã được siêu rồi đó. Bởi vì cái người con mà miên mật tu tinh tấn á, thì bố mẹ đều hưởng được cái phước đó. Gọi là cộng nghiệp mà. Cho nếu dù bố mẹ mình biết niệm Phật tụng kinh thì cái chuyện đi nó quá dễ. Tức là mình siêu được là chuyện phước rồi. Còn vãng hay không phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân cái đã. Rồi tu thành thần nhân là thánh nhân chứ. Đúng không? Bây giờ quan trọng nhất là được siêu an lành hạnh phúc khi mà bước ra khỏi cái xác. Đó mới là tính đó. Nhớ không? Con hỏi thêm một chút nữa là có nghĩa là khi mà ba mẹ mình mất, lúc mà chưa tới giờ liệm á, thì lúc đó tụi con cứ niệm Phật ha, tụi con tụng kinh A Di Đà rồi. Tụi con tụng kinh A Di Đà luôn, rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật cho đủ 6 chữ. Dạ. Nhớ không? Và con phải đợi khi nào ba mẹ con ấm ở trên đầu thì dạ, ấm mặt, ấm đầu, ấm ngực, dạ, là phước, còn ấm bụng dưới xuống là vô phước. Dạ. Mà để nghe nè, nghe cho kỹ rồi về làm. Trong nhà mình đệ tử thầy có 2 đứa đã chứng nghiệm mẹ nó sắp chết. Đứa thằng con trai của bà đó với đứa cháu nội của bà nghĩ là mình có tụng kinh, tức là giúp bà nội ở lại, nhào vô để bàn tay vô một cái, hai cha con bệnh hết luôn. Bà không chết liền, bà về tới nhà bà hành tới 3-4 tuần, 3 tuần không con hả? 3 tuần sau mà hành là không chết được luôn á. Thì mình xí vô cái chuyện đáng lẽ bà phải đi, nhưng mà mình mạnh quá nên mình nhào vô để tay vô. Bởi nó nghĩ nó có tụng kinh mà. Để tay vô cái là bà ở lại, 3 tuần sau là quậy, là bệnh không thể tả được. Khi bắt đầu mà bà sắp chết, hai cái đầu gối bà nóng hổi à. Thấy chưa, sợ chưa? Cả nhà mới sợ quá, mới kêu cả nhà rễ riết gì nó đến niệm riết. Hai chứ còn sao cái ngực nóng lại bà mới đi. Mà khi thầy lên thầy tụng thì không thấy bà là phước, là nó có tu tụng nên nó mới chuyển lên cái ngực. Rõ không? Rồi một người thứ hai cách sau 1 tuần là cái bụng nóng hổi mới sợ quá, cả nhà xuống lại niệm Phật xong cái mặt nóng hổi mới đi. Đó là phước đó. Tại vì á, nó có 6 đường đi. Khi chúng ta chết á, một là cái đầu nóng hổi là mình được theo chư Phật liền học hỏi xong trở lại thế gian. Hai là cái mặt nóng. Ba là cái ngực nóng. Cái ngực nóng thì sau 49 ngày trở lại thế gian làm người trở lại. Cái mặt nóng là theo chư Thiên. Cái đầu nóng theo chư Phật. Cái ngực nóng là về cõi nhân liền tái sanh sau 49 ngày. Còn cái bụng nóng là Atula. Cái đầu gối nóng là địa ngục. Cái nguyện nóng là ngạ quỷ. Cái bàn chân nóng là súc sanh. Trong nhà mình nếu ai mà rờ cái bụng nóng là niệm, kêu cả nhà dòng tới niệm cho nhiều vô để chuyển cái nóng đi lên trên. Còn nếu đi xuống dưới là phải coi tiếp tục tụng cho nhiều vô, tụng A Di Đà, tụng vãng sanh cho nhiều để giúp ông bà cha mẹ mình được thoát khỏi cảnh đó. Nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ không? A Di Đà Phật, chúc huynh đệ may mắn nha. Dạ A Di Đà Phật, thưa thầy,
Sao mỗi lần nghe thầy giảng là con thấy đã, con thích nghe thầy giảng. Đừng nổi da gà chứ. Con thấy thích à. Dạ thưa thầy, con xin hỏi rằng là tụi con tu học á, thì thầy có từng nói rằng là người tu thì như lông trâu mà đắc đạo thì như thằng sừng thỏ. Cho nên là tụi con tu học á, lúc nào cũng tự nhắc nhở là tinh tấn. Nhưng mà đâu có phải ai cũng có gieo duyên với Phật Pháp. Cho nên là cũng có một số người á, thì không có tu. Nhưng mà khi mà tụi con đi tụng kinh cho nhà của huynh đệ á, thì các huynh đệ đều nói là người thân thì không có tu. Nhưng mà khi mà mãn cái kiếp người á, mất rồi á, thì đều nói là ông bà về báo rằng là người mất á, là báo về là đẹp, nhìn thân tướng đẹp á. Thì con xin hỏi rằng là khi mà một người á, sống bình thường như thế này đó, tu thì không có tu học, không có gieo duyên mà tạo nhiều ác nghiệp theo cái nghiệp mà dẫn dắt của mình, nó không có tu. Nhưng mà khi mà mất á, mình tụng kinh như vậy hồi hướng á, thì cái người mất đó là được siêu thoát. Thì như vậy thì những người không tu á, thì người ta sẽ nhìn thấy. Con xua hiểu rồi, ngồi xuống. Con nghe nè, người ta siêu được, ai cũng siêu được hết á, nhưng mà đâu phải là những gì mình tạo tác quá khứ là xóa đâu. Siêu có nghĩa là mình sẽ được tái sanh, hiểu không? Đầu thai lại. Khi tái sanh là những gì mình đã tạo tác muốn sinh tiền đều phải trả đủ, không thiếu một xu cắt bạc, một xu nhỏ cũng tính nữa đó, hiểu không? Tức là siêu tất cả những quan gia tế chủ nó là hàng trăm ngàn, mình sau một thời chẩn tế xong họ siêu hết, nhưng mà họ vẫn phải trả theo tất cả những gì họ đã tạo tác trong quá khứ, hiểu chưa? Chứ không phải siêu là hết đâu. Bây giờ ngay cả cái mặt con nóng, cái mặt con đi, nhưng mà những lúc con tạo tác lúc mà chưa tu đó, con vẫn quay trở lại có một cái gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình chứ. Nói chung là cái chúng ta được đào thai gọi là siêu đó, là chúng ta vẫn phải trả lại tất cả những gì đã vay mượn trên cái cõi này, rồi để quay trở lại cõi này tiếp tục trả hoặc là được trả. Chứ thầy có viết câu là vay nghiệp trả nghiệp, đời tạo nghiệp, nghiệp đời vay trả, đời trả vay, vô minh nghiệp lực xoay vần mãi, sinh tử luân hồi luật không sai. Hỡi ai ngoài kia trong đêm tối, hãy mau thức tỉnh dậy đi thôi, quay về bờ giác xa tâm tối, ta bà chuyển kiếp thôi luân hồi. Rõ không? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa sư phụ, con xin hỏi nữa là khi mà ngồi tụng kinh á, là mình công phu là mình nghe tiếng niệm của mình. Đúng, để dạ. Giữ chánh niệm. Rồi ngồi thiền là mình chỉ hít thở và theo tiếng niệm Phật của mình. Dạ đúng vậy. Tất cả những cái gì mà nó mình nhìn thấy đều là vọng tưởng. Đúng vậy, kể nó tự đến, tự đi, tự biến, tự hiện. Mình không phải dính vào nó làm gì. Kể cha nó đi, Nam Mô A Di Đà Phật, nó đi tới, tới, đi, đi. Nó tới kệ nó, hiểu không? Dạ. Dạ, nếu mà khi mà mình nhiếp tâm vô tiếng tụng của mình á, tiếng niệm của mình á, mình cảm thấy một niềm vui khởi lên á, thì đó có phải vọng tưởng không sư phụ? Bình thường, kệ nó đi. Kệ. Nó vui sẵn trong lòng, mình không vui nó cũng vui, là cái chuyện tự nhiên của tự tánh. Dạ. Khi chúng ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc mà không có điều kiện lý do mà cảm thấy tự nhiên hạnh phúc vô cùng, đó là tự tánh. Cho nên mình để cái tự nhiên, không xía vô, hả xía vô biến mất. À, mình dùng cái đầu này á, là phàm phu tục tử xíu vào chuyện tâm linh, tự động tâm linh nó không còn tồn tại. Yeah. Cho nên mình cứ để tự nhiên thì nó còn hoài hả, mà tự nhiên tuyệt đối trở thành thiêng liêng. Cái đầu mình nghĩ, cái miệng mình nói, cái thân mình làm đều tự nhiên mà đều lợi lạc cho bá tánh, sao mà không có sự suy tính của phàm phu tục tử trí tuệ này đó, thì tất cả những làm của mình đều là sự thiêng liêng hết, hiểu chưa? Từ cái sự gia hộ cho thiên chư Phật, cho Bồ Tát trong lúc mình ngồi xuống mình tu, mà nhất là khi cộng tu, thầy sẽ nói cái lời lạc lớn nhất cho huynh đệ thấy. Thí dụ như thầy ngồi xuống thầy tu, thầy có nói trong cái dĩa kia rồi đó, thì bản thân thầy cái luồng năng lượng tỏa ra 20-30 thước đi, thí dụ vậy nha. Nếu mà chúng ta cùng tu, cùng một tấm lòng, cùng một ý tưởng, cùng một lòng từ bi, cùng cái tâm yêu thương bá tánh chúng sanh, cùng cái tâm nguyện tu học, thì cái năng lượng tỏa ra 5-7 cây số, 10 cây số, 30 cây số, 50 cây số, 100 cây số trên cái làng mạc trong cái huyện quận mình ở đều được an lành. Cái công năng tu tập của mình luôn lăng từ biến nó loan rộng, rất là rộng, những người xung quanh đều được an lạc hạnh phúc. Đó là phước đó. Thì cái sự cộng tu á, rất là mạnh mẽ. Thí dụ mình không đủ sức giải, nhưng mà nếu cộng tu đều như vậy á, thì những lực bên cạnh của mình, anh em của mình xung quanh mình á, sẽ giúp cho mình hóa giải được cái quan gia trái chủ mình đã tạo tác. Thí dụ mình bệnh
mình tụng thời gian dài, bệnh tật mình dần dần sẽ giảm dần giảm dần. Bởi vì công năng của đại bi là có cái công năng giải trừ bệnh tật, giải trừ quan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng mình từng tạo tác trong quá khứ, trong hiện tại. Nên khi huynh đệ tụng, để hết tấm lòng vô tụng, mình lắng nghe bạn mình tụng, khi mà mình lấy hơi, rồi mình nghe mình tụng. Mình phải như vậy, mình sẽ không bị tạp niệm, vọng niệm. Hồi nãy có vị nào hỏi thầy là, thầy nhớ cô đeo mắt kiến, sao mà ngồi xuống tụng kinh là tạp niệm, vọng niệm nhiều, bởi vì mình không nghe tiếng tụng của mình, không nghe tiếng đọc của mình, cho nên mình bị, cái tâm mình bị phân tâm ra ngoài, mình nghĩ vớ vẩn nhiều, cho gọi là tạp niệm, vọng niệm. Nếu để tu mà ngày nào cũng bị tạp niệm, vọng niệm mà nhiều năm quá không giải trừ liền đó, thì trừ tự thánh trở thành tà niệm và ác niệm. Hiểu không? Nó hại chết đời của mình, hại chết đời ông Phật của mình. Mà mình ngồi xuống mình tu không có lợi lạc gì hết, làm cho những người xung quanh bực mình. Còn mình tu mà không lợi lạc, xung quanh nó kiếm chuyện hoài đó nha. Nó làm mình đủ chuyện xui hết á. Nó tại sao mà con tu 10 năm nay mà con bệnh hoài? Bởi vì mình tu không bao giờ được an lạc. Mà cái ngày tu của mình nó không có giá trị tu học. Cho nên bệnh hoài 10 năm rồi, hình như nãy có người mét thầy vậy đó. Tại lý do đó đó. Ủa hình như ngồi trước mặt thầy bên tay trái hay phải? Phải cô này không à? Dạ đúng rồi. Thầy mới gặp lần này cũng nhớ cái mặt cũng đỡ ghê. Tụng 10 năm mà vẫn bệnh là tại sao? Bởi vì mình ngồi xuống mình tụng là mình trả bài. Mình không có cúng dường, mình không có hồi hướng, mình không có cầu nguyện cho tất cả những người xung quanh được an lành, hạnh phúc, ấm no, no đủ và siêu sanh tịnh độ. Vì mình không làm những điều đó cho nên mình cứ quần quần với mình hoài, với bệnh tật của mình hoài không hết được. Bởi mình tụng tu mình không giải trừ được nghiệp chướng quan gia trái chủ của chính mình, cho nên mình bị cái nghiệp nó quay là nó quật mình. Đó là mình tự đánh mình đó. Cho nên từ giờ trở đi huynh đệ ngồi xuống tụng là ngồi xuống hết lòng lắng nghe tiếng tụng của mình, rồi lắng nghe huynh đệ tụng, rồi bắt nghiệp cho đúng. Đừng có chạy quá nhanh hoặc đừng thụt lui sau, tức là mình chạy nghiệp đều nghiệp với người ta. Hôm nay bữa trưa khi mà chia sẻ Phật pháp xong á, thì huynh đệ những người nào mà có bệnh tật mà hồi nãy mà mét với thầy đó, thì ở lại trong chánh điện này sau bữa cơm ăn, thí dụ mà mình một hộp cơm phải không, mình ăn phân nửa thôi để cái bụng nó còn hơi, tụng cho nhiều vô, rồi tụng xong cái ăn nửa hộp cơm rồi bắt đầu nghe chia sẻ tiếp, nhớ không? Ăn cho gọn gọn vô rồi vô ngồi cộng tu. Lúc đó quý đệ để hết tâm tư trí tuệ vô đi, quý đệ sẽ cảm nhận được cái sự gia hộ, lúc đó mới thấy sự gia hộ. Còn nếu mình tụng trá bài mình không cảm nhận được gì gia hộ cả, mình phải để hết con tim vô, ngồi lắng tâm lại, tụng cho nó đáng một thời kinh. Phải nhớ rằng là chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát không bao giờ muốn huynh đệ trả nợ hay là trả bài. Rõ chưa? Không ai muốn huynh đệ trả nợ, trả bài cả. Tụng kinh là tự nguyện, là hạnh phúc, là được an lạc, hạnh phúc để được tụng kinh cho chính mình, chứ phải trả nợ cho mấy ổng. Cho nên mình phải tự sửa lỗi lầm của mình á, thì mình mới hết đau khổ, mới hết bệnh tật. Đây là phương tiện để mình phát tâm, phát được bồ đề tâm, phát được từ bi tâm. Nương vào các vị đã đi, mình đi sau lưng, mình học những gì các ngài đã làm, rồi làm những gì các ngài đã và đang làm cho ba tánh chúng sanh. Lúc đó chúng ta mới học được những điều hay lẽ phải của các ngài đã để lại cho chúng ta. Chứ phải ngồi đó trước mặt đó mà cứ khóc lóc rên rỉ đâu, không có. Đừng có rên rỉ khóc lóc nữa. Ngồi xuống tụng một thời kinh, cho nên một thời kinh chúng ta mới giải trừ được những gì mà chúng ta đang bị vướng mắc. Mà lợi lạc nhất là cùng huynh đệ, cùng tu chung với nhau, cùng một tâm, cùng một ý, cùng một lòng, cùng một cái sự mong cầu, thì chúng ta mới có lợi lạc trong việc cộng tu được. Rõ không? Rõ chưa? Gì đó? Dễ hiểu không? Dạ dễ hiểu thì làm đúng có lợi. Nghe nè, thí dụ chúng ta bận rộn gì nó xong xuôi rồi, bỏ hết mọi thứ ngồi xuống tu đi, tu cho nó ra một thầy tu, cho dù 30 phút hay một tiếng đồng hồ. Nhưng mà ngộ cái là khi tụng một bài đại bi đi, là phải sống trong bài đại bi đó luôn, lúc đó mới thấy thực sự cái gì là hạnh phúc an lạc. Thầy tụng ở Pleiku, ở bên San Jose chứ. Thầy tụng có một biến đại bi à, một tiếng 45 phút. Mà thiệt, thầy không biết giờ, tới chừng mà ông thì giảng lại, đưa đồng hồ nói, thầy gần 2 tiếng đồng hồ nói, ủa tôi mới tụng có miếng đại bi hả chú, nhưng mà thầy tụng dài quá, biết nhưng mà tụng tới 1 tiếng 45 phút, thì thầy nhập tâm thì tụng, thầy không có biết là bao nhiêu miếng, thầy không có đếm luôn. Cho nên chúng ta tụng kinh không cần đếm, tu cho mình đừng có đếm, có sức bao nhiêu cứ làm bấy nhiêu,
rõ không? Nên khi mà mình tụng mình đếm đó là mình có tự giới hạn. Cho nên mình tụng, mình chỉ biết mình mới tụng không biết là tiếp tục biến nữa thôi, không biến nữa thôi, rõ không? Chính vì chúng ta mới tiếp nhận được gọi là nhập pháp. Vấn đề mà tụng trong đạo tràng mà cùng cộng tu mà nhập pháp rồi á, lúc đó quý vị mới tiếp nhận được cái quyền năng mà các ngài đang phóng quang tiếp điển sự cộng tu của mình. Lúc đó quý vị mới nhận được, bởi vì chúng ta đang gọi là nhập pháp, cho chúng ta mới tiếp nhận được quyền năng trong âm thầm. Đó gọi là hộ trì đó. Hiểu không? Hộ trì nguyện đứng bên cạnh là đốc thúc mình, đẩy cái lưng mình đi tới đi, tới đi, tới đi cái lọt lỗ chứ. Không phải hộ trì kiểu đó. Tức là âm thầm gia hộ, phóng quang tiếp điển gọi là hộ trì. Phải không? Thì chúng ta ngồi xuống tụng một bài kinh, tụng một bài đại bi đi. Đại bi xong rồi chỉ một bài thôi, kệ đó. Bao nhiêu cũng bài một. Mình để có tụng lúc hai bài đâu. Ai tụng lúc hai bài cho tôi lên. Đâu ai tụng, thầy cũng chưa bao giờ làm được. Chỉ có một bài thôi, thành ra đừng có cần đếm nó, kệ. Làm riết tới, tới đâu tới. Nhưng mà khi mà mình hết tâm cho nó ăn, bên cạnh mình biến mất hết, chỉ có mình với tiếng mõ, tiếng chuông thôi. Lúc đó mới thực sự là nhập pháp đó. Mà khi mình nhập pháp rồi á, mình an lành hạnh phúc vô cùng, buông cái mõ cái chuông ra là người đó an lành hạnh phúc vui vẻ, thấy rất là êm đềm. Mà nếu xảy ra mỗi ngày mỗi thời kinh như vậy đó, thì 10 năm sau á, mình sẽ đắc pháp. Mình đắc pháp rồi, mình đi đâu á, mình cũng đem cái sự an lạc, yêu thương rộng lượng từ bi bái cho huynh đệ, người ta gặp mình người ta cảm nhận được liền. Ở lúc đó đã đắc pháp rồi đó. Mình không cần nói chuyện đắc đạo hay đắc quả hay đắc tội, chuyện đó bỏ đi. Đắc pháp thôi là đủ rồi. Vì mình được an lạc hạnh phúc trong cảnh hiện tiền này, nó gọi là cực lạc. Phải không? Giây phút chúng ta đang an lạc phúc là cực lạc đó. Còn đi đâu nữa? Giờ sư phụ hỏi cho con, đi về Tây Phương, đi ngõ nào? Đâu ý biết trả lời đâu, phải không? Phải không? Đi về cảnh cõi quốc cực lạc quốc đi đâu? Chỉ đi. Đâu chỉ được đâu. Nhưng mà để nói chút xíu siêu rộng hơn chút xíu vấn đề đó, chúng ta để mình mở cái đầu mình to ra chút xíu. Tụ nhắc huynh đệ sẽ hiểu được, nghe cho kỹ. Thì huynh đệ đi theo tịnh độ, nhưng mà mình không hiểu rốt ráo được ý nghĩa của tịnh độ. Nếu mà mình tu, mình không an tịnh, mình không độ được mình, mình không độ được người bên cạnh. Ví dụ bây giờ huynh đệ tới nhờ thầy Thiện Chí cầu an, nhưng mà ổng bất ổn quá làm sao ổng cầu an, bản thân ổng chưa an nữa mà, phải không thầy? Thì cầu cho ai an đây? Nhưng mà ai nhờ tới thầy, sư phụ cầu an giùm con, nói tao còn chưa sống lo cho mày. Thật thà như vậy đi. Mình chưa ổn mình tụng sao còn ổn được. Cho chúng ta cộng tu á, là để giải trừ những cái thói hư tật xấu, những cái quan gia trái chủ đeo bám, những cái bệnh tật mình đang bị. Lúc đó mình mới có cơ hội giải cho chính mình. Mà khi cái điều kiện là chúng ta phải ngồi xuống tụng cái hết tấm lòng nha. Muốn giải được cái đó phải có tấm lòng trong đó. Làm Phật sự phải có tấm lòng. Muốn tạo phước đức phải có tấm lòng. Biểu lộ tấm lòng mình bằng cái tánh đại từ đại bi cho ba tánh chúng sanh. Lúc đó mình mới có cơ hội tiếp nhận được phước đức do chính cái sự biểu lộ của mình. Mình tu mới tiến hóa được. Còn nếu mà mình tu 10 năm sau mình còn bệnh nhiều hơn, nó gọi là tu rỉ, tu rỉ, tu rỉ. Ra kia tu rỉ nha bà ba. Là cái câu chú của thầy học được á. Tụng 10 năm sau vẫn là tu rỉ ra kia tu rỉ nha bà ba. Rồi chưa kể ngồi đây tụng mà lắng nghe người ta nói chuyện bên ngoài, tức là mình phóng tâm, mình bị tạp niệm không, nó nói chuyện gì cũng ráng lắng nghe. Cho nên mới dặn bạn bè mình, bà ra nó réo nhớ kéo ta ra nha bà ba. Bà ba nó réo nhớ kéo ta ra nha bà ba. Tuy nhiên chuyện nhiều chuyện, ngồi trong đây mà lắng chuyện ngoài đường đó, rồi nói dặn nó nữa chứ, nhớ khi mày tụ tập lại nhớ kêu tao ra nha. Nhưng mà khi không kêu ra được mới nắng, vừa tụng chú ở trong, mày ra đó nếu nhớ kéo tao ra nha bà ba, mày ra đó nếu nhớ ra nha bà ba, mày ra đó nhớ kéo tao ra, để nhắc nó kêu mình ra. Làm sao mà cái tâm không phóng ra đường được? Mà khi cái phong tâm mà phóng ra ngoài thì tạp niệm vọng niệm nó vô một đầu luôn, thì làm sao mà hết bệnh, phải không? Đây là cái mấu chốt chúng ta tu nè. Cho dù mình biết ít chữ cũng vậy, mình thuộc một chút xíu đại bi đi, nhưng mà khi tụng đại bi hay niệm một câu Phật là phải lắng tâm tư, để tâm hồn trí tuệ con tim vào cái niệm của mình. Phải lắng nghe tiếng niệm của chính mình. Khi mà mình lắng nghe, mình đặt
cái tâm tưởng vào thì tự nhiên cái tạp niệm vọng niệm nó giảm đi rất là nhiều. Rõ không? Giảm đi nhiều lắm luôn đó. Còn nếu mà mình tụng trả bài thì khỏi, đừng có làm. 10 năm sau vẫn ưu như kỹ. Ok. Nó vũ như cẩn. Tiếng Tàu đó. 10 năm sau là vũ như cẩn. Vẫn như cũ á. Cho nên mình tu rị là vậy đó. Đừng có tu rị. Buông bỏ những cái gì không cần thiết, lấy cái gì cần thiết cho cuộc sống của mình. Nên thầy khuyên huynh đệ và chia sẻ huynh đệ ở đến cộng tu với nhau là phải biết rằng là mình đang lợi lạc cho chính mình và phước báo phước đức của mình. Và mỗi cá nhân ta đều được như vậy nếu cái tâm của mình trong lúc cộng tu là hoàn toàn đặt trong Phật Pháp. Lại hết trong cái lúc tụng. Là biết rằng mình đến đây để cùng huynh đệ mình tạo phước. Cho nên khi ngồi xuống tụng, tâm tư của mình đều dâng cúng dường cho chư Phật. Lúc đó mới thực sự là bớt tạp niệm vọng niệm. Rõ không? Mà mình để mình tụng mạnh mẽ, mình lắng nghe. Lúc mình lắng nghe, thực sự tập trung lắng nghe, tự nhiên cái đầu mình nó sạch lắm. Nó không có tạp niệm vọng niệm. Tại nên mình lắng nghe huynh đệ mình tụng, mình lấy hơi xong cái mình tụng tiếp theo huynh đệ. Huynh đệ nhớ là khi tụng chung với nhau á, đừng có rượt chạy. Ví dụ mình hết hơi á thì mình ngưng lại, mình cái đầu mình tiếp tục tụng với huynh đệ của mình, lắng nghe huynh đệ mình. Mình lấy cái hơi cho đủ xong mình tiếp tục tụng. Nhớ không? Chứ đừng có ngáp cái để tụng theo. Rõ không? Nếu mình ngáp nhiều lần quá mình sẽ mất khí lực. Nhớ chưa? Tụng đại bi là nội công tâm pháp. Mình lấy hơi thiệt dài. Mình tụng thiệt dài. Mình lấy hơi thiệt dài. Trong lúc lấy hơi là lắng nghe huynh đệ tụng. Rồi tụng bằng cái đầu này với huynh đệ để nó đừng bị cắt quãng. Mình vẫn tụng âm thầm. Nó gọi là niệm đó. Mặc niệm. Lúc mình tụng lớn nhau gọi là thanh trì tụng, mình đọc lớn đó cho nghe đó là thanh trì tụng, còn tụng vừa đủ cho nhau nghe gọi là kim cang tụng. Còn mà lúc mà mình để mình tụng lớn đó, thì mình lắng nghe theo, mình đọc trong đầu đó, nó gọi là niệm trì niệm đó, hiểu không? Lúc đó đều vẫn có lợi lạc, nhưng mà khi mình đẩy hơi đầy đủ xong mình tiếp tụng với huynh đệ mình là mình dứt trừ được những cái tạp niệm vọng niệm, rõ chưa? Đó là cái chìa khóa chúng ta tụng tu để tạo phước cho mình đó, rõ không? Có cần phải để lặp lại một chút, chúng ta sẽ hỏi kỹ lại. Bây giờ cái phước là phước, tại sao chúng ta được phước? Cái lợi lạc của chúng ta giải trừ được bệnh tật quan gia trái chủ đã được phước rồi. Bây giờ cộng cái là mình tụng, tập rải cái ban từ bi, cái tâm từ bi bác ái, tập rải ra, tập. Ngày xưa thầy năm 79 thầy không hiểu rải tâm từ bi là gì, thầy không có hiểu. Năm 1969 thầy còn nhớ có một vị lớn nhất ở đâu tới thầy không biết, ngày xưa thầy không biết vị đó là đâu mà thầy không có rõ ràng, là ngày xưa thầy không có hiểu về Phật giáo á. Huynh đệ thầy kể lại á, cái vị đó đến trong phòng cả ngàn vị tăng vậy đó, nhưng mà ông nhắm mắt lại ngồi á, ông rải một phát một thôi, cho là trong vòng chỉ 10 giây thôi là cả cái phòng này được an lành hạnh phúc. Thầy chưa có hiểu được là cái gì, thầy không hiểu đó là cái tâm từ bi, cái luồng năng lượng từ bi nó lớn quá, ngồi trong phòng đó đều được an lành hạnh phúc. Khi mà thầy tu một thời gian, thầy mới hiểu được cái tâm từ bi là gì. 20 năm sau thầy mới hiểu rải tâm từ bi là gì. Thầy mới hiểu được rải cái tâm từ bi. Thì mình chỉ cần nhắm mắt lại, mình đem cái sự yêu thương mình ban rải ra cho huynh đệ ba tánh chúng sanh. Còn nghĩa là mình đang biểu lộ Phật tánh. Mình ban rải cái lòng từ bi cho ba tánh chúng sanh, còn nghĩa là mình đang biểu lộ Phật tánh của chính mình. Mà muốn được điều này, chúng ta phải ngồi xuống tu cho thật là tốt lành, thật là miên mật, thật là năng nổ. Chúng ta mới có được cái luồng năng lượng lớn đó, thì chúng ta mới có thể ban rải cái tâm từ bi mình cho ba tánh chúng sanh. Lúc đó gọi là đại phước. Còn hiện tại chúng ta đang ngồi xuống cộng tu để tập ban rải, để tập tạo phước. Bây giờ rải cho người bên cạnh. Thí dụ trong một đạo tràng có một vị mà mình không thích, mình không thích luôn á, tức là cái mặt mẹt nó sao mình không biết, nhưng mà mình nhìn là mình không ưa rồi, không biết lý do gì mình không ưa nó, chứng tỏ là giữa mình với họ có một cái quan gia trái chủ mà không giải được. Cho nên mình cố gắng lại gần người đó, cái đầu mình thì niệm vãng sanh, miệng vẫn nói chuyện huynh đệ, chừng 1-2 ngày sau là tự nhiên mình không còn ghét người ta nữa. Thầy làm điều này rất là nhiều lần, cho nên cái vị nào không thích thầy, gặp thầy chừng 1 phút thôi, tự nhiên không có ghét thầy nữa, chứ không ưa thầy thôi. Thầy nói đùa, mà bảo đảm chắc chắn là như vậy luôn, sẽ hết.
phước là chúng ta phải tập ngay lúc cộng tu, mình ban rải cái tình thương mình dành cho huynh đệ chung quanh của mình đây. Đó là cách tập ban rải lòng từ bi nhỏ nhỏ của mình cho huynh đệ. Đó là cách tập tạo phước ngay từ lúc này. Rõ chưa? Cái lợi lạc đã có là giải trừ bệnh tật, giải trừ quan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, rồi giúp đỡ của quyền tất tổ ông bà nội ngoại, quan gia trái chủ chung quanh mình được siêu sanh tịnh độ. Huynh đệ phải nhớ, thí dụ trong này bây giờ chúng ta cần 200 người đi. Huynh đệ biết là tưởng tượng thêm 200-300 đứa đứng sau lưng huynh đệ chút đầy nhóc luôn. Chút này nè, chút đầy hết. Bu mệt mỏi bệnh luôn nó. Nhưng mà mình không biết. Tại sao mình tu mà mình đi nó nặng quá, bởi vì người ta bu đông quá. Mấy bu là con nhìn vô thấy mấy trăm đứa nó bu lưng mình cổng thấy bà luôn, mà thực sự cục nhỏ nhỏ như này nhiều lắm. Đầy nhóc. Chưa kể lỗ tai nó bu 3-40 triệu đứa luôn. Chút. Mỗi lần thầy dỗ cái phạch cái này dằn ra. Thầy xía vô chuyện nghiệp của mình ta đó. Chủ đề không thấy thôi. Thấy không? Thử thấy coi mới biết. Sợ cỡ nào. Thấy là sợ liền, không có dám tạo cái gì á. Ngoài cái vui cái cười ra. Thầy hiểu được rồi á. Là không còn gì để giận ai á. Không còn gì để buồn, không còn gì để ghét. Bởi vì thấy hết rồi rất là sợ. Nhưng các ngài nói á, Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh sợ quả là vậy đó. Bởi vì không biết cứ tạo tác thôi. Còn mấy ông kia thấy rồi đâu dám đụng vô. Thấy chưa? Thấy rồi. Nhìn cái mặt là biết nó bu cỡ nào, làm sao mà dám xíu chuyện của người ta. Bây giờ nó hầm le nó đem tới đây, nó nhờ năn nỉ mình làm lơ nó sao? Mình phải chỉ cho con đường nó đi chứ. Thì việc đầu tiên đầu hướng dẫn chia sẻ huynh đệ là giúp huynh đệ biết cộng tu như thế nào được lợi lạc và tạo phước. Bài giảng hôm nay trong đạo mổ sẽ tỉ mỉ để huynh đệ thấy thế nào sẽ được lợi lạc, thế nào sẽ được phước đức. Cái miệng mình từ phàm khẩu trở thành thiện khẩu cái đã, rồi trở thành thần khẩu. Rõ không? Chứ mình là chủ nhân. Mình muốn ác được ác, muốn thiện được thiện. Vào thế gian này có hai ngõ đi thôi. Đi trái đi phải. Bên nào thấy ánh sáng đi, bên nào thấy đen thôi lùi, đừng bước vô. Nhưng mà tu dở quá, sao chừng đường nào cũng đi được hết. Nhiều khi đi hai bên. Thấy không? Không biết đi ngõ nào đi, đứng ngay ba đường. Không biết đường đi. Lúc đó gọi là đi lang thang vòng vòng á. Gọi là không siêu. Đúng không? Người tu nửa chừng mà không biết không siêu là chuyện vô lý. Cho nên chúng ta, nếu chúng ta không có cái tâm kiên định trong việc tu tập cộng tu của mình cùng giúp đệ tiến hóa với nhau, chúng ta không có tâm kiên định á, chúng ta dễ bị ngã lắm. Mà đặc biệt huynh đệ dở cái chỗ là mình tu cái đạo tràng này, mình ngóng đạo tràng bên kia coi họ có nói gì không, nói hay hơn cái chạy qua bển. Mình bị đó. Cái tâm không kiên định sẽ bị như vậy. Chẳng hạn như con chó nó chết giữa dòng sông là tại sao? Bên kia kêu nó bơi qua nửa chừng cái này, kêu nó bơi qua nửa chừng cái hồi nó mệt, nó chết ngổm giữa dòng sông. Huynh đệ là vậy đó. Cái này chưa xong muốn nhảy qua cái khác. Đứng núi này trong núi nọ. Trong khi cái bài của mình đơn giản một mặt, mình cứ làm cho trọn lòng đi. Hỏi lại của mình làm trọn một cái nhỏ chưa, rồi làm cái bự. Phải không? Cái nhỏ xíu chưa xong nè. Cái này chưa xong làm sao làm cái bự hơn. Cái chén cơm ăn phân nửa đủ rồi, quất một tô sau nuốt vô. Phải không? Chứ là chúng ta làm cái nhỏ nhỏ đi. Coi vậy chứ mà lâu dần nó bự không hay đó. Nó bự lắm luôn à. Mình cứ làm một chút vậy đi. Coi là tích tụ mỗi một ngày một chút. Phước báo lợi lạc tích tụ mỗi một ngày một chút. Từ phàm nhân trở thành thiện nhân, thần nhân, thánh nhân. Rồi dần dần sẽ đạt quả vị nào đó. Để chúng ta đắc được cái pháp chúng ta tu. Chúng đạo chỉ mong huynh đệ đắc pháp thôi là đủ. Cái chữ đại bi mà huynh đệ đắc được rồi là đủ rồi. Phải không? Nam mô đại bi hội mà. Thiên thủ thiên nhãn của ngài đại bi tâm mà. Hỏi lại coi mình biểu lộ được chữ đại bi chưa? Tự hỏi là thầy có làm cái diễn nhạc đó. Sao không tự hỏi mình để mình đã biết thương ai? Phải không? Đúng không? Chưa. Mình thương con mình, thương chồng, thương vợ, thương gia đình là cái chuyện bình thường của cái bản năng tự nhiên trời xanh. Nhưng mà chúng ta yêu thương được những người chung quanh mình giống như gia đình á, mới thực sự là đại từ bi. Đó, cái tánh đó là tánh của Phật.
Nếu huynh đệ mà ngồi xuống tu mà được yêu thương người ta giống như chính mình, thiệt sự Phật tánh huynh đệ đã sống dậy rồi. Mà chỉ có mình mới làm được thôi nha. Ông Trung Đạo là người chỉ cần cho cái chìa khóa là mình cầm chìa khóa, mình tự mở cửa phòng thôi. Chứ còn ông không có mở cửa phòng dùm cho mình được. Ông nấu thì mình ăn, chứ ông không ăn dùm mình. Thấy không? Ông rót nước cho mình uống. À, rồi ông cho nước mình tắm, thì mình xài, thì mình được lợi lạc. Còn không, quầy tiền. Phải không? Bây giờ ông đợi muốn hay không muốn nè. Muốn có hay không nè. Rồi phải làm sao? Phải làm. Giờ cho chén cơm xuống giờ để Trung Đạo ăn dùm à? Trung Đạo ăn dùm, Trung Đạo no sao? Quân đệ phải tự ăn. Nên các ngài nói một câu á, không ai có thể cầm cái vương miện của Phật Tổ đội lên đầu cho mình, mà chỉ có chính bản thân mình cầm cái nón đó đội lên cho mình mà thôi. Hiểu ý này không? Chúng ta là chủ nhân, chúng ta ngồi xuống cộng tu với nhau để tạo tác lợi lạc và phước đức. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp quả xấu hay tốt, lợi hay hại, phước hay họa, may hay rủi. Cho nên chúng ta là chủ nhân, chúng ta đã biết đường đi thế nào để được phước, để được may, để được lợi, để được thiện là chúng ta quyết định. Còn nếu chúng ta kệ cha nó đi mà mình cứ nhào vô sống theo kiểu thói quen thật xấu của mình á, thì cái hại nó sẽ có, cái họa sẽ đổ, cái bệnh sẽ nhào vô. Nói chung mình là người tạo tác nghiệp ác, nghiệp thiện, nghiệp xấu, nghiệp tốt. Nói chung mình là chủ nhân của tất cả. Nhân lực nhân quả sẽ sẵn sàng đút bàn tay vô rồi xử theo luật, mà không bao giờ tha thứ cho mình điều gì hết. Vì cái điều đó cho nên chư thiên chư Phật chư Bồ Tát không bao giờ nhúng tay vào nghiệp quả của ba tánh chúng sanh. Cho nên tụi con, nếu mà huynh đệ tụi con ngồi xuống tụng tu mà cầu xin các ngài xí vô chuyện đó là chuyện nó mơ hồ không thật. Mình phải ngồi xuống tụng tu để tự giải trừ nghiệp chướng quan gia cho mình đã từng tạo tác trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Mình là chủ nhân giải tất cả những điều đó. Nếu chúng ta mở lòng làm được điều này thì lúc chư thiên chư Phật chư Bồ Tát mới phóng quang tiếp điện hộ trì mình đó. Rõ chưa? Bài giảng rất là tỉ mỉ luôn, để biết làm thế nào để được lợi lạc kể từ ngày hôm nay. Bây giờ huynh đệ thấy cái lợi lạc của cộng tu chưa? Mình không đủ sức, huynh đệ mình sẽ phụ mình trong âm thầm. Rồi chư thiên sẽ phóng quang tiếp điện hộ trì mình trong âm thầm. Lúc đó mình mới tự giải hóa được, hóa giải được những điều chúng ta đã từng tạo tác trong quá khứ. Rõ không? Rõ chưa? Vậy là không. Chúng đạo mổ sẽ tỉ mỉ để huynh đệ thấy được cái lợi lạc như thế nào. Hả? Nghĩ tới cái lợi mà không làm cho đúng á thì sẽ hại. Lợi hại mà. Thấy không? Phải làm cho đúng. Còn nếu mà lúc mà làm á mà mình thấy đã quá đó, bắt đầu mình tự cao, tự đại, tự đắc á, tự mãn đó, sẽ từ từ tự xử. À, coi chừng đó. Cho nên được những gì mà chư Phật ban cho hoặc lợi lạc trong việc tu học là mình phải chia sẻ với huynh đệ mình cái lòng yêu thương và khiêm nhường, chứ không được nói với cái giọng qua là tao được như vậy, tao được như vậy là chết liền. Hả? Mà tao được như vậy là tao sẽ bị cái này. Cứ nói đi, hả? Tao được, tao sẽ bị. Cho nên là huynh đệ làm như vậy, huynh đệ sẽ được như vậy. Chia sẻ với lòng yêu thương và khiêm nhường thì huynh đệ mới tạo phước được. Chứ đừng có đứng đó mà la lối rồi chỉ á, thấy không? Coi chừng đó. Rõ không? Để cái miệng mình sanh ra đấy mà ăn sạch, nó sạch, làm sạch, nghĩ sạch mà. Cái miệng mình á, ăn sạch, nghĩ sạch, làm sạch, nghĩ sạch thì quả báo sạch. Ăn thiện, làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện là quả báo thiện. Ăn tốt, làm tốt, nói tốt, nghĩ tốt là quả báo tốt. Ăn dơ, nói dơ, làm dơ, nghĩ dơ là quả báo xấu. Ăn ác, nói ác, làm ác, nghĩ ác là quả báo đại ác. Đại ác luôn. Bây giờ hiểu như thế nào chưa? Phải làm như thế nào chưa? Bây giờ muốn có lợi lạc phước đức, chúng ta phải ngồi xuống tụng tu bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh. Tụng đến khi nào mình cảm thấy bên ngoài không còn tác động được mình, mình nhập pháp được rồi, thì lúc đó mình mới có cơ hội đắc pháp. Còn nếu mà tụng mà bên ngoài là chưa bao giờ, bởi vì không biết cách sống trong cách tụng. Sống trong cái tụng luôn. Nó đơn giản lắm. Một ngày một buổi mà hai buổi đi, ví dụ mình cho mình siêng năng đi là ba buổi đi, mà mỗi lần một buổi đó mình sống trong cái đó là mình được hạnh phúc trong khoảnh khắc đó. Cái khoảnh khắc thiêng liêng mà mình được hạnh phúc đó, nó gọi là tịnh độ. Bởi đó mình độ được ai? Ví dụ mình tụng ở nhà mình một mình đi, đã đời xong người nó khỏe vui hạnh phúc vô cùng, đó mình đang độ ai?
gì? Hả? Là ý, khẩu, thân. Lục đạt là gì? Là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Ngũ quỷ là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong người mình có 14 đứa này mà mình không giải nó nổi thì mình độ ai? Cho nên mình an lạc hạnh phúc trong lúc tụng kinh là mình đã sống trong cõi tịnh rồi. Lúc đó mình mới độ được là 14 con quỷ trong người mình nè. 14, 13 con. 14 đứa hả? Một mình mà đối chọi với 14 đứa cũng mệt mỏi rồi đó. Đừng có nói là gặp thằng kia 14 đứa nữa. Đừng gặp 14 đứa nữa. Nó cộng tôi một cái là thằng là thứ dữ không thôi. Làm sao mình đánh lại mãnh hổ năng địch quần hùng mà. Nó chơi cái chỗ lén không làm sao mình chịu nổi. Nó lâu thọn cái bệnh, lâu thọn cái bệnh. Còn một cách duy nhất ngồi xuống tụng hết lòng luôn. Mình dứt những thằng tiểu nhân chung quanh mình hết. Mà nhất là những thằng tiểu nhân trong đây nè. 14 thằng này nó ghê lắm. Cái ý nghĩ bậy, cái thân, cái khẩu nói bậy, cái thân làm bậy, nó là tam bành. Bây giờ hiểu tam bành lục đạt chưa? Tam bành là ý, khẩu, thân. Lục đạt là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Còn ngũ ma là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chỉ có 14 thằng nồi thôi, 14 thằng hả? Điếm 13 hoài, thiếu một thằng không biết nó ở đâu à? Chắc mình quá à. Mình quên đếm mình à. Nếu đếm luôn mình là 15 thằng. 14 thằng này là mệt mỏi với nó rồi. Cho nên khi mình tụng kinh mà miệt mài sống trong cái tụng đó, lúc đó mình nhập pháp rồi thì tự nhiên 14 thằng này nó bị đuổi ra khỏi nhà đó. Mà được an lành như vậy thì tịnh mới độ. Mình độ được 14 thằng này xong, lúc đó mình an tịnh nhiều vô. Mình rất an lành hạnh phúc, mình giúp đỡ huynh đệ mình, gọi là đó, thực sự là độ những người chung quanh. Tịnh độ cho chính mình trước đi, rồi mình đủ tịnh, đủ an tịnh tuyệt đối là cực lạc niết bàn. Tự nhiên người ta thấy mình, người ta thấy an lành là được rồi. Ở cái cõi đó mà trong sách vở nó gọi là A-la-hán đó. Ai gặp mình cũng hạnh phúc là A-la-hán rồi. Thấy chưa? Cái đạo quả này là trong âm thầm. Nếu mình ghi xuống là trật lất. Chỉ có cái người tu tới đó mới hiểu thôi. Ai gặp mình cũng vui vẻ hạnh phúc. Trong khoảnh khắc gặp mình hạnh phúc. Nhưng mà về mà họ phát tâm nữa thì sự đại phước cho họ. Đạo mong rằng huynh đệ tiếp nhận bài chia sẻ ngày hôm nay để làm lợi lạc không những cho mình, phước đức không những cho mình, cho con cái trong nhà, cho ông bà của quyền tất tổ, cho bố mẹ còn hiện tiền. Đó là lợi lạc phước đức nhất mà chúng ta làm được cho chính bản thân mình. Chứ trung đạo không có chia sẻ trong đó. Rõ không? Đừng có nghĩ tới trung đạo có quay hồng mà làm biến. Nhớ chưa? Nhớ không? Mình để ý thầy đi, thầy nói chuyện là không bao giờ cầm cái viết một chữ xuống là nói không bao giờ có luôn. Thì đâu biết chữ đâu viết. Không bao giờ biết chữ. Thì nói thiệt với huynh đệ nha, cái bản mà A4 phải không? Thầy viết có 5 hàng thôi là hết một cái trang đó. Thầy nhắn đệ tử thầy, con ơi sư phụ đi Phật sự 4-5 bữa sư phụ về tới nha, làm cái này nè, hết là hết cái trang rồi đó. Thầy học đại học chữ bự, chữ viết thiệt là bự. Đọc mới thấy rõ, nó mới hiểu bự. Chứ còn viết nhỏ nhỏ nó đọc mệt lắm, viết chữ bự thì bự á. Thì viết một trang xong đưa cho nó là xong chuyện rồi. Mà thầy không biết viết nhiều, ngồi xuống là nói. Ngồi xuống là nói. Không biết từ đâu mà nói hoài không bao giờ ngừng. Huynh đệ tu đến cái mức nào đó thì mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ ban cho mình một cái phước lớn nhất để làm lợi lạc cho ba tánh sanh, gọi là vô ngại biện tài. Cái pháp này của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho chúng ta, không phải cho riêng một người đặc biệt, không phải cho một người đặc biệt mới có, không phải. Tất cả huynh đệ chúng ta, nếu ai có lòng thương tưởng đến ba tánh chúng sanh thì ngài sẽ ban cho mình một cái tài nữa, gọi là vô ngại biện tài. Gặp người ta tự động sẽ nói chuyện mà nói đều là lợi lạc cho người ta chứ không cho mình, đó không? Mà ngài sẵn sàng để ban cho chúng ta, nếu chúng ta chịu khó ngồi xuống tụng hết tấm lòng đi, chúng ta sẽ được một cái miệng này nè. Mấy mốt nó nói chuyện nhiều ghê lắm mà nói đều là lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, bởi vì được phép nói, được phép nói. Cho nên các ngài cho mình một cái phước đó để chúng ta tạo phước với huynh đệ của mình. Ngược lại, huynh đệ tiếp nhận sự tạo phước, huynh đệ sẽ được phước nữa, phước nữa. Cái phước nó trồng lên là cấp số nhân, rõ không? Chính chúng nào hiểu được luật, chúng nào đem tới đâu cũng vậy, đem tấm lòng cho các vị, đem hết tấm lòng cho huynh đệ, ít ra cũng vài ba tấm lòng cho lại, chắc chắn sẽ có. Không bao giờ, đó là luật mà. Hả? Cho đi người cho lại.
giúp người giúp người, người giúp ta. Thấy không? Nghe bài đó rồi phải không? Giúp người giúp người, người giúp ta. Sống trong nhân quả cõi ta bà. Cho đi người cho lại. Luân hồi quả báo luật không sai. Mình đầy rõ không? Cho nên đừng có ngại. Khi mình tụng kinh, mình hồi hướng công đức cho tất cả ba tánh sanh là mình cho. Mà mình cho vô tư lự, cho không có điều kiện. Mà cái sự trở lại trong âm thầm của luật quả báo, nhân quả bất di bất dịch của vũ trụ, nó sẽ quay trở lại với mình trong âm thầm. Nó gọi là phước vô lậu. Thân khỏe, tâm sẽ an. Hả? Mình càng tụng nhiều, càng tu nhiều, càng cho nhiều, thân mình rất là khỏe mạnh. Đi đâu cũng khỏe, đi liền liền liền, hết phi trường tới phi trường khác vẫn khỏe. Nhưng mà cái bữa đó tự nhiên cái tôi mình nó lên chút xíu. Đi phi trường liên tục 2 tháng rưỡi, cứ vô phi trường hoài rồi lên máy bay tiếp tục. Nó chừng bước xuống phi trường, bữa nó hơi quạo một chút xíu. Chừng nào mới hết đi đây? Câu trả lời đơn giản lắm. 80 tuổi nha con. Wow, còn mười mấy năm nữa. Chưa rời khỏi phi trường. Đi tới mười mấy năm nữa. Chuẩn bị lên máy bay nữa rồi. Tức là, nhưng mà các ngài hay cho mình sức khỏe lắm. Mà hay vô cùng đến độ là mình lên chiếc máy bay đó ngộ nha. Hả? Mà nó vừa nhúc nhích cái bánh, nó biến mất. Không biết gì luôn. Nhưng mà mình như là mình bất tỉnh luôn đó. Không biết, mở mắt ra, ở đâu rồi đó. Mà không biết nó lên. Mở mắt ra là ở cõi trời nào đó không biết. Rồi ngồi chơi chút xíu rồi, nó đáp xuống đó, bắt đầu đi tiếp. Làm gì xong mới lên bay, vừa nhúc nhích bánh xe cái ngủ đi. Nó sướng do đó đó. Cho nên cái thời gian nó không có dài. Còn nếu mình ngồi 6 tiếng ngồi, 12 tiếng ngồi, 13 tiếng ngồi là mà không ngủ ha, không mà ngồi thiền được ha, là nó dài ngoằn ngoằn. Nó dài ghê lắm. Không biết làm gì với nó. Ngồi thiền á, nếu mà ngồi không tịnh được á, thì những thằng kia nó quậy lắm. Thành ra mình nhắm con mắt lại, tao dứt tao bay luôn, tao đi cái đã rồi. Bỏ cái nhà trống không, mày làm gì làm đi. Không có thằng kia sao nó phụ được. Thì có cái thằng kia trong nhà mới phụ thằng này chứ. Thằng kia bỏ đi, thằng này không có ai làm việc hết. Rồi, ngồi im luôn. Thấy chưa, thằng chủ nhà phải đi. Thì mấy cái 10 thằng 14 thằng kia không có thằng phụ tay nè. Rồi què tay què chân hết. Hiểu không? Đó mình. Thằng chủ này nó ghê lắm á. Nó vừa là giúp mình mà nó vừa hại mình. Nó giúp mình biết Phật Pháp. Nhưng bên cạnh á, tôi cũng mê thế gian lắm. Mà vừa chuẩn bị tụng kinh, nghe nó bày bàn nhậu bên cạnh nha. Khó tụng lắm. Thì mình nó nhậu mà nó la sùm vô mà ngồi đi mình cũng nhột bụng nè, phải chi có đó cũng vui. Tụng nên nó tạp niệm vọng niệm hoài, còn đang ngồi ngõ mỏ tụng kinh nghe nó bàn đề quá chịu đâu có nổi, hiểu không? Thì tâm bệnh lục tặc ngủ ma đời ấm nó cứ vô đi, vô đã hơn. Thì ông chủ này cũng ác lắm, ông đi hai hàng không bao giờ đi thẳng. Nó đang đi hàng này cái thấy kia vậy, nó đứng qua bên này đi rồi cái này kéo ông vô lại cho lại, cái mà tạp niệm vọng niệm đó, hiểu chưa? Đang đi ngon ngon lành, đang đi cao tốc, tự nhiên nó muốn quẹo vô đường nhỏ à? Lạ lùng không? Đi đường tắt. Nhưng mà tắt đi chậm hơn nó gồ ghề. Thấy chưa? Cũng là cái thằng cha này mà nhiều khi nó đi với mình thì nó bỏ mình đi với tâm mình lục đặc của ma nội ấm á. Thấy chưa? Kinh khủng cho mình nhìn sâu sâu vô mình thấy ai đó. Mình đó chứ ai. Mình mà chịu không nổi thế gian pháp nó lôi mình đầu mình vô là tâm mình lục đặc của ma nội ấm nó lôi mình vô trong đó liền. Nhưng mà mình nếu mà mình trung tư tưởng cao độ để ngồi xuống tụng thì kinh cho ra hồn ấy, tự nhiên mấy thằng kia nó yên lặng, nó lắng nghe mình. Nó lắng nghe mình liền. Còn nếu mà mình cà rỡn rỡn nó là nó lôi mình liền tức thì đó. Thật ra mình phải có trách nhiệm với tụi nó, để cho tụi nó không có quyền phải làm phiền ông Phật của mình. Và lúc mình tập trung cao độ là ông Phật mình đã chiếm ngữ. Mình để hiểu ý sư phụ nói được phải không? Khi chúng ta ngồi xuống mà không nhất tâm đó, thì chúng ta bị tâm mình lục tặc cũng mà nó lôi đi chỗ khác, thì mới bị tạp niệm vọng niệm. Mà nếu tu với tạp niệm vọng niệm sẽ sanh bệnh tật, chắc chắn sẽ bệnh. Không bệnh này thì bệnh nọ bệnh kia, bởi chúng ta không nhất tâm tu. Huynh đệ nghe lại sự nhắc lại của Trung Đạo, nếu chúng ta ngồi xuống nhất tâm để tụng một thời đại bi như ý mình, thì kết quả tu học mới có giá trị mong muốn của mình, giá trị tâm linh sẽ phát triển. Còn nếu tu để trả bài sẽ tạo tác nghiệp. Tu mà nghĩ tưởng tầm bậy tầm bạ sẽ tạo tác ý nghiệp. Ngồi đây tụng mà phóng tâm ra ngoài sẽ tạo tác ý nghiệp rất nhiều. Nên bệnh tật không bao giờ hết được. Quan gia trái bổ vũ không bao giờ tiêu trừ. Củ
quyền thức tổ không bao giờ được siêu. Lỗi lầm của chúng ta với các ngài không có lỗi lầm gì hết. Rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Trung đạo luôn luôn muốn anh đệ với trung đạo chia sẻ, gọi tiếng Anh nó gọi là Dharma Talk. Dharma Talk là đàm đạo á, chứ là đàm đạo với nhau. Đừng có nghĩ rằng là mình ngại, hay là mình ngại mình sẽ hỏi những câu, mình có hỏi thật những gì mình muốn hỏi. Trong cái lúc chúng ta tu học với nhau phải hỏi. Trung đạo không phải là người biết đủ thứ chuyện, nhưng mà quý đệ có thể hỏi trong cái học đạo. Trung đạo có đủ khả năng để chia sẻ. Quý đệ phải hỏi cho nhiều nhiều vào để mà mình giải trừ cái thắc mắc, không những cho mình, cho những vấn đề bên cạnh của mình. Hãy hỏi cho kỹ vô để chúng ta tu học không có bớt tạo tác, lỗi lầm. Rõ không? Đừng có ngại hỏi, phải hỏi. Học hỏi mà. Nhưng mà đừng có hạch hỏi nha. Hạch hỏi là coi chừng sư phụ đó. Ghê lắm à. Hỏi lại không trả lời được đó. Quýnh đệ, phải hỏi nha. Cái gì là Phật. Trong lúc hỏi chúng đạo sẽ giải thích thêm, chia sẻ thêm. Dạ, gì là Phật. Con có điều này muốn xin hỏi thầy, là con được một người chị là hướng dẫn là đọc của bộ chú Đại Bi chú thưa thầy, là nghe nói là đọc là xong là phải đọc 3 tháng 10 ngày liên tục, sau đó đọc 49 ngày là qua kinh A Di Đà. Nhưng mà thiệt sự công việc của con là con hay đi công tác tỉnh rất là nhiều, con không có liên tục mà đọc liên tục mỗi ngày như vậy được. Là công phu, là công phu đi đứng nằm ngồi mình công phu, còn chứ không phải là mình ngồi xuống là mình công phu hoàn mãn để cho những vị chung quanh cùng hưởng với mình. Còn lúc mà mình đi công tác đâu là cái đầu mình đại bi không, là cho mình. Nhớ là khi vấn đề tụng kinh á, là mình không những cho mình mà cho tất cả những vị chung quanh, trong đó có gia đình mình, có cô quyền thích tổ mà nội ngoại hai bên. Còn khi mà mình đọc một mình ấy, những quan gia đeo đuổi mình của họ cũng nghe, nhưng mà mình họ dần dần họ sẽ buông mình ra. Nên đọc đại bi âm thầm trong cái đầu mình là giải cho chính mình. Khi mình tụng là lợi lạc rất là nhiều những vị chung quanh, hiểu không? Đừng có gì cái chỗ đó mà mình bị chướng ngại, con hiểu không? Là đi đứng nằm ngồi chúng ta đều có thể niệm đại bi trong đầu được, tự mình giúp mình, ha. Vậy là Phật chúc con may mắn nha. Dạ. Thầy, cảm ơn thầy. Dạ, vậy là Phật. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là con được biết coi đĩa thầy chứ lần đầu tiên mới gặp được thầy thì con có đọc ngũ bộ chú với đại bi chú với thầy. Mà con đọc ở trong cái giường ngủ, tại vừa cho bé xong á. Cái lúc con vừa đang đọc, cái bé con phải vừa cho Ti nữa. Là con vừa Ti vừa đọc kinh có được không thầy? À, lúc mà con vừa cho bé Ti vừa đọc kinh rồi, có ai la nó chết tao không? Dạ. Không thì tiếp tục đi, đâu có sao. Dạ, với lại con đọc có nghĩa là con không có mặc trang phục hay gõ mõ vậy đó. Không ai la, có ai la chết tao không? Cũng không. Dạ mình được đọc không cho thầy? Dạ được. Có ai la bao giờ chưa? Nhưng mà đặc biệt là cứ con phải mỗi lần đọc kinh xong thì thường phải ngồi thiền là 5 hoặc 10 phút á. Mà con ngồi được có 5 phút là con bị đau lưng rồi thầy. Ừ. Không phải mình con đâu, nhiều người bị lắm. Nhiều người bị, không phải mình con, yên tâm. Dạ, nhưng mà lúc mà đọc cái câu mà Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Bồ Tát là con hay bị ngáp thầy. Cái câu đầu nó con hay bị ngáp dữ lắm. Dạ, thầy. Cho nên chinh sám hối nhiều vô, cầu nguyện trước khi con chinh sám hối cho tam nghiệp. Sám hối cho những điều đã nói, đã nghĩ, đã làm công được tốt lành, trong sạch tinh khiết, trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp, con chí tâm sám hối. Yeah. Cầu xin mẹ Quán Thâm Bồ Tát cho con được sám hối và tụng kinh được thuộc kinh rồi học đạo tinh tấn. Yeah. Thì con nguyện xong xuôi là con sẽ hết ngáp. Dạ. Yeah. Đừng có ở nha. Dạ không, con hay bị ngáp thôi chứ không có ở. Dạ. Nó thật thà ghê luôn. Cảm ơn con. Dễ thương kìa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con cho con xin hỏi là con muốn cầu siêu cho cửu hiền thất tổ ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên. Nhưng mà con không có bằng thờ cửu hiền. Dạ, cửu hiền, mà con chỉ có thờ bằng thờ Phật bà. Dạ được. Dạ. Không sao, con để làm sao, để cầu ba chén cháo nhỏ nhỏ thôi, để mình ăn nhiều cũng ngán. Để ba chén cháo nhỏ thôi, chút xíu muối gạo là tượng trưng cái nghi thôi. Rồi con tụng đi, xong rồi con rải muối ra sân cầu chủ quyền với tổ siêu. Mình để trên bàn Phật cũng được, không có sao. Nhưng mà mình ngộ lắm, con cái tưởng tượng con cái cây phải không, con là cái thân cây thì dưới chân con là rễ không phải không. Dạ. Nó dính vô cái thân đó, của quyền thất tổ mình dính mình vậy đó. Nên mình ngồi xuống mình tụng với ổng bên cạnh mình rồi. Dạ. Cho nên mình để đâu cũng được, hiểu không. Dạ. Con bắt buộc phải có bàn thờ của quyền mới làm, không phải vậy. Với lại cho con hỏi nữa là tại vì giống như ngày nào con cũng đã cúng
Nhưng mà con không biết, ví dụ như là gạo muối ngày nào mình cũng cúng, ngày nào mình cũng rải. Dạ, cái dĩa nhỏ thôi con. Dạ. Dĩa nhỏ xíu thì mình rải ra sân, cầu cho bá tánh chúng sanh no đủ hạnh phúc, cầu cho của Nguyên Thất Tổ được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Mình buông một cái lời tốt lành ra cầu cho tất cả, đâu có mất gì đâu. Dạ, lúc dạ. đó mình mới gọi là từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng. Tại sao từ nhãn thị chúng sanh? Khi chúng ta có con mắt từ bi nhìn bá tánh chúng sanh bằng cái tâm thương yêu đó, thì phước mình sẽ vô lượng. Rõ không? Cho nên mình tụng đại bi, mình biểu được cái tâm từ bi mình dành cho bá tánh chúng sanh, nhìn ai cũng thấy thương, lúc đó mới phước mới nhiều được. Bởi cái tâm lành thì mọi sự dữ sẽ lánh xa, đúng không? Cái tâm này lành quá thì đi đâu cũng là lành, ở cái tâm rách đi đâu cũng là nát. Dạ, con cảm ơn thầy. À, dạ, cảm ơn con. Thầy Di Đà Phật, dạ, thưa thầy, cho con hỏi, trong lúc con tụng, thời gian sau này con tụng, cái luân xa số 5 trong cơ thể con có cái vấn đề thì con sẽ cho hỏi là do cái nhiều hồi con tụng không đúng cách, hay là do cách con lái khí trong người con lấy hơi á hả? Lấy hơi á hả? Dạ dạ. Cái luân xa số 5 con bị cái gì? Dạ, luân xa số 5 của con bị rồi lái hơi không có đúng, làm cơ thể con giống mình có một cái chuyện ngăn chặn lại thầy. Ờ, dạ. Nó bị là tức khí. Dạ. Một chút nữa thầy lấy cây thì đập cho cái lưng nó mở, thầy sẽ đập vào nhang. Dạ. Dạ. Cảm ơn con. Đưa cái mic vô đây con. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính thầy. Dạ. Con cúng của huyện Phật Tổ như thầy nói đó, thì khi mà con rải muối gạo ra rồi đó, thì con không thấy chim chóc nó đến ăn, mà muối gạo hàng ngày mà rải ra nhiều quá, rồi khi mà mình quét mình hố với thầy, mình có... Kiếm chỗ nào á, kiếm chỗ nào có con gì ăn mình bỏ cho nó ăn. Mà rải ít thôi, cái dĩa nhỏ nhỏ vậy nè, đừng rải nhiều quá nha, rải cái có thôi nha. Dạ. Rải đi. Cứ rải thôi, mỗi ngày có chút xíu xíu mà, rồi mình gom lại cho chỗ nào mà có con gì ăn nó sẽ ăn, rồi chắc chắn dạ. sẽ ăn kiến, nó cũng ăn được mà. Dạ. Có thấy kiến ăn muối bao giờ chưa? Không tin phải không? Không tin thôi. Kiến dạ. ăn muối đó. Cái bà dạ, kia dạ. mới gặp thầy mới nói trời ơi, con chưa bao giờ thấy kiến ăn muối. Dạ. Mà... Nó vừa ăn muối xong ngày hôm sau cái xe tải chạy vô nhà con luôn, mà nó không có ngồi đi, nó chạy thẳng trong nhà luôn. Không ai bị gì hết, hên ghê. Dạ. À, trong lúc con cúng cổ quyền đó thì con có thể con cúng luôn ba trứng cháo cho các chiến sĩ ở ngoài được không? Dạ, cúng trong đó có hết luôn rồi, chúng mình nguyện có hết rồi. Vậy thì mình khỏi có để ở ngoài. Nếu mà cúng ở ngoài đó, người ta bu cho ta ăn là phải tụng vãng sanh cho thiệt nhiều vô, không thôi là ngày mai nó chờ nữa đó. Dạ. Tụng cho nhiều vãng sanh huynh đệ, tụng cho cô Huyền Đất Tổ, bên cạnh đó còn, bên cạnh các vị đó còn rất nhiều nhiều huynh đệ cùng hoàn cảnh như vậy đang đứng chờ đợi. Chúng ta ban rải lòng từ bi và tụng cho một thời kinh hồi hướng công đức cho họ. Nên tụng vãng sanh cho nhiều vô để tạo phước âm đức. Nhớ không? Dạ, mình cúng ở ngoài là mình tụng vãng sanh nhiều vô nữa. Dạ, dạ. Nếu túng phải làm cho đều nha. Dạ, Phật. Bữa nào thiếu bữa nó kiếm chuyện. Nam Mô A Di Đà Phật, dạ. Thầy cho con hỏi. Được nói lớn đi con, dạ được. Dạ. Thầy ơi con... Alo, con có con, ba con mất 3 năm rồi thầy. Từ từ hỏi con. Rồi con giải cho ông chưa? Dạ, con có cầu siêu. Mà con không biết ba con sao. Bây con giờ ngồi nào? Tụng hết lòng đi. Đi là chuyện của ổng, rồi chuyện của chư thiên lo. Mắc chính mình lo không đi đâu. Con có làm nhiều công đức lành đó thầy. Thì cứ làm, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh thì chú giúp cho ổng, giống như mình giúp cho ổng có cái hành trang đi tốt vậy đó. Đâu cần phải lo, vui vẻ nó mới đi chứ. Mới hỏi chưa gì nó khóc rồi sao ổng đi. Phải không? Mình tụng kinh cho Nguyên Thất Tổ của chúng ta nè. Phải vui thì vui, mình gửi các ngài đi, ổng vui ổng đi à. Cái này mình rì, mình khóc thì sao đi nổi. Trời, tính đi nó khóc thì sao đi. Thành ra huynh đệ mà ba mẹ mình trước khi chết đó mà mình khóc quá đó. Mấy ông bước ra xác, ông đứng ông canh hoài, đâu đi được đâu. Con cái khóc hồi làm sao mà người ta vãng được sanh siêu được. Hiểu không? Mình là cái người làm cho ổng rỉ mọ đi không được đó. Nhớ chưa? Thầy theo luật hết à. Nhưng mà thầy rất là vui để được làm như vậy. Bởi thầy hiểu luật cho nên thầy hạnh phúc để được làm. Người ta nhìn vô thấy không thầy? Thực sự đó là luật. Khi mẹ mình lớn tuổi mẹ mình đi bởi vì không có tu á. Thì khi mà đi an lành là phước. Nếu mẹ nằm xuống mẹ đi á. Mình làm cho bà một buổi lễ thôi. Huynh đệ ông trong nhà tới xong xuôi rồi. Là đốt bà ra trò xong rải xuống biển làm luôn. Bà không còn dướng vô cái gì hết. Xong chuyện. Vui không? Quá
vui luôn. Là người tu, người con tu tốt mà cha mẹ siêu là quá hạnh phúc, hiểu không? Có gì đâu mà khóc. Muốn biết đi đâu hả? Làm ông Phật đi. Muốn làm Phật hả? Tu cho giỏi vô. Có điều kiện chứ đừng có tưởng không muốn là được đâu nha. Tu là phải có điều kiện, như thế nào mới được gì, được gì. Đều có điều kiện hết, nhớ không? Bây giờ là Phật, chúc con may mắn nha. Bây giờ là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, con là chân Pháp Danh Chơn Lạc ở Rạch Giá. Thầy Pháp Danh Trung Đạo ở Sài Gòn. Dạ. Theo con thấy là mấy năm nay con gặp thầy ở chuồng Pháp, thầy cũng y vậy, không thấy già. Ừ. Dạ. U như kỹ à. Dạ. Con có cái câu hỏi như thế này. Bạch Thầy, con ở nhà mà trì trú lăng nghiêm, có bạn thì nói không nên, có bạn thì nói nên, bạch thầy con phải làm sao? Và qua lời giảng của thầy, con muốn học theo pháp thầy để độ cửu huyền thất tổ, vậy con phải thế nào? A Di Đà Phật, cảm ơn đức của cô, mời cô ngồi. Huynh đệ, biết cô ăn chay trường chưa? Trường chay chưa? Ủa sao tôi mà bệnh? Rồi tôi nghĩ rồi đó. Cho nên đúng rồi, nếu mà ăn mặn tụng lăng nghiêm cũng hơi khó cho cô. Dạ. Huynh đệ nếu tụng lăng nghiêm, tụng kim cang, tụng địa tạng lại với trường chay hoặc là pháp hoa. Nếu huynh đệ mà ăn mặn sẽ khổ, khổ lắm luôn đó. Ăn tụng pháp hoa mà ăn mặn á, không những khổ thân mà khổ tâm đó, bệnh mà khổ lắm, phải nó nghèo. Trong đạo thấy quá nhiều vị tụng pháp hoa mặn mặn rất là nghèo, rất là khổ, đủ chuyện xui xảy ra. Cho nên chúng ta tụng lăng nghiêm, pháp hoa, kim cang, địa tạng, chúng ta phải trường chay đi giữ giới, nếu không thôi mình sẽ gặp nhiều chướng duyên lắm, rất là nhiều chướng duyên. Đúng rồi, chính xác, đừng tụng. Thế có tụng đại bi thôi, kệ nó, xài nhỏ nhỏ được rồi. Mình tu phải làm ông này bà nọ, lỡ làm như ông này ông kia rồi đó thì phải tụng cho nhiều vô để mà mình làm phương tiện độ mình, độ người. Cho nên mình lấy nó làm phương tiện, tụng kinh là tạo phương tiện cho chính cái người đó để làm việc cho bá tánh chúng sanh. Cho nên tụng rất nhiều loại kinh, từ kinh dị, kinh khủng, kinh tế là không dám tụng. Ba cái kinh đó là tránh xa ra. Pháp Hoa cũng tụng, Kim Cang cũng tụng, Dược Sư cũng tụng, Địa Tạng cũng tụng, Vạn Phật cũng tụng, A Di Đà cũng tụng, Phổ Môn cũng tụng, Lăng Nghiêm cũng tụng, để mà mình tu luyện cho chính bản thân mình. Mình tụi con đang tu thôi chứ không có luyện, còn bản thân thầy tu luyện, tức là tụng kinh để luyện đạo, tụng kinh để diệt trừ cái tôi, tụng kinh để giải trừ mê chướng, tụng kinh để giúp mình có định lực kiên cường. Cho nên tu luyện là vậy, còn để là tu để giải trừ nghiệp chướng bệnh tật thôi. Cho nên nếu mà còn thấy mà ăn chay không được thì đừng tụng lăng nghiêm. Tụng lăng nghiêm đôi khi á nó phản tác dụng nha. A Di Đà Phật, chúc cô may mắn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thưa bác. A Di Đà Phật. Thầy, con hôm trước có đủ duyên con gặp thầy. Để cao sắp. Dạ, ở chùa Đáp, chùa Giác Sanh lần thứ nhất. Hôm nay là lần thứ hai. Thì hôm mà con gặp thầy ở chùa Giác Sanh á, về là 100 ngày. Con có tụng theo pháp của thầy. Và sau khi hết 100 ngày á, là con tụng qua 49 ngày. A Di Đà. Dạ, giỏi ha. Dạ. Con nghĩ là con tụng khoảng 5 ngày. Con nghĩ là chắc mới đầu thì con không nghĩ ra sao, con nhớ tới lời thầy. Con nghĩ là chắc có lẽ con cũng có được chứng nghiệm tâm linh mà con không dám nói ai hết. Tại vì thầy nói là không được nói với người thứ hai nào. Đúng rồi, đúng vậy. Dạ. Nhờ nói thầy thôi. Dạ. Dạ. Nhưng mà nói nhỏ bằng cái đó thôi. Dạ, A Di Đà Phật. Thì con khi mà con tụng mà cũ quyền 49 ngày á, thì hôm nay nữa là khoảng 4 tuần rồi. Thì trước khi con làm á, thì con cũng lập một cái bàn mà con không biết là có đúng hay không. Hôm nay có đủ duyên con gặp thầy, xin thầy chỉ dạy cho con. Là con cũng làm một cái bàn là ở ngoài sân, rồi con giống như con lập đàn tràng, con xin phép chư thiên chư Phật chư Bồ Tát là cho con cầu siêu cho cửu quyền thất tổ và dòng linh hữu tình chứ sĩ Trận Dông Quang Hùng Tử, con không biết. Nhưng mà ở trong cái bàn của quyền con cũng làm y như vậy. Dạ, giống như là con vừa
con vừa làm hai bên, một bàn là ở ngoài và một bàn ở trong, mà con không biết, giờ xin thầy chỉ dạy. Tại bữa nay đã làm được mấy tuần rồi. Dạ, 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 huynh đệ cô này phát tâm là không những cúng cho Quyền, rồi cúng luôn các loại vong linh, hương linh, âm linh của tình chiến sĩ Trần Văn, nói chung là lập ở đàn chẳng nhỏ vậy đó. Thì không sao đâu cô, nếu mà có sao là mặt cô đã đen rồi, nhưng mà mặt cô chưa đen với Đạo Phật. Vậy con vẫn làm tiếp tục. Dạ, tiếp tục làm, dạ. Cũng dạ, một bàn ở ngoài. Nhưng mà tụng vãng sanh nhiều hơn nữa nha. Dạ, ai Đạo Phật. Để giúp cho họ siêu, cái khi dạ. Tụng là cầu cho họ y như thầy chỉ. Dạ. Thì cô sẽ giúp được huynh đệ, giúp rất nhiều, nhiều, nhiều huynh đệ vong linh, âm linh chung quanh mình. Mà trong âm thầm nếu mà mình đủ lực mình giúp họ thì mặt mình không có đen. Còn nếu mình yếu hơn họ là dần cái mặt mình dần dần nó sẽ xám, dần xám dần là mình không đủ lực. Hay nên mình giải đãi. Nếu mà lập đàn rồi là phải tụng cho nhiều vãng sanh vào thì mình mới giúp đỡ được họ, nhớ không? Dạ. Chúc cô may mắn nha, A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy. Con là đoàn ở Gia Lai. Mà con là công giáo. Con có chồng bên Phật. Con không hiểu gì về Phật giáo. Sau này ba chồng con có mất đi một năm. Con có theo nhà chồng con đi đọc kinh. Thì lúc đó con mới hiểu được kinh Phật. Thì từ đó tới bữa nay thì con cũng hiểu được kinh Phật được ít. Rồi con có nghe đĩa của thầy giảng. Bây giờ con kính bạch thầy, thầy chỉ rõ cho con được là tụng kinh ngũ bộ chú, thì chú đại bi, kinh A Di Đà. Cách đây 2 ngày thì chị chồng con có đi coi bói ở đâu con cũng không biết nữa, nói là ba chồng con là thiếu gạo, thiếu muối, thiếu nước, thiếu nợ, và kêu cái cúng rải tùm lum hết. Xong rồi con mới nói với mẹ chồng con là ủa sao chị không đọc kinh thì chú mà chị đi cúng như vậy có đúng không? Thì con xin thầy cho con biết, tại vì con là công giáo, con không có hiểu nhiều. Vậy cô nói lộn người đó, thầy cũng là dạ. Giáo công giáo nè. Hồi giờ con, tại vì hồi giờ con không có nghe kinh Phật, thành ra con không có biết thầy. Dạ, Phật, rồi, cả, rồi, dạ, dạ. Con xin thầy. Cảm ơn huynh. Cảm ơn cô. Dạ thưa cô, cứ tiếp tục tụng A Di Đà đi, nói gì nói coi bói mà, bói gì ra ma quét nhà ra rác. Giờ cái người đó tới nói, trời ơi, vong theo nhiều quá, nói gì xong giải người ta luôn đi, kêu kiếm thầy khác. Hả, nói người ta có vong theo thì mình tự giải luôn phải không? Này nói không cái miệng không để ta lo. Đừng có đi coi mấy cái đó, huynh đệ mà tụng kinh mà ngủ của chú đại bi rồi, đi coi coi chừng người ta không nói được, ta nói bậy không đó, tạo nghiệp đó nha. Bữa có đứa nào đi coi á, nói coi không được, cái ông bự bự đen thùi lùi đứng bên cạnh bịt miệng không cho tao nói, không cho nói luôn á, nắm cái mỏ rồi sao nói được, người tụng nhiều làm sao mà coi người ta được, chỉ có ông Phật coi mình thôi, nhớ chưa? Còn đi coi bói gì nói đừng có nghe hả, mình nghe là mình dở rồi. Thì tiếp tục tụng A Di Đà đi, cầu cho bố, cầu cho của Quyền Đức Tổ được siêu. Dạ, con thưa thầy là đó là chị chồng con đi coi, mà con nghe nói vậy thì sẵn đấy con đi rồi, con gặp thầy, con xin thầy và thầy chỉ cho con biết cái cách tu. Cái con hồi giờ con không biết. Chút nữa có người chỉ yên tâm, chút nữa cô sẽ được chỉ tường tận được cô tu ha. Dạ. Thầy cũng phát sinh từ xuất thân từ đó mà 4 đời rồi đó, 4 thế hệ đó cô. Thầy là giao công giao nè, con giao công dạ. Công á. Dạ. Đạo công giáo đó, ừ, đọc không có dấu, giao công, giao, nói chung giao nào cũng là giao. Dạ, thưa hiểu thầy, à. Con có cái thằng con, bữa nay con đó. Dẫn nó theo, mà từ nhỏ tới giờ, nó cứ tóc nó mọc ra một chút xíu vậy là nó đau, tóc nó mọc ra một chút xíu vậy là nó đau, không phải đi cạo trọc cái đầu nó vậy á. Mà bây giờ nó cũng lì lắm thầy, con biểu nó tới chùa, nó cũng không đi. À, bữa nay con dẫn được đi tới thầy rồi, con mừng. Rồi thầy... một chút nữa thầy nói chuyện với nó. Dạ, dạ, con cảm ơn thầy nhiều. Dạ, 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 dạ. Cảm ơn cô đã hỏi. Huynh đệ ơi, chúng ta bị kẹt trong cái vấn đề mà như cô nói, huynh đệ hiểu rồi không? Mình không có đủ lực để mình bước ra khỏi cái dòng kềm tỏa mà từ nhỏ tới lớn đã nghe giảng. Thầy là cái giảng đó, thầy biết. Mình mạnh dạn bước qua cái rột là xong mà. Nhưng mà đặc biệt là mình đi khỏi chỗ đó nhưng mà không bao giờ chống đối. Mình vẫn bình thường. Nhìn lại coi những gì mình đã học, mình tìm lấy những cái tốt nhất giữ lại cho mình,
những cái không phải bỏ, nhưng mà vẫn không chống đối, vẫn không đả phá, không phỉ báng. Mình lấy những cái mới khác cho cuộc sống mình tiếp tục tiến hóa. Dần 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 mình hiểu tất cả chúng ta đều bị lệ thuộc vào tôn giáo của nước ngoài. Là mình ngàn năm nô lệ giặc Tàu có Phật giáo, 100 năm nô lệ giặc Tây có Công giáo. Chúng ta đều bị nô lệ ý thức hệ tôn giáo. Khi thầy lớn lên thầy hiểu được, bây giờ thầy không có nô lệ ý thức hệ tôn giáo nữa, thầy là tên là Trung Đạo. Thầy không dính vào ai cả, thầy dính vào cái lòng từ bi của chư Phật thôi. Cái lòng từ bi là tất cả. Với lòng từ bi nó không còn của lệ thuộc một giáo nào cả. Tình thương không thuộc một tôn giáo nào, một giáo phái nào cả. Tình thương là của vũ trụ, nó không thuộc một hệ phái nào hết, rõ không? Nên chúng ta sống với chư Phật là mình sống trong cái tình thương của tất cả chư Phật, của ba tánh chúng sanh. Mà tình thương này không belong to anything, không có bị lệ thuộc vào tất cả tôn giáo nào trên thế giới này hết. Nếu chúng ta tu mà không có tình thương là chúng ta đi vào ma đạo. Một tôn giáo nào dạy cho mình ghét người bên cạnh là ma giáo, rõ không? Nên chúng ta không được phép chống đối các vấn đề tôn giáo khác, không được nói phỉ báng, chúng ta không hiểu biết. Vì hiểu biết nông cạn, hạn hẹp và cố chấp, cho nên chúng ta mới phê bình chỉ trích những người tôn giáo bạn. Còn nếu chúng ta yêu thương ba tánh chúng sanh giống như chư Phật dạy mình, thì tự nhiên chúng ta không còn ghét tôn giáo bạn mà thấy thương họ. Tại vì tình thương không bao giờ thuộc về một tôn giáo nào cả, mà thuộc về vũ trụ, thuộc về cái lòng nhân đạo của một người đối với một người. Rõ không? Cho nên chúng ta phải biểu lộ tình thương trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta không có bị lệ thuộc hoặc là bị cuốn theo một cái chiều nào đó của một hệ phái nào đó. Rõ chưa? Thầy đọc Kinh Koran của người Hồi giáo, trong có một câu rất là rõ ràng. Thầy có nói kỳ trước đó ha. Họ nói rất là ghê mà thầy không bao giờ sử dụng được. Họ nói câu: khi mà mình nói chuyện với người, một người trước mặt mình mà không cùng tôn giáo với mình vẫn lịch sự, vẫn tế nhị với họ, nhưng mà mình nguyền rủa họ trong tim của mình. Câu đó rõ ràng nha. Mà nguyên văn tiếng Anh đó, nguyên văn tiếng Anh nha: when we talk to the others, people who not same religions, we still polite and nice to them, but we cursing them in our hearts. Mình nguyền rủa nó trong tâm của mình. Nó như vậy luôn đó. Cho nên thầy hiểu được điều này, thầy không bao giờ ai tới thầy thầy cũng hạnh phúc, ai gặp thầy cũng hạnh phúc. Đó là cái phước. Mình còn phước cho nên huynh đệ mới kiếm, đúng không? Còn huynh đệ nó không muốn gặp mình rồi là coi cái mặt mình kiếm, cho nên mình trốn đi, trốn cái mặt mình đi. Tại vì không còn phước cho nên nó gặp mình nó né. Thậm chí nó đang uống cà phê lề đường, nó gặp ông Trung Đạo đi qua, nó quay mặt chỗ khác, coi như không biết. Đi cà phê nó cũng không mời, biết rằng mình đã hết phước, rõ không? Thì mắc cỡ đi trốn đi chứ còn ngồi đó làm gì. Cho nên huynh đệ tới kiếm thầy, thầy thì còn có phước để được chia sẻ. Một mai nữa nó gặp mình nó trơ trơ rồi xong rồi đó, chứng tỏ là mình không ra cái ôn gì mình mới bị chứ, phải không? Đúng không? Cho nên thầy rất là có phước huynh đệ mới kiếm thầy đó, chứ không phải huynh đệ có phước đi gặp thầy đâu. Thầy nghĩ như vậy, thầy sống như vậy á, thì đỡ phải vênh váo, thì đỡ phải huynh hoang tự đắc, thì không phải tự cao tự đại. Coi như mình ghê lắm tụi nó mới kiếm mình. Không phải, tụi nó ghê lắm mình mới gặp được tụi nó. Như vậy á, mình mới cúi đầu xuống được chứ, phải không? Bởi vì mình còn có phước cho nên để mới thăm thầy. Thầy vô phước coi, tham không? Đừng có hòng. Sự thật là vậy đó. Bây giờ còn mặc cái này chứ còn tới, phải không? Mốt nó tu giỏi rồi, mình là cái cốc gì? Tao mới ghê nè. Bây giờ là Phật cảm ơn con nha. Rồi huynh đệ hỏi tiếp. Bây giờ là Phật cho cô. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy. Con là Nguyễn Thị Lan, con ở đoàn ở Gia Lai về. Hôm nay cũng có nhân duyên để về đây để gặp thầy. Con có mấy lời để hỏi thầy là con năm 1995 là con cũng lập gia đình, là hồi nhỏ giờ con cũng khổ sở nhiều. Mà con sinh con của con ra thì con lấy chồng cũng không hạnh phúc, mà có con thì nó cũng không có đứa nào ngon hiền mà nó lại thông minh nữa. Nên con biết mình nghiệp dày phước mỏng,
con mới nỗ lực tu hành, nhưng mà có điều kiện là con khổ sở, không có ít khi tới chùa được, lâu lâu có pháp hội gì con mới đi được. Nên con ở nhà thì con cũng ráng tụng, mới đầu là con tụng sám hối, xong rồi phổ môn, dần dần tới là kinh Dược Sư, Địa Tạng. Nhưng mà con nghe cái anh em huynh đệ có bạch rằng là Địa Tạng là phải tụng ở pháp hội mới được, tụng ở nhà thì hay đau ốm, thân con thì cũng hay đau ốm thiệt. Con cũng bạch thầy là thứ nhất đó là tụng ở nhà có được hay không, thứ hai là phải nhất định phải đúng giờ không thầy, chứ con thì cũng công việc bận rộn thì con tối là con dạ, hiểu tụng. Cô là con dạ. Ngồi xuống đi dạ. Tụng Địa Tạng để làm gì nói nghe coi, làm ông này bà nọ hả? Để hồi hướng cho ông gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mà con đã gây tạo. Dạ bây giờ tụng A Di Đà cho nó nhỏ nhẹ lại đi, niệm vãng sanh cho nhiều vô cũng được rồi. Còn nếu mà làm thầy chẩn tế thì tụng Địa Tạng cho nhiều vô, có làm thầy chẩn tế không? Thôi tụng nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Tụng cho nhiều vô một nhà rồi con cái còn khó dạy nữa. Cô mà tụng Địa Tạng nhiều á con cái khó dạy lắm á. Không tin thôi. Dạ dạ phải tụng A Di Đà đủ rồi, nhỏ nhỏ chi làm bự quá vậy? Còn tụng Địa Tạng là phải tụng bản sanh hoài không ngừng. Dạ, thì không thôi nhà mình nó đầy nhóc rồi nó làm cho con cái mình khó dạy lắm đó. Dạ. Rồi là tùy sao, tùy sự suy nghĩ của cô muốn làm sao làm nha, thầy nói vậy là hết chuyện đó. Dạ, dạ. Vậy chúc cô may mắn nha. Dạ. Vậy là Phật tự quyết định đi. Vậy là Phật. Chúng ta tu là mình là cư sĩ, là kỹ sư đó. Mình ở nhà mình tụng nhỏ nhẹ thôi. Mình đâu có làm ông này bà nọ đâu. Hiểu không? Tụng tà tà được rồi, nhưng mà mỗi lần tụng là hết trong đó luôn. Đơn giản lắm nha. Cô dạy chứ nó kinh khủng lắm á. Mỗi ngày một chút đi, từ từ nó dày lên á. Mà mình tụng là phước dày lên là tốt. Mình tụng riết bằng nghiệp dày là coi chừng. Mà cái mặt mình dày nữa mà còn ghê nữa đó. Tụng riết hết đến mắc cỡ luôn rồi. Ai nói thì nói thôi kệ cha nó đi. Nghiệp mỏng đi, rồi phước nó dày lên là tụng đúng. Còn tụng kinh mà nghiệp càng lúc càng dày á, mà phước mỏng là coi lại, nhớ không? Coi lại coi mình sống làm sao mà càng lúc càng tệ. Phải coi lại mình nha, luôn luôn phải coi coi hôm nay cái mặt mình đẹp hơn qua chút chưa? Rồi cái nhìn lại cái kiến coi hôm nay cái nanh mình mọc dài chưa? Thấy cái nanh dài là biết mình tụng kiểu nào rồi, nhớ chưa? Mỗi lần nổi điên lên coi cái kiến liền tức thì có nanh mọc mấy tắc. Bây giờ là Phật. Tụng nhỏ nhẹ thôi. Vậy là Phật mời cô. Dạ nó mô gì Phật. Dạ chào thầy. Như con muốn hỏi ngày con vợ con thắp nhang á, con có cầu xin cho cha mẹ và chồng con có tội nguyện được Phật kiến dáng cho con hay không? Còn mà mục đích của cô cầu nguyện cho chồng con để làm cái gì? Tai qua nạn khỏi cầu nguyện theo ý định cha mẹ mạnh khỏe và cô muốn như vậy đó là cô phải ăn chay trường, cô tụng kinh, cô cầu nguyện, phải nhiệt tâm, nhiệt tình, năng nổ, miên mật trong cái tu nguyện thì cái lời nguyện mình sẽ được như ý nha. Chứ không phải đứng đó cầu là có đâu, không có, phải tụng, ngồi ăn chay trường, đổi tâm, đổi tánh, làm nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú, làm phước cho nhiều vô thì phước mới có được nha. Dạ. Ở Di Đà Phật chúc cô may mắn nha. Dạ, dạ. Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con là Liên Bình, con chính xin hỏi thầy, con có ba con có sanh ra 6 chị em của con, nhưng mà bây giờ là có 4 chị em là có 4 chị em tụi con là ăn chay trường nay cũng 6-7 năm rồi, nhưng mà chị em con thì mỗi đứa cũng có một cái tam bảo nhỏ ở nhà hàng ngày để ngày hai thời công phu tu tập. Còn ba con cứ con còn là một ông già, nhưng mà chị em rất thương ba con và lo cho ba con rất đầy đủ, nhưng mà bốn chị em của tụi con ăn chay trường mà cầu nguyện mỗi ngày sao ba con cứ giận bốn chị em tụi con, cứ hờn đứa này hết tới đứa kia, mà trong đó có con là ba con hờn con nhiều nhất, cứ buồn giận hoài. Còn chị con thì chị con không có biết về Phật pháp, không ăn chay trường, nhưng mà ba con là rất là thương chị con, mà cứ bốn chị em tụi con không biết là tu tập có đúng pháp hay không? Đây là Phật, sao? Ngồi xuống. Nghe nè. Tụi con á, bốn chị em con súng lại tụng chung với nhau, đừng tụng lẻ tẻ nữa.
tụng chung lại nhau cầu cho cụ Huyền thất tổ ông bà nội ngoại hai bên được siêu sanh linh độ, nhất là ba của con. Nhật thật con mà gặp ổng nói chuyện là niệm nhìn cái mặt ổng, nhìn thẳng vào mặt ổng, niệm bản sanh cái đầu mình thôi, đừng niệm cái miệng nha, ổng tưởng mình trù ổng đó. Nhìn niệm trong cái đầu thôi, niệm bản sanh nhiều ổng sẽ hết. Bốn chị em đều cùng làm như vậy hết, nhớ chưa? Tức là chị em phải cộng tu, ngồi chung vô tu nhau, tụng cái lực mạnh mới chuyển được bố. Còn nếu mà lẻ tẻ chuyện không nổi là sẽ bị khổ, à nói tới là khóc là khổ rồi. Nên bốn chị em phải cộng tu lại mới đủ lực giúp cho ông bố hoán chuyển tâm thức, nhớ không? Mà tụng vãng sanh đi cầu quan gia trái chủ của bố với mình phải giết đi, không còn nữa thì ông mới hết giận, nhớ chưa? Bây giờ là Phật, chúc cô may mắn nha, nhớ không? Bốn chị em cộng tu lại nha. Bây giờ là Phật. Rồi làm nghĩ thiện làm lành á, đi làm phước được làm phước, phóng sanh được phóng sanh nha. Bây giờ là Phật cô. Nhớ chưa, bốn chị em phải cộng tu lại. Một tuần một lần cũng được. Năm hay ba lần, năm lần cũng được. Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Con kính chào thầy. Chào cô. Dạ. Kính bạch thầy, con tên là Diệu Tâm. Thầy tên Trung Đạo. Con ở trên con ở trên Thủ Dầu Một. Dạ, ở Thủ Dầu Một. Thủ Dầu Một, trên thì ghê quá. Đúng là danh bất hư truyền. Con cũng đã có coi qua đĩa thầy nhiều lần và chỉ thấy thầy trên đĩa thôi. Ngày hôm nay con gặp thầy thì thật là rất là ngưỡng mộ, thầy rất là quay nghi và cảm ơn cô. A Di Đà Phật. Hên quá thầy chịu có ăn sáng vậy. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thầy cho con được thưa ba cùng thầy, trong cái chú Đại Bi thì con có được nghe thầy nói là ở trong chú Đại Bi có một cái chữ. Dạ. Dạ. Không phải thầy, thầy nói là có một cái chữ thôi, mà cái chữ đó rất là coi như là bí mật và thù thắng. Thì con không biết là cái chữ đó là chữ gì. Chữ đó khi nào mà tu giỏi thì mới cho. Dạ. Nên con đọc mà con cố cũng tìm. Ủa thầy có nói câu đó sao? Có thầy. Rồi con nói tại vì mã là lộn. Khi mình ngừng đó là mình để ấy, còn cái chữ mà thầy nói là trong đó có một cái chữ rất là màu nhiệm, rất là thù thắng, mà rất là bí, mà bí màu lắm, là con không biết nên con cho nên hỏi thầy, con không biết luôn sẽ không bao giờ trả lời. Dạ. Thầy, là Phật, con thầy chỉ cho huynh đệ nào mà phát cái tâm, cái tấm lòng giống như thầy sống phụng sự bá tánh bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh á, ngày đó mới được cái chữ đó cô. Mà còn sống trong thế gian á thì cho không được. Thì cho xong cái 3 tháng sau cái thì mất cái vị đó, chư Phật mất vị đó luôn. Dạ vậy là Phật. Không cho được, xin lỗi. Giờ đi hỏi ghê chưa? Hỏi cho được cái chữ đó không có đâu. Tại vì con cũng sắp xin xuất gia. Dạ, thành ra con cũng muốn được tu tập rồi mình muốn biết được cái chữ đó. Thì biết chữ đó làm gì? A Di Đà và bên không tụng Đại Bi A Di Đà cho miên mật cho đi thì tự nhiên có sự gia hộ lớn á. À huynh đệ sẵn ngồi xuống đi huynh, ngồi xuống đi cô. Chúng ta nghe nè, thực sự á thì bây giờ thầy được hai người đệ tử nữ ha. Một vị cách đây 3 năm rưỡi 4 năm đã nhìn thấy được mình á, tụng A Di Đà liền liền không ngừng á, là sau 4 năm, sau 3 năm liên tục á thì cô dễ thương lắm. Bây giờ đi về Phan Thiết là con sống điều cái tâm con thôi, đó là ngày xưa là như thế nào không cần biết, bây giờ là hoàn toàn một người mới tin sau 3 năm tụng Đại Bi với A Di Đà con thôi. Thực sự huynh đệ chỉ tụng Đại Bi A Di Đà không thôi, huynh đệ sẽ chứng nghiệm nhiều nhiều thứ mà không bao giờ có trong sách vở, mà chính bản thân mình chứng nghiệm những điều này mà mình biết thôi, mà huynh đệ có nói ra những người khác họ không biết được, nhưng mà nói với thầy, thầy sẽ hiểu, bởi thầy đã trải qua rồi. Hả, nói thì biết liền bởi vì thầy sống trong đó rồi. Thầy khuyên huynh đệ nên tiếp tục tụng Đại Bi với A Di Đà để cầu cho Huyền thất tổ đi, nhiều điều nó xảy ra vô cùng màu nhiệm cho gia đình mình luôn đó. Trong cái tu chỉ có mình mới hiểu được thôi, nếu mình nói ra ngoài là không được rồi, nhưng nói với thầy được, bởi vì thầy được phép như vậy thì chia sẻ lại những chứng nghiệm của huynh đệ để giúp huynh đệ tiến hóa thêm nữa, chứ không phải tới đó là ngừng, hiểu không? Tu đến khi nào mà mình vô ngôn bất nhị rồi, vô ngã như huynh đi kia hỏi vậy đó, là lúc đó mình ở đâu mình biết rồi, cần gì phải nói. Lúc đó đâu còn gì lời nói để mà chứng minh đâu, phải không? Nhớ chưa? Bây giờ là Phật, chúc huynh đệ may mắn nha. Cảm ơn huynh đệ. Bây giờ là Phật, con. Bây giờ Phật, con lại thầy. Con có một bé cháu đã ăn chay trường 4 năm, đang trì kinh Địa Tạng.
nhưng bây giờ bị bệnh. Rồi khuyên cháu chị chú Đại Bi và A-di-đà thì cháu chưa có cơ duyên, nên hôm nay có chị cháu ở đây xin sư phụ từ bi chỉ dạy. Có ai? Có chị của cháu hả? Dạ. Cháu là ai? Cháu cháu con á hả? Cháu của con hay dạ, con? Cháu ruột ở dưới quê ạ. À. Ờ vậy hả? Dạ. Nói cháu nói nhiều nhiều vô đi rồi cho cháu coi dĩa đi, con sẽ thấy cháu sẽ thấy được cái lợi là cháu làm. Giờ cháu đang bệnh á, nếu mà tụng tốt địa tạng, tức là có tu có chứng. Hả? Có tu là có chứng. Nhưng mà tại sao người ta tu ta không bệnh mà cháu tu cháu bệnh? Coi lại nha. Mặt cháu có đen hay đẹp? Sáng không? Mặt cháu có sáng không? Đứng lên. Phải nói không? Chị nói hả? Dạ ông, con là chị của em con ạ. À. Rồi. Dạ từ lúc em con chị địa tạng là lúc bà con mắc ạ. À. Còn dạ, mắc rồi. 49 ngày đủ rồi. Dạ chưa, lúc đó chưa được 49 ngày thầy. Chị con, em con nói là chị, chữ lúc đó là chị con chị. Rồi xong rồi em con mới chị phụ chị con. Rồi còn con á là chị kinh A Di Đà với kinh Địa Tạng luôn. Tại con chị hai quyển. Rồi. Dạ, nếu không làm vậy tụi con nên tụng bản sanh cho nhiều vô rồi trường chay luôn nha. Dạ con là ăn chay từ hồi năm ngoái, còn em con là ăn chay 4 năm. Rồi, mà tại sao bệnh? Tại vì lúc đó em con chị là nó chị sáng đêm luôn thầy. Wow. Sáng đêm mất sức hết rồi. Dạ con không biết nữa, chị sáng đêm rồi em con cũng hay làm phước. Tại vì em con hay đi theo đoàn bác sĩ chị bệnh với phóng sanh. Rồi đi đọc kinh sách nhiều nữa, đi chùa chiền cũng nhiều nữa. Rồi cái lúc đó nó không biết sao trong mình nó bị như cũng như mệt, như có người lên xác vậy này. Nói là tại sao mẹ lại giết con, rồi tại sao những người lại không được sát sanh. Kêu cha con không được nuôi cá, mẹ con không được bắn cá, rồi các người không được sát sanh. Rồi nói là con của là cha mẹ đời trước, tại vì mẹ con cũng từng phá thai. Lên cũng như có người nhập cho nó, nói này nó kia vậy đó, không cho gia đình ăn ăn mặn nữa, kêu bắt ăn chay hết. Rồi đổi nghề luôn. Đổi chưa? Dạ ăn đổi rồi, chưa? Dạ ăn chay hết nhà. Rồi vậy được rồi. Nhưng mà đi thầy nào cũng nói là em con nó gánh nghiệp cho cha mẹ. Và nếu mà chị địa tạng nữa là cũng như là bị nhập, cũng như là nó sức nó yếu, chị không được. Dạ đúng rồi, người ta đông quá đổ không nổi. Nên nói em tụng, nếu muốn được vậy em tụng vãng sanh cho nhiều 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 vào thì được. Mà cái tội sát sanh của gia đình tụng tụng thất Phật gì tội chân ngôn nhiều vô mới giải được nghiệp sát sanh. Đồng thời tụng vãng sanh quyết định chân ngôn đi giúp cho tất cả huynh đệ mà nó nương vào địa tạng lực á thì họ sẽ siêu. Còn nếu không thôi nhà con rất là nhiều, cho dù tụi con tụng địa tạng nhiều nhưng già nhà con cũng bất ổn. Dạ con cũng xin hỏi là tại vì cũng có người chị địa tạng, con cũng có chị, nhưng mà con chị con và ba đứa em con vẫn chị là con, mỗi người chị riêng nhau nhưng mà con không bị gì hết trơn á. Mà em con chị không biết sao mà em con lại chị bị bệnh. Chứ lợi nhà con có thờ tượng địa tạng, nhưng mà có thầy nào đó cũng như là thầy tu cũng như bên đạo hảo con là nói là trong nhà không nên thờ địa tạng, tại nó chỉ có chùa mới thờ thôi. Nhưng mà con thì kêu là phải đem tượng địa tạng vô chùa, nhưng mà con thì không muốn. Vậy nhà ôm địa tạng tụng luôn đi. Dạ to. Dạ vẫn chị vẫn có thờ địa tạng nhưng mà. Thầy bây giờ thầy chỉ cho con địa tạng. Ok ngồi xuống. Thầy sẽ dạy quá dạy cho con, mà con làm y như thầy chỉ đi thì con sẽ được ngày địa tạng rờ đầu giống như bác sĩ ở bên Mỹ á. Nếu mà con tiếp tục tụng địa tạng đúng không, thầy khuyên con làm cái này này con sẽ hết. Mỗi tuần con đều phóng sanh lập bàn chẩn tế, mỗi tuần nhỏ nhỏ cái bàn nhỏ vậy thôi, để chút xíu ba sáu chén cháo ha, sáu chén cháo rồi muối gạo ha, chút xíu đồ đạc cúng chẩn nhỏ nhỏ vậy đó. Mà nếu mà con tụng cho từng bảy biến đại bi hay tụng 21 biến đại bi cúng chẩn nhỏ thì đừng tụng địa tạng. Nhưng trong khi mình vẫn tu tụng địa tạng, như mỗi một tuần mình làm cái bàn chẩn nhỏ, mình cúng tất cả các vị vong linh, hương linh, âm linh, các loại cô hồn, các đảng, quan gia, trái chủ, của quyền thất tổ mình luôn. Chiều nào vậy con cũng để ra ngoài sân nhà con, nếu con chấp nhận tụng địa tạng, con làm gia đình con sẽ ổn. Nhưng mà không phải lúc mà mình làm bàn chẩn mình tụng địa tạng, không có. Con tụng 7 biến đại bi hoặc là 21 biến xong tụng 1 biến A-di-đà để cúng dường tí thực cho tất cả các loại vong linh, hương linh, âm linh, hữu tình, chiến sĩ, trần vong, quan hồn, tử thập loại cô hồn, đồng bào tử nạn, thiên nhiên, sanh nạn, quan gia, trái chủ, linh linh, chết xong chết biển, chết đâu, chết năm, chết chết, chết chết, chết hồn, tử tử, cái vị tệ nạn, nhà tâm, chết bồ ngạm, nói chết xung quanh, chết bắt đắc, kỳ tử, chết bờ, chết bụi, chết sông, chết biển. Nói chung là chết thiên tai, bỏ lộn, sống thần, lúc hoàng quán. Nói chung là vậy. Nếu mà con tụng được như vậy đó, mà mỗi một tuần con làm vậy thì con sẽ tạo phước. Con phóng sanh vì gia đình con tạo nghiệp sát sanh. Con phóng sanh cho người ta tụng đến khi nào mà con tụng mà con cảm thấy nước cá, mùi cá không còn mùi tanh á, thì cái lời tụng con mới được chứng nghiệm. Huynh đệ đệ tử của thầy tất cả tụng cá không bao giờ có mùi tanh. Con làm được điều này thì tự nhiên gia đình con được an lành, tụi con tụng tiếp tục địa tạng vẫn được như thường.
với điều kiện là phải biết làm như vậy thì mới tạo phước. Còn ông tôi dần dần sẽ bệnh, rồi con tụng riết là con giữ, con nói chuyện cái giọng con cũng giữ nữa đó. Mà con không biết con giữ mà thiệt mà. Hiểu không? Không hiểu. Không, con giữ tự nhiên mà mình không biết mình nói giữ, mình không biết. Nó đổi mình không hay. Nên bởi vì bên con nhiều lắm. Thì con tụng Địa Tạng là các loại vô nhà mình luôn, vô đông nghẹt trong đó rồi mình phải tụng bản sanh cho nhiều giúp đỡ họ. Còn nếu không thôi cái nhà mình rùm 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 tối ngày à. Thiệt mà. Thầy giải cho nhiều lắm rồi thầy biết. Dạ em con cũng có tình trạng. Rồi tình trạng là đúng rồi, là bị lạc rồi đó. Tụng Địa Tạng nó có hai chiều, một là lợi, hai là hại. Bây giờ chị tụng không sao, em tụng giờ cái tình trạng đó tức là nó quá đông rồi. Bây giờ em bị người ta khiển chứ nó không khiển người ta được. Bây giờ nó bị pháp hành chứ nó không hành pháp. Thấy không? Chúng ta tụng kinh là chúng ta lấy cái pháp học xong rồi mình hành pháp lại cho huynh đệ. Ngược lại bây giờ ngược lại pháp nó hành mình bệnh bất thường, gọi là pháp hành. Hiểu chưa? Dạ, cái là hỏi thầy vậy có, nếu bị vậy có hết không thầy? Hết, ngưng tụng. Tụng bản sanh, tụng đại bi, tụng A Di Đà rồi tụng bát sanh cho thiệt nhiều thì sẽ hết. Nhưng em con chị bản sanh cũng không được thầy, bữa đó là chị con có nói là kêu chị bản sanh nhưng mà lực nó chị cũng không được nữa. Không nổi hả? Dạ, tưởng đồng quá. Cái lỗi nó chị kinh A Di Đà niệm Phật cũng không được luôn, tại vì cũng như là mỗi lần niệm A Di Đà là bắt đầu cũng như là nó hành trong người. Rồi rồi, là thầy kể cho con câu chuyện cho nghe. Cái cô hiện tại bây giờ đang làm hoa hậu của Mỹ, mà hoa hậu phu nhân tức là người đàn bà có chồng có con mà mới đậu hoa hậu năm rồi đó ha. Trước khi thi hoa hậu là gặp thầy, cô này thấy gặp thầy có đem nguyên một binh đoàn thiết giáp tới cái nhà mà thầy đang ở đó. Thầy vừa mới có hai miếng đại bi là thầy nghèo một binh đoàn luôn. Quay lại hỏi cổ là có tụng Địa Tạng, cổ có ba người con trai, một ông bạn trai, mà ông bạn trai ghét cổ không thể tả được, mà ba đứa con trai cũng ghét cổ không thể tả được. Cô càng tụng người ta càng ghét cổ, mà mặt cổ rất là đen. Thì cô nói chuyện với thầy xong thầy mới chấp nhận lên nhà coi thì thực sự là vậy. Thì cô không có tụng vãng sanh, ba biến vãng sanh không đủ. Tụng Địa Tạng mà ba biến vãng sanh không đủ, ít nhất phải trên 49 biến. Tụng Địa Tạng đó, phải ít nhất 49 biến vãng sanh. Thì chị Linh thầy tụng kinh xong xuôi hết rồi, mọi cứ giải xong xuôi. Rồi, năm tháng sau thầy quay lại cô làm hoa hậu phu nhân của Mỹ. Ghê chưa? Mà ngày hôm đó là ông bạn trai không có ghét cổ nữa. Mấy đứa con nói chuyện cổ rất là đàng hoàng trở lại. Bởi vì thì giải hết rồi. Bây giờ muốn vậy là em của con phải lập bàn như vậy á, rồi giúp cho họ siêu nhiều nhiều đi, thì em sẽ còn có đủ lực và tiếp tục tụng như ý muốn. Còn nếu không á, nó sẽ xảy ra là gọi là oan gia trái chủ, bệnh hoài không hết được. Mà tụi con tiếp tục mà không nghe lời cứng đầu, em con sẽ điên điên khùng khùng đó. Nó vô hoài luôn à. Thầy, tại vì nhà con có thờ Địa Tạng, nhưng mà người ta nói nếu mà nhà thờ Địa Tạng là trong nhà sẽ có người bệnh hoài à. Bởi vì phải đưa vô chùa, nhưng mà con thì không muốn, tại con cũng có chị Địa Tạng, nhưng mà con chị con người con đâu sao. Tại vì tối con chị Địa Tạng, sáng con chị A Di Đà, rồi có người thì nói là tại vì có nghiệp con không có nhiều như em con, nên con chị không có sao, tại con chị kinh nào cũng được chứ á. Thế là con chị kinh Địa Tạng á. Lại con chị kinh Địa Tạng thì trong người con đâu thấy gì đâu, với lại con cũng thấy nó thoải mái trong người không? Ừ, vậy tiếp tục. Con tiếp tục làm đi, rồi con thiệt sự đấy, em con nó chấp quá, buông ra chút xíu là nó bớt à. Hay nó bây giờ nó bị khiển rồi, hiểu không? Cái lực kia nó mạnh hơn á, tại vì em con lúc mà tụng á, em con bị phóng tâm mà, gọi là tưởng thức à. Phóng cái tâm là mình sẽ được cái này, nó thấy được cái thức đó ha, nó nhào vô nó lấy mình luôn. Dạ thầy nói đúng rồi, tại vì em con nó cố chấp. Nó hở nghe ai nói gì là hay hay là nó vô. Tại vì có người chị của nó cũng như quen biết người đứng đó theo đoàn. Người đó là nó chị Địa Tạng được ngày Địa Tạng thọ ký. Rồi, đúng rồi, rồi đâu. Rồi cũng nghe người đó nói rồi con thì thấy em ấy theo hoài gì đó. Bởi vì em ấy cứ cứng đầu, nhưng mà dặn như là nó, em ấy muốn tu, nhưng mà tu nói là tu cố chấp quá rồi cũng không được. Dạ đúng, không được huynh đệ. Đây là một cái kinh nghiệm của huynh đệ đây ha. Tụi con cho tụi tụng bất cứ cái gì á, biết tụng hết lòng thôi. Chuyện còn lại để luật nhân quả về chư Phật. Nhớ chưa? Tụng kinh là mình cúng dường chư Phật, cho nên để hết tấm lòng cúng đi. Còn chuyện sau lưng mình nói chuyện đó có ông Phật với lại nhân quả. Mình không được xía vô, đừng có cầu. Nhớ không? Hả cầu là cạnh, hả cầu phải đứng bên cạnh. Cho nên cầu cạnh. Nhớ chưa? Vậy thầy có để chưa tượng Địa Tạng thờ trong nhà được không thầy? Bây giờ con gì em con xách đi đi. Con tụng đâu phải có cái tượng mới linh. Dạ con có tượng mà thầy.
có tượng biết rồi mà cái tượng nó có nhúc nhích tay chân được không? Vậy đâu có linh đâu. Con tụng mà cái tượng nó đưa tay chân ra được nó mới linh. Tại vì em trai con thì muốn... Con cũng chấp quá mức, đừng nói em con. Cái này con là ở đăng trên nhà trọ, con thờ là thờ Địa Tạng A-di-đà. Rồi A-di-đà, còn em con ở dưới quê là thờ Địa Tạng. Đúng rồi, nghe vậy đó. Ủa, lòng nó lớn quá, hơi lộn chút xíu thôi. Nó chấp quá nó bị á. Ừ, cái tâm chấp là một ngoan cố bướng bỉnh sẽ tạo tội. Đây là cái lời của sư phụ nha, lời của các vị đó. Ignorance makes sins. Tức là ngoan cố bướng bỉnh sẽ tạo tội. Ok. Mình tụng kinh mà chỉ cần một niệm ngoan cố bướng bỉnh mà cố chấp hay cầu cạnh sẽ bị đó. Thì nó mình tụng kinh từng, cứ tập hết lòng đi, cầu cho quan gia trái chủ tiêu trừ rồi xong. Ồ, nó không tiêu mình tiêu, vậy thôi. Đơn giản. Cho nên mình muốn không tiêu mình phải dứt nó tiêu chứ, phải không? Phải năng nổ vô thì nó mới tiêu. Không thôi mình chắc chắn sẽ tiêu. Nó tiêu rồi đó. Để nghe câu chuyện này hiểu ha. Chúng ta mà tụng chỉ cần khởi một niệm muốn có một quyền năng là bị ma chứng ăn liền tức thì. Cho nên tụng kinh bằng tấm lòng, chuyện còn lại của ông Phật với luật nhân quả, nhớ không? A Di Đà Phật. Bây giờ chút nữa vấn đề khác nói chuyện với con nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, cho con hỏi, hôm trước con có nghe thầy nói là nếu ở nhà mình có ba mẹ già mà lúc mà ba mẹ mình mà bệnh á, mà mình sợ là không qua khỏi á, thì mình là lập, sau khi mình lập bàn cúng thì mình trì chú vạn sanh cho ba mẹ mình. Tụng thầy A Di Đà cúng dường cầu cho quan gia trái chủ tiêu trừ, khi mà các vị đau lớn mà rên la nhiều quá, yeah. Mình tụng thầy kinh xong xuôi một hai ngày sau sẽ không còn rên la thì họ đi nhẹ nhàng. Nhưng mà cách tụng. Ý con hỏi là nếu trong cái lúc mà mình đợi, trong cái khoảng thời gian mà ba mẹ mình và con nằm giường bệnh thì mình cứ, ví dụ mình rảnh là mình cứ tới giường mình trì. Dạ đúng, mình tới giờ mình ngồi mình bên cạnh mình niệm vãng sanh thôi. Dạ. Tại vì mình niệm. Huynh đệ nghe lại tại sao sư phụ kêu huynh đệ tụng vãng sanh bên cạnh cái người bệnh, bên cạnh trong nhà. Bởi vì giải trừ được quan gia trái chủ lúc mà còn sống hiện tiền đã từng tạo tác trong quá khứ lúc còn trẻ đó. Thì khi mà bệnh mà nằm nặng quá đó là do quan gia trái chủ nó đeo đòi. Cho nên mình ngồi mình niệm vãng sanh để giúp cho ông bà mình hay cha mẹ mình á, nó nhẹ bớt cái nghiệp quan gia trái chủ đi, rồi mình niệm vãng sanh cho nhiều vô. Tại sao sư phụ không kêu tụi con niệm Phật? Tại sao? Phật A Di Đà là ai? Phật A Di Đà chính là ta, ta chính là Phật A Di Đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Nhớ chưa? Cho nên khi mình niệm A Di Đà là niệm cho mình, niệm cho cái Phật tánh của chính mình. Bởi vì mình chính là Phật A-di-đà. Có rõ này không? Phật A-di-đà chính là ta, ta chính là Phật A-di-đà. Cõi ta bà là cõi tịnh độ, cõi tịnh độ là cõi ta bà. Khi chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Vì tụi con có cần xin vãng sanh không? Bởi vì tụi con không hiểu cho nên cái câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật xin đi đâu? Thì hỏi câu đi đâu? Không biết đi đâu. Không biết đi đâu cũng tiến lên hàng đầu. Hàng đầu không biết đi đâu. Đi đâu không biết cũng tiến lên hàng đầu. Rồi chết cả lũ. Không biết đi đâu. Cho nên tụng vãng sanh cho nhiều vô đi, giúp cho quan gia trái chủ người thân mình đang bệnh tật nó sẽ hết. Quan gia trái chủ đó, thí dụ mà mãn kiếp ta bà đã tới rồi thì không ngăn chặn được, mình phải chấp nhận nhưng mà rất là an lành để được ra đi. Nhớ không? Thì là con hỏi là bổn phận làm con như tụi con á, thì tụi con tụng là chú vạn sanh. Nhưng mà cái đương sự á, như ba mẹ con đang nằm trên giường á, thì là ba mẹ con có đọc chú vạn sanh không? Hay là ba mẹ con sẽ niệm Phật A-di-đà? Dạ không, nếu mà ba mẹ con biết đọc vạn sanh thì nên để cho họ đọc là tốt hơn. Vì chính bản thân họ diệt trừ cái quan gia trái chủ của họ. Nha Di Đà Phật. Dạ. Rồi chúc con may mắn nha. Thầy cảm ơn con hỏi câu này. Con còn hỏi nữa. Dạ hỏi tiếp. Dạ, đó là lúc mà mình... ba mẹ mình còn sống, rồi đến khi ba mẹ mình đã mất rồi, thì khi ba mẹ mình mất rồi, nếu mà ông bà biết niệm vãng sanh á, biết niệm Phật, bản thân họ được an lành rồi, khi đi họ phải biết muốn đi đâu chứ. Hay nhất là cái chỗ khi chúng ta gần cận tử nghiệp, tức là cái giây phút cuối cùng để mà mình chết á, cái đầu này chỉ có một chữ Phật thôi, thì huynh đệ sẽ được đi về cảnh giới mà mình có một cái thức cuối cùng. Phải nhớ là nếu mình thèm một ly cà phê sữa đá hoặc là một cái gì đẹp đó mà giây phút cuối cùng là mình sẽ kẹt ở lại và không siêu được, nó gọi là ma đi vòng vòng đó, thì con cái mình phải tụng cầu siêu cho mình nữa, hiểu không? Tức là vấn đề đã hiểu luật rồi, cho nên phải tụng tu cho mình giỏi đi để mình đi gọi là siêu á, mình vãng đi cái chuyện đó của chư Phật, mình siêu đi cái đã, thì mình không để lại gánh nặng cho con cái của mình. Rõ không? Rõ chưa?
Còn bây giờ nếu ông bà biết thì để cho ông bà tự niệm vãng sanh, dứt trừ quan gia trái chủ của họ. Mà họ đã biết tu rồi thì họ đi á, không để gánh nặng cho con cái của mình. Mình cũng vậy, đi là không để lại gánh nặng cho con cái. Yeah. Nhớ không? Yeah. A Di Đà Phật. Thưa thầy, nhưng mà chứ không phải là, tức là khi mà ba mẹ con mất rồi thì tụi con cứ tụng 49 ngày là tụng A Di Đà thôi, không cần là tụng vãng sanh, mà chưa chắc đâu, 3-4 ngày đi. Mới có hai trường hợp. Một cô công giáo, nghe cái cô công giáo nghe nè, cô này là công giáo. Lúc mà gia đình nghèo quá, bố còn trẻ đó, bố đi săn heo rừng về làm thịt bán để mà cho gia đình sống á. Khi ông bệnh 10 năm nay là tay chân ông không nhúc nhích, nó là bị tai biến đó, không nhúc nhích được, co lại á. Thì cái cô này đã theo thầy cũng mấy năm, thì xin phép mẹ cho phép cô được làm một lần để mà trả nghiệp cho ba. Thì bà đồng ý, cho nó về quê nó đó, nó mua 3 con heo, nó cúng chẩn thế tự làm luôn. Tự thả ba con heo ra, tự nhiên ba nó tay chân mềm. Thì ba nó chết. Thì ba nó chết rất là an lành, xong nó tụng 10 ngày sau thì ba nó về. Ba nói bây giờ con cứ tiếp tục tụng kinh niệm Phật thì ba sẽ đi theo các vị đi học. Thì thấy cái cảnh giới á, là các vị thanh văn, thánh chúng á, dẫn ông đi rất là đẹp. Mà có 10 ngày thôi, mà người công giáo đó. Rồi một người khác là có 3 ngày thôi, là cô Thảo ở đây nè. Cô Thảo ở Bình Dương nè, có 3 ngày sau thôi là ba bố đã được siêu rồi đó. Bởi vì cái người con mà miên mật tu tinh tấn á, thì bố mẹ đều hưởng được cái phước đó. Gọi là cộng nghiệp mà. Cho nếu dù bố mẹ mình biết niệm Phật tụng kinh thì cái chuyện đi nó quá dễ, tức là mình siêu được là chuyện phước rồi. Còn vãng hay không phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân cái đã, rồi tu thành thần nhân là thánh nhân chứ, đúng không? Bây giờ quan trọng nhất là được siêu an lành hạnh phúc khi mà bước ra khỏi cái xác, đó mới là tính đó, nhớ không? Con hỏi thêm một chút nữa là có nghĩa là khi mà ba mẹ mình mất, lúc mà chưa tới giờ liệm á, thì lúc đó tụi con cứ niệm Phật ha, tụi con tụng kinh A-di-đà rồi. Tụi con tụng kinh A-di-đà luôn, rồi niệm Nam Mô Di Phật cho đủ 6 chữ. Dạ. Nhớ không? Và con phải đợi khi nào ba mẹ con ấm ở trên đầu thì... Dạ, ấm mặt, ấm đầu, ấm ngực dạ. Là phước, còn ấm bụng dưới xuống là vô phước. Dạ. Để nghe nè, nghe cho kỹ rồi về làm. Trong nhà mình, đệ tử thầy có 2 đứa đã chứng nghiệm mẹ nó sắp chết. Đứa thằng con trai của bà đó với đứa cháu nội của bà nghĩ là mình có tụng kinh, tức là giúp bà nội ở lại, nhào vô để bàn tay vô một cái, hai cha con bệnh hết luôn. Bà không chết liền, bà về tới nhà bà hành tới 3-4 tuần, 3 tuần không con hả? 3 tuần sau mà hành nữa là không chết được luôn á. Thì mình xía vô cái chuyện đáng lẽ bà phải đi, nhưng mà mình mạnh quá nên mình nhào vô để tay vô. Bởi nó nghĩ nó có tụng kinh mà, để tay vô cái là bà ở lại, 3 tuần sau là quậy, là bệnh không thể tả được. Khi bắt đầu mà bà sắp chết, 2 cái đầu gối bà nóng hổi à. Thấy chưa, sợ chưa? Cả nhà mới sợ quá, mới kêu cả nhà rễ riết gì nó đến niệm riết. 2 tiếng đồng sau cái ngực nóng lại bà mới đi. Mà khi thầy lên thầy tụng thì không thấy bà là phước, là nó có tu tụng nên nó mới chuyển lên cái ngực. Rõ không? Rồi một người thứ hai cách sau 1 tuần là cái bụng nóng hổi mới sợ quá, cả nhà xuống lại niệm Phật xong cái mặt nóng hổi mới đi. Đó là phước đó. Tại vì á, nó có 6 đường đi. Khi chúng ta chết á, 1 là cái đầu nóng hổi là mình được theo chư Phật liền học hỏi xong trở lại thế gian. 2 là cái mặt nóng. 3 là cái ngực nóng. Cái ngực nóng thì sau 49 ngày trở lại thế gian làm người trở lại. Cái mặt nóng là theo chư Thiên, cái đầu nóng theo chư Phật, cái ngực nóng là về cõi nhân liền tái sanh sau 49 ngày. Còn cái bụng nóng là Atula, cái đầu gối nóng là địa ngục, cái nguyện nóng là ngạ quỷ, cái bàn chân nóng là súc sanh. Trong nhà mình nếu ai mà rờ cái bụng nóng là niệm, kêu cả nhà dòng tới niệm cho nhiều vô để chuyển cái nóng đi lên trên. Còn nếu đi xuống dưới là phải coi tiếp tục tụng cho nhiều vô, tụng A-di-đà, tụng vãng sanh cho nhiều để giúp ông bà cha mẹ mình được thoát khỏi cảnh đó. Nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ không? A-di-đà Phật, chúc huynh đệ may mắn nha. Dạ, A-di-đà Phật, thưa thầy. Sao mỗi lần nghe thầy giảng là con thấy đã, con thích nghe thầy giảng. Đừng nổi da gà chứ. Con thấy thích à. Dạ, thưa thầy, con xin hỏi rằng là tụi con tu học á, thì thầy có từng nói rằng là người tu thì như lông trâu mà đắc đạo thì như thằng sừng thỏ, cho nên là tụi con tu học á, lúc nào cũng tự nhắc nhở là tinh tấn, nhưng mà đâu có phải ai cũng có gieo duyên với Phật pháp, cho nên là cũng có một số người á, thì không có tu, nhưng mà khi mà tụi con đi tụng kinh cho nhà của huynh đệ á, thì các huynh đệ đều nói là người thân thì không có tu, nhưng mà khi mà mãn cái kiếp người á mất rồi á thì đều nói là ông bà về báo rằng là người mất á là báo về là đẹp, nhìn thân tướng đẹp á. Thì con xin hỏi rằng là
khi mà một người á, sống bình thường như thế này đó, tu thì không có tu học, không có gieo duyên mà tạo nhiều ác nghiệp theo cái nghiệp mà dẫn dắt của mình, nó không có tu. Nhưng mà khi mà mắc á, mình tụng kinh như vậy hồi hướng á, thì cái người mắc đó là được siêu thoát. Thì như vậy thì những người không tu á, thì người ta sẽ nhìn con sư hiểu rồi, ngồi xuống con nghe nè. Người ta siêu được, ai cũng siêu được hết á, nhưng mà đâu phải là những gì mình tạo tác quá khứ là xóa đâu. Siêu có nghĩa là mình sẽ được tái sanh, hiểu không? Đầu thai lại. Khi tái sanh là những gì mình đã tạo tác muốn sinh tiền đều phải trả đủ, không thiếu một xu cắt bạc, một xu nhỏ cũng tính nữa đó, hiểu không? Tức là siêu tất cả những quan gia trái chủ nó là hàng trăm ngàn, mình sau một thời chẩn tế xong họ siêu hết, nhưng mà họ vẫn phải trả theo tất cả những gì họ đã tạo tác trong quá khứ, hiểu chưa? Chứ không phải siêu là hết đâu. Bây giờ ngay cả cái mặt con nóng, cái mặt con đi, nhưng mà những lúc con tạo tác, lúc mà chưa tu đó, con vẫn quay trở lại có một cái gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình chứ. Nói chung là khi chúng ta được đào thai gọi là siêu đó, là chúng ta vẫn phải trả lại tất cả những gì đã vay mượn trên cái cõi này, rồi đi quay trở lại cõi này tiếp tục trả hoặc là được trả. Cho thầy có viết câu là vay nghiệp, trả nghiệp, đời tạo nghiệp. Nghiệp đời vay trả, đời trả vay. Vô minh nghiệp lực xoay vần mãi, sinh tử luân hồi luật không sai. Hỡi ai ngoài kia trong đêm tối, hãy mau thức tỉnh dậy đi thôi. Quay về bờ giác xa tâm tối, ta bà chuyển kiếp thôi luân hồi. Rõ không? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa sư phụ, con xin hỏi nữa là khi mà ngồi tụng kinh á, là mình công phu là mình nghe tiếng niệm của mình. Đúng, để dạ. Giữ chánh niệm. Giờ ngồi thiền là mình chỉ hít thở và theo tiếng niệm Phật của mình. Dạ đúng vậy. Tất cả những cái gì mà nó mình nhìn thấy đều là vọng tưởng. Đúng vậy, kệ nó tự đến, tự đi, tự biến, tự hiện. Mình không phải dính vào nó làm gì. Kệ cha nó đi, Nam Mô A Di Đà Phật, nó đi tới, đi. Nó tới kệ nó, hiểu không? Dạ. Dạ, nếu mà khi mà mình nhiếp tâm vô tiếng tụng của mình á, tiếng niệm của mình á, mình cảm thấy một niềm vui khởi lên á, thì đó có phải vọng tưởng không sư phụ? Bình thường, kệ nó đi. Nó vui sẵn trong lòng mình, không vui nó cũng vui, là cái chuyện tự nhiên của tự tánh. Yeah. Khi chúng ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc mà không có điều kiện lý do mà cảm thấy tự nhiên hạnh phúc vô cùng, đó là tự tánh. Cho nên mình để cái tự nhiên, không xía vô, hả xía vô biến mất. Hả mình dùng cái đầu này á, là phàm phu tục tử, xía vào chuyện tâm linh, tự động tâm linh nó không còn tồn tại. Yeah. Cho nên mình cứ để tự nhiên thì nó còn hoài, hả mà tự nhiên tuyệt đối trở thành thiên liêng. Cái đầu mình nghĩ, cái miệng mình nói, cái thân mình làm đều tự nhiên mà đều lợi lạc cho bá tánh, mà không có sự suy tính của phàm phu tục tử trí tuệ này đó, thì tất cả những làm của mình đều là sự thiêng liêng hết, hiểu chưa? Từ cái sự gia hộ cho thiên chư Phật, cho Bồ Tát trong lúc mình ngồi xuống mình tu, mà nhất là khi cộng tu, thầy sẽ nói cái lời lạc lớn nhất cho huynh đệ thấy. Khi thí dụ như thầy ngồi xuống thầy tu, thầy có nói trong cái dĩa kia rồi đó, thì bản thân thầy cái luồng năng lượng tỏa ra 20-30 thước đi, thí dụ vậy nha. Nếu mà chúng ta cùng tu, cùng một tấm lòng, cùng một ý tưởng, cùng một lòng từ bi, cùng cái tâm yêu thương bá tánh chúng sanh, cùng cái tâm nguyện tu học, thì cái năng lượng tỏa ra 5-7 cây số, 10 cây số, 30 cây số, 50 cây số, 100 cây số trên cái làng mạc trong cái huyện quận mình ở đều được an lành. Thì cái công năng tu tập của mình luồng năng lượng từ bi nó loan rộng, rất là rộng, những người xung quanh đều được an lạc hạnh phúc. Đó là phước, đó là phước đó. Thì cái sự cộng tu á, rất là mạnh mẽ. Ví dụ mình không đủ sức giải, nhưng mà nếu cộng tu đều như vậy á, thì những lực bên cạnh của mình, anh em của mình, xung quanh mình á, sẽ giúp cho mình hóa giải được cái quan gia trái chủ mình đã tạo tác. Ví dụ mình bệnh, mình tụng thời gian dài, bệnh tật mình dần sẽ giảm dần. Bởi vì công năng của đại bi là có cái công năng giải trừ bệnh tật, giải trừ quan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chứng mình từng tạo tác trong quá khứ, trong hiện tại. Nên khi huynh đệ tụng, để hết tấm lòng vô tụng, mình lắng nghe bạn mình tụng, khi mà mình lấy hơi rồi mình nghe mình tụng, mình phải như vậy mình sẽ không bị tạp niệm vọng niệm. Hồi nãy có vị nào hỏi thầy là thầy nhớ cô đeo mắt kiến sao mà ngồi xuống tụng kinh là tạp niệm vọng niệm nhiều, bởi vì mình không nghe tiếng tụng của mình, không nghe tiếng đọc của mình, cho nên mình bị cái tâm mình bị phân tâm ra ngoài, mình nghĩ vớ vẩn nhiều, cho gọi là tạp niệm vọng niệm. Nếu để tu mà ngày nào cũng bị tạp niệm vọng niệm mà nhiều năm quá không giải trừ liền đó, thì trừ tự thánh trở thành tà niệm và ác niệm, hiểu không? Nó hại chết đời của mình, hại chết đời ông Phật của mình, mà mình ngồi xuống mình tu không có lợi lạc gì hết.
làm cho những người xung quanh bực mình. Còn mình tu mà không lời lạc, xung quanh nó kiếm chuyện hoài đó nha, nó làm mình đủ chuyện xui hết á. Nó tại sao mà con tu 10 năm nay mà con bệnh hoài? Bởi vì mình tu không bao giờ được an lạc, mà cái ngày tu của mình nó không có giá trị tu học, cho nên bệnh hoài 10 năm rồi. Hình như nãy có người mét thầy vậy đó, là lý do đó đó. Ủa, hình như ngồi trước mặt thầy bên tay trái à, phải phải cô này không à? Dạ đúng rồi, thầy mới gặp lần này cũng nhớ mặt cũng đỡ ghê. Tụng 10 năm mà vẫn bệnh là tại sao? Bởi vì mình ngồi xuống mình tụng là mình trả bài, mình không có cúng dường, mình không có hồi hướng, mình không có cầu nguyện cho tất cả những người xung quanh được an lành, hạnh phúc, ấm no, no đủ và siêu sanh tịnh độ. Vì mình không làm những điều đó cho nên mình cứ quần quần với mình hoài, với bệnh tật của mình hoài không hết được. Bởi mình tụng tu mình không giải trừ được nghiệp chứng oan gia trái chủ của chính mình, cho nên mình bị cái nghiệp nó quay lại nó quật mình. Đó là mình tự đánh mình đó. Cho nên từ giờ trở đi huynh đệ ngồi xuống tụng là ngồi xuống hết lòng lắng nghe tiếng tụng của mình, rồi lắng nghe huynh đệ tụng rồi bắt nghiệp cho đúng. Đừng có chạy quá nhanh hoặc đừng thụt lui sau, tức là mình chạy nhịp đều 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 nhịp với người ta. Hôm nay bữa trưa khi mà chia sẻ Phật pháp xong á, thì huynh đệ những người nào mà có bệnh tật mà hồi nãy mà mét với thầy đó, thì ở lại trong chánh điện này sau bữa cơm ăn, thí dụ mà mình một hộp cơm phải không, mình ăn phân nửa thôi để cái bụng nó còn hơi tụng cho nhiều vô, rồi tụng xong cái ăn nửa hộp cơm rồi bắt đầu nghe chia sẻ tiếp, nhớ không? Ăn cho gọn gọn vô rồi vô ngồi cộng tu. Lúc đó quý đệ để hết tâm tư trí tuệ vô đi, quý đệ sẽ cảm nhận được cái sự gia hộ, lúc đó mới thấy sự gia hộ. Còn nếu mình tụng trá bài mình không cảm nhận được gì gia hộ cả. Mình phải để hết con tim vô, ngồi lắng tâm lại, tụng cho nó đáng một thời kinh. Phải nhớ rằng là chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát không bao giờ muốn huynh đệ trả nợ hay là trả bài. Rõ chưa? Không ai muốn huynh đệ trả nợ, trả bài cả. Tụng kinh là tự nguyện, là hạnh phúc, là được an lạc, hạnh phúc để được tụng kinh cho chính mình, chứ phải trả nợ cho mấy ổng. Cho nên mình phải tự sửa lỗi lầm của mình á, mình mới hết đau khổ, mới hết bệnh tật. Đây là phương tiện để mình phát tâm, phát được bồ đề tâm, phát được từ bi tâm. Nương vào các vị đã đi, mình đi sau lưng, mình học những gì các ngài đã làm, rồi làm những gì các ngài đã và đang làm cho ba tánh chúng sanh. Lúc đó chúng ta mới học được những điều hay lẽ phải của các ngài đã để lại cho chúng ta. Chứ phải ngồi đó trước mặt đó mà cứ khóc lóc rên rỉ đâu, không có. Đừng có rên rỉ khóc lóc nữa. Ngồi xuống tụng một thời kinh cho nên một thời kinh, chúng ta mới giải trừ được những gì mà chúng ta đang bị vướng mắc. Mà lợi lạc nhất là cùng huynh đệ, cùng tu chung với nhau, cùng một tâm, cùng một ý, cùng một lòng, cùng một cái sự mong cầu, thì chúng ta mới có lợi lạc trong việc cộng tu được. Rõ không? Rõ chưa? Gì đó. Dễ hiểu không? Dạ dễ hiểu thì làm đúng có lợi. Nghe nè, thí dụ chúng ta bận rộn vậy nó xong xuôi rồi, bỏ hết mọi thứ, ngồi xuống tu đi, tu cho nó ra một thầy tu, cho dù 30 phút hay 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà ngộ cái là khi tụng một bài đại bi đi, là phải sống trong bài đại bi đó luôn, lúc đó mới thấy thực sự cái gì là hạnh phúc an lạc. Thầy tụng ở Pleiku, ở bên San Jose chứ. Thầy tụng có một biến đại bi à, một tiếng 45 phút. Mà thiệt, thầy không biết giờ, tới chừng mà ông thì giảm lại, đưa đồng hồ nói, thầy gần 2 tiếng đồng hồ nói, ủa tôi mới tụng có miếng đại bi hả chú, nhưng mà thầy tụng dài quá, biến mà tụng tới 1 tiếng 45 phút. Thì thầy nhập tâm thì tụng, thầy không có biết là bao nhiêu miếng, thầy không có đếm luôn. Cho nên chúng ta tụng kinh không cần đếm, hả, tu cho mình đừng có đếm, có sức bao nhiêu cứ làm bấy nhiêu, rõ không? Nên khi mà mình tụng mình đếm đó là mình có tự giới hạn. Cho nên mình tụng mình chỉ biết mình mới tụng không biến à, tiếp tục biến nữa thôi, có biến nữa thôi, rõ không? Chính vì chúng ta mới tiếp nhận được gọi là nhập pháp. Vấn đề mà tụng trong đạo tràng mà cùng cộng tu mà nhập pháp rồi á, lúc đó mọi người mới tiếp nhận được cái quyền năng mà các ngài đang phóng quang tiếp điển sự cộng tu của mình. Lúc đó vấn đề mới nhận được, bởi vì chúng ta đang gọi là nhập pháp, cho chúng ta mới tiếp nhận được quyền năng trong âm thầm. Đó gọi là hộ trì đó. Hiểu không? Hộ trì nguyện đứng bên cạnh là đốc thúc mình, đẩy cái lưng mình đi, tới đi, tới đi, tới đi, cái lọt lỗ chứ. Không phải hộ trì kiểu đó. Tức là âm thầm gia hộ, phóng quang tiếp điển gọi là hộ trì. Hả không? Cho chúng
ngồi xuống tụng một bài kinh, tụng một bài đại bi đi, đại bi xong rồi chỉ một bài thôi, kệ đó, bao nhiêu cũng bài một, để có tụng lúc hai bài đâu, ai tụng lúc hai bài giơ tay lên, đâu ai tụng, thầy cũng chưa bao giờ làm được, chỉ có một bài thôi, thành ra đừng có cần đếm nó, kệ, làm riết tới, tới đâu tới, nhưng mà khi mà mình hết tâm cho nó ăn, bên cạnh mình biến mất hết, chỉ có mình với tiếng mõ, tiếng chuông thôi, lúc đó mới thực sự là nhập pháp đó. Mà khi mình nhập pháp rồi á, mình an lành hạnh phúc vô cùng, buông cái mõ cái chuông ra là người đó an lành hạnh phúc vui vẻ thấy rất là êm đềm. Mà nếu xảy ra mỗi ngày mỗi ngày mỗi thời kinh như vậy đó thì 10 năm sau á, mình sẽ đắc pháp. Mình đắc pháp rồi mình đi đâu á, mình cũng đem cái sự an lạc, yêu thương rộng lượng từ bi bái cho huynh đệ, người ta gặp mình là người ta cảm nhận được liền. Ở lúc đó đã đắc pháp rồi đó. Mình không cần nói chuyện đắc đạo hay đắc quả hay đắc tội, chuyện đó bỏ đi. Đắc pháp thôi là đủ rồi. Vì mình được an lạc hạnh phúc trong cảnh hiện tiền này, nó gọi là cực lạc. Phải không? Cái giây phút chúng ta đang an lạc phúc là cực lạc đó. Còn đi đâu nữa? Giờ sư phụ hỏi cho con, đi về Tây Phương, đi ngõ nào? Đâu ai biết trả lời đâu, phải không? Phải không? Đi về cảnh cõi quốc cực lạc quốc đi đâu? Chỉ đi. Đâu chỉ được đâu. Nhưng mà để nói chút xíu siêu rộng hơn chút xíu vấn đề đó, chúng ta để mình mở cái đầu mình to ra chút xíu. Dù nhắc huynh đệ sẽ hiểu được, nghe cho kỹ. Tùy huynh đệ đi theo tịnh độ, nhưng mà mình không hiểu rốt ráo được ý nghĩa của tịnh độ. Nếu mà mình tu, mình không an tịnh, mình không độ được mình, mình không độ được người bên cạnh. Ví dụ bây giờ huynh đệ tới nhờ thầy Thiện Chí cầu an, nhưng mà ổng bất ổn quá làm sao ổng cầu an, bản thân ổng chưa an nữa mà, phải không thầy? Thì cầu cho ai an đây? Nhưng mà ai nhờ tới thầy, sư phụ cầu an giùm con, nói tao còn chưa sống lo cho mày. Thật thà như vậy đi. Mình chưa ổn, mình tục sao còn ổn được. Chứ chúng ta cộng tu á, là để giải trừ những cái thói hư tật xấu, những cái quan gia trái chủ đeo bám, những cái bệnh tật mình đang bị. Lúc đó mình mới có cơ hội giải cho chính mình. Mà khi cái điều kiện là chúng ta phải ngồi xuống tụng cái hết tấm lòng nha. Muốn giải được cái đó phải có tấm lòng trong đó. Làm Phật sự phải có tấm lòng. Muốn tạo phước đức phải có tấm lòng. Biểu lộ tấm lòng mình bằng cái tánh đại từ đại bi cho ba tánh chúng sanh, lúc đó mình mới có cơ hội tiếp nhận được phước đức do chính cái sự biểu lộ của mình. Mình tu mới tiến hóa được. Còn nếu mà mình tu 10 năm sau mình còn bệnh nhiều hơn, nó gọi là tu rị. Ra kia tu rị nha bà ba. Nói cái câu chú của thầy học được á. Tu 10 năm sau vẫn là tu rị, ra kia tu rị nha bà ba. Rồi chưa kể ngồi đây tụng mà lắng nghe người ta nói chuyện bên ngoài, tức là mình phóng tâm, mình bị tạp niệm không, nó nói chuyện gì cũng ráng lắng nghe. Thì nó mới dặn bạn bè mình, bà ra nó réo nhớ kéo ta ra nha bà ba nó réo nhớ kéo ta ra nha bà ba. Tuy nhiên chuyện nhiều chuyện, ngồi trong đây mà lắng chuyện ngoài đường đó, rồi nói dặn nó nữa chứ, nhớ khi mày tụ tập lại nhớ kêu tao ra nha. Nhưng mà khi không kêu ra được mới nắng, vừa tụng chú ở trong, mày ra đó nếu nhớ kéo tao ra nha bà, mày ra đó nếu nhớ ra nha bà, mày ra đó nhớ kéo tao ra bà, để nhắc nó kêu mình ra. Làm sao mà cái tâm không phóng ra đường được? Mà khi cái tâm mà phóng ra ngoài thì tạp niệm vọng niệm nó vô một đầu luôn, thì làm sao mà hết bệnh, phải không? Đây là cái mấu chốt chúng ta tu nè. Cho dù mình biết ít chữ cũng vậy, mình thuộc một chút xíu đại bi đi, nhưng mà khi tụng đại bi hay niệm một câu Phật là phải lắng tâm tư, để tâm hồn trí tuệ con tim vào cái niệm của mình. Phải lắng nghe tiếng niệm của chính mình. Khi mà lắng nghe mình đặt cái tâm tưởng vào thì tự nhiên cái tạp niệm vọng niệm nó giảm đi rất là nhiều. Rõ không? Giảm đi nhiều lắm luôn đó. Còn nếu mà mình tụng trả bài thì khỏi, đừng có làm. 10 năm sau vẫn ưu như kỹ. Okay. Vũ như cẩn. Tiếng Tàu đó. 10 năm sau là vũ như cẩn. Vẫn như cũ á. Cho nên mình tu rị là vậy đó. Đừng có tu rị. Buông bỏ những cái gì không cần thiết, lấy cái gì cần thiết cho cuộc sống của mình. Nên thầy khuyên huynh đệ và chia sẻ huynh đệ, ở đến cộng tu với nhau là phải biết rằng là mình đang lợi lạc cho chính mình và phước báo phước đức của mình. Và mỗi cá nhân ta đều được như vậy, nếu cái tâm của mình trong lúc cộng tu là hoàn toàn đặt trong Phật Pháp. Lại hết trong cái lúc tụng, là biết rằng mình đến đây để cùng với đệ mình tập.
tạo phước. Nên khi ngồi xuống tụng, tâm tư của mình đều dâng cúng dường cho chư Phật. Lúc đó mới thực sự là bớt tạp niệm vọng niệm. Rõ không? Mà mình để mình tụng mạnh mẽ, mình lắng nghe. Lúc mình lắng nghe, thực sự tập trung lắng nghe, tự nhiên cái đầu mình nó sạch lắm. Nó không có tạp niệm vọng niệm. Tại nên mình lắng nghe vấn đề mình tụng, mình lấy hơi xong cái mình tụng tiếp theo vấn đề. Vấn đề nhớ là khi tụng chung với nhau á, đừng có rượt chạy. Ví dụ mình hết hơi á thì mình ngưng lại, mình cái đầu mình tiếp tục tụng với vấn đề của mình, lắng nghe vấn đề mình lấy cái hơi cho đủ xong mình tiếp tục tụng. Nhớ không? Chứ đừng có ngáp cái rồi tụng theo. Rõ không? Nếu mình ngáp nhiều lần quá mình sẽ mất khí lực. Nhớ chưa? Tụng đại bi là nội công tâm pháp. Mình lấy hơi thiệt dài, mình tụng thiệt dài, mình lấy hơi thiệt dài. Trong lúc lấy hơi là lắng nghe huynh đệ tụng, rồi tụng bằng cái đầu này với huynh đệ để nó đừng bị cắt quãng, rồi vẫn tụng âm thầm. Nó gọi là niệm đó, mặc niệm. Lúc mình tụng lớn nhau gọi là thanh trì tụng. Mình đọc lớn đó cho nghe đó là thanh trì tụng. Còn tụng vừa đủ cho nhau nghe gọi là kim cang tụng. Còn mà lúc mà mình để mình tụng lớn đó, thì mình lắng nghe theo, mình đọc trong đầu đó, nó gọi là niệm, trì niệm đó. Hiểu không? Lúc đó đều vẫn có lợi lạc. Nhưng mà khi mình đẩy hơi đầy đủ xong mình tiếp tục với huynh đệ mình là mình dứt trừ được những cái tạp niệm vọng niệm. Rõ chưa? Đó là cái chìa khóa chúng ta tụng tu để tạo phước cho mình đó. Rõ không? Có cần phải để lặp lại một chút, chúng ta sẽ hỏi kỹ lại. Bây giờ cái phước là phước, tại sao chúng ta được phước? Cái lợi lạc của chúng ta giải trừ được bệnh tật quan gia trái chủ đã được phước rồi. Bây giờ mình cộng cái là mình tụng, tập rải cái ban từ bi, cái tâm từ bi bác ái tập rải ra tập. Ngày xưa thầy năm 79 thầy không hiểu rải tâm từ bi là gì, thầy không có hiểu. Năm 1969 thầy còn nhớ có một vị lớn nhất ở đâu tới thầy không biết, ngày xưa thầy không biết vị đó là đâu, mà thầy không có rõ ràng là ngày xưa thầy không có hiểu về Phật giáo á. Huynh đệ thầy kể lại á, cái vị đó đến trong phòng cả ngàn vị tăng vậy đó. Nhưng mà ông nhắm mắt lại ngồi á, ông rải một phát một, cho trong vòng chỉ 10 giây thôi là cả cái phòng này được an lành hạnh phúc. Thầy chưa có hiểu được là cái gì. Thầy không hiểu đó là cái tâm từ bi, cái luồng năng lượng từ bi nó lớn quá, ngồi trong phòng đó đều được an lành hạnh phúc. Khi mà thầy tu một thời gian, thầy mới hiểu được cái tâm từ bi là gì. 20 năm sau thầy mới hiểu rải tâm từ bi là gì. Thầy mới hiểu được rải cái tâm từ bi. Thì mình chỉ cần nhắm mắt lại, mình đem cái sự yêu thương mình ban rải ra cho huynh đệ ba tánh chúng sanh. Còn nghĩa là mình đang biểu lộ Phật tánh. Mình ban rải cái lòng từ bi cho ba tánh chúng sanh, còn nghĩa là mình đang biểu lộ Phật tánh của chính mình. Mà muốn được điều này, chúng ta phải ngồi xuống tu cho thật là tốt lành, thật là miên mật, thật là năng nổ. Chúng ta mới có được cái luồng năng lượng lớn đó, thì chúng ta mới có thể ban rải cái tâm từ bi mình cho ba tánh chúng sanh. Lúc đó gọi là đại phước. Còn hiện tại chúng ta đang ngồi xuống cộng tu để tập ban rải, để tập tạo phước. Bây giờ rải cho người bên cạnh. Thí dụ trong một đạo tràng có một vị mà mình không thích, mình không thích luôn á, tức là cái mặt mẹt nó sao mình không biết, nhưng mà mình nhìn là mình không ưa rồi, không biết lý do gì mình không ưa nó. Chứng tỏ là giữa mình với họ có một cái quan gia trái chủ mà không giải được. Cho nên mình cố gắng lại gần người đó. Cái đầu mình thì niệm vãng sanh, miệng vẫn nói chuyện huynh đệ, chừng 1-2 ngày sau là tự nhiên mình không còn ghét người ta nữa. Thầy làm điều này rất là nhiều lần, cho nên cái vị nào không thích thầy, gặp thầy chừng 1 phút thôi, tự nhiên không có ghét thầy nữa, chứ không ưa thầy thôi. Thầy nói đùa, mà bảo đảm, chắc chắn là như vậy luôn, sẽ hết. Mình phải tập nha, cho nên chúng ta muốn tạo phước là chúng ta phải tập ngay lúc cộng tu. Mình ban rải cái tình thương mình dành cho huynh đệ chung quanh của mình đây. Đó là cách tập ban rải lòng từ bi nhỏ nhỏ của mình cho huynh đệ. Đó là cách tập tạo phước ngay từ lúc này. Rõ chưa? Cái lợi lạc đã có là giải trừ bệnh tật, giải trừ quan gia trái chủ, giải trừ nghiệp chướng, rồi giúp đỡ cứu quyền tất tổ bà nội ngoại, quan gia trái chung quanh mình được siêu sanh tịnh độ. Huynh đệ phải nhớ, thí dụ trong này bây giờ chúng ta cần 200 người đi. Huynh đệ biết là tưởng tượng thêm 200-300 đứa đứng sau lưng huynh đệ chút đầy nhóc luôn. Chút này nè, chút đầy hết, bu mệt mỏi bệnh luôn nó. Nhưng mà mình không biết tại sao mình tu mà mình đi nó nặng quá, bởi vì người ta bu đông quá. Hỏi bu là con nhìn vô thấy mấy trăm đứa nó bu lưng mình cõng thấy bà luôn, mà thực sự cục nhỏ nhỏ như này nhiều lắm.
kêu kể lỗ tai nó bù 3-4 triệu đứng luôn. Chút chút chút. Thế mỗi lần thầy dỗ cái phạch cái này dằn ra. Thầy xía vô chuyện nghiệp của mình ta đó. Chủ đề không thấy thôi. Thấy không? Thử thấy coi mới biết sợ cỡ nào. Thấy là sợ liền, không có dám tạo cái gì á, ngoài cái vui cái cười ra. Thầy hiểu được rồi á, là không còn gì để giận ai á, không còn gì để buồn, không còn gì để ghét. Bởi vì thấy hết rồi rất là sợ. Nhưng các ngài nói á, Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh sợ quả là vậy đó. Bởi vì không biết cứ tạo tác thôi, còn mấy ông kia thấy rồi đâu dám đụng vô. Thấy chưa? Thấy rồi. Nhìn cái mặt là biết nó bu cỡ nào, làm sao mà dám xíu chuyện của người ta. Bây giờ nó làm đen, nó đem tới đây, nó nhờ năn nỉ mình làm lơ nó sao? Mình phải chỉ cho con đường nó đi chứ. Thì việc đầu tiên nào hướng dẫn chia sẻ vấn đề là giúp vấn đề biết cộng tu như thế nào được lợi lạc và tạo phước. Bài giảng hôm nay trong đạo mộ sẽ tỉ mỉ để vấn đề thấy thế nào sẽ được lợi lạc, thế nào sẽ được phước đức. Cái miệng mình từ phàm khẩu trở thành thiện khẩu cái đã, rồi trở thành thần khẩu. Rõ không? Chứ mình là chủ nhân, mình muốn ác được ác, muốn thiện được thiện. Vào thế gian này có hai ngõ đi thôi, đi trái đi phải. Bên nào thấy ánh sáng đi, bên nào thấy đen thôi lùi, đừng bước vô. Nhưng mà tu dở quá, sao chừng đường nào cũng đi được hết. Nhiều khi đi hai bên. Thấy không? Không biết đi ngõ nào đây, đứng ngay ba đường. Không biết đường đi. Lúc đó gọi là đi lang thang vòng vòng á. Gọi là không siêu. Đúng không? Người tu nửa chừng mà không biết không siêu là chuyện vô lý. Cho nên chúng ta, nếu chúng ta không có cái tâm kiên định trong việc tu tập cộng tu của mình cùng vấn đề tiến hóa với nhau, chúng ta không có tâm kiên định á, chúng ta dễ bị ngã lắm. Mà đặc biệt quân đệ dở cái chỗ là mình tu đạo tràng này, mình ngóng đạo tràng bên kia coi họ có nói gì không, nói hay hơn cái chạy qua bển. Mình bị đó. Cái tâm không kiên định sẽ bị như vậy. Chẳng hạn như con chó nó chết giữa dòng sông là tại sao? Bên kia kêu nó bơi qua nửa chừng cái này, kêu nó bơi qua nửa chừng cái hồi nó mệt, nó chết ngẫm giữa dòng sông. Quân đệ là vậy đó. Cái này chưa xong muốn nhảy qua cái khác. Đứng núi này trong núi nọ. Trong khi cái bài của mình đơn giản một mặt, mình có làm cho trọn lòng đi. Hỏi lại của mình làm trọn một cái nhỏ chưa, và làm cái bự. Phải không? Cái nhỏ xíu chưa xong nè. Cái này chưa xong làm sao làm cái bự hơn. Cái chén cơm ăn phân nửa đủ rồi, quất một tô sau nuốt vô. Phải không? Chứ là chúng ta làm cái nhỏ nhỏ đi. Coi vậy chứ mà lâu dần nó bự không hay đó. Nó bự lắm luôn à. Mình cứ làm một chút vậy đi. Gọi là tích tụ mỗi một ngày một chút. Phước báo lợi lạc tích tụ mỗi một ngày một chút. Từ phàm nhân trở thành thiện nhân, thần nhân, thánh nhân. Rồi dần dần sẽ đạt quả vị nào đó. Để chúng ta đắc được cái pháp chúng ta tu. Chúng đạo chỉ mong huynh đệ đắc pháp thôi là đủ. Cái chữ đại bi mà huynh đệ đắc được rồi là đủ rồi. Phải không? Nam mô đại bi hội mà. Thiên thủ thiên nhãn của ngài đại bi tâm mà. Hỏi lại coi mình biểu lộ được chữ đại bi chưa? Tự hỏi là thầy có làm cái gì nhạc đó. Sao không tự hỏi mình đời mình đã biết thương ai? Phải không? Đúng không? Chưa. Mình thương con mình, thương chồng, thương vợ, thương gia đình là cái chuyện bình thường của cái bản năng tự nhiên trời xanh. Nhưng mà nếu chúng ta yêu thương được những người chung quanh mình giống như gia đình á, mới thực sự là đại từ bi. Đó, cái tánh đó là tánh của Phật. Nếu huynh đệ mà ngồi xuống tu mà được yêu thương người ta giống như chính mình, thiệt sự Phật tánh huynh đệ đã sống dậy rồi. Mà chỉ có mình mới làm được thôi nha. Ông trung đạo là người chỉ cần có là cho cái chìa khóa mình cầm cho khóa, mình tự mở cửa phòng thôi. Chứ còn ông không có mở cửa phòng giùm cho mình được. Ông nấu thì mình ăn, chứ ông không ăn giùm mình. Thấy không? Ông rót nước cho mình uống. À, rồi ông cho nước mình tắm thì mình xài thì mình được lợi lạc, còn không quầy tiền. Phải không? Bây giờ cũng đợi muốn hay không muốn nè, muốn có hay không nè, rồi phải làm sao? Phải làm. Giờ cho chén cơm xuống giờ để trung đạo ăn giùm à? Trung đạo ăn giùm, trung đạo no sao? Quân đệ phải tự ăn. Nên các ngài nói một câu á, không ai có thể cầm cái vương miện của Phật Tổ đội lên đầu cho mình, mà chỉ có chính bản thân mình cầm cái nón đó đội lên cho mình mà thôi.
Hiểu ý này không? Chúng ta là chủ nhân, chúng ta ngồi xuống cộng tu với nhau để tạo tác lợi lạc và phước đức. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp quả xấu hay tốt, lợi hay hại, phước hay họa, may hay rủi. Cho nên chúng ta là chủ nhân, chúng ta đã biết đường đi thế nào để được phước, để được may, để được lợi, để được thiện là chúng ta quyết định. Còn nếu chúng ta kệ cha nó đi mà mình cứ nhào vô sống theo kiểu thói quen thật xấu của mình á, thì cái hại nó sẽ có, cái họa sẽ đổ, cái bệnh sẽ nhào vô. Nói chung mình là người tạo tác nghiệp ác, nghiệp thiện, nghiệp xấu, nghiệp tốt. Nói chung mình là chủ nhân của tất cả. Nhân lực nhân quả sẽ sẵn sàng đút bàn tay vô rồi xử theo luật, mà không bao giờ tha thứ cho mình điều gì hết. Vì cái điều đó cho nên chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát không bao giờ nhúng tay vào nghiệp quả của ba tánh chúng sanh. Cho nên tụi con, nếu mà huynh đệ tụi con ngồi xuống tụng tu mà cầu xin các ngài xí vô chuyện đó là chuyện đó mơ hồ không thật. Mình phải ngồi xuống tụng tu để tự giải trừ nghiệp chướng quan gia cho mình đã từng tạo tác trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Mình là chủ nhân giải tất cả những điều đó. Nếu chúng ta mở lòng làm được điều này thì lúc chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát mới phóng quang tiếp điện hộ trì mình đó. Rõ chưa? Bài giảng rất là tỉ mỉ luôn, để biết làm thế nào để được lợi lạc kể từ ngày hôm nay. Bây giờ huynh đệ thấy cái lợi lạc của cộng tu chưa? Mình không đủ sức, huynh đệ mình sẽ phụ mình trong âm thầm. Rồi chư thiên sẽ phóng quang tiếp điện hộ trì mình trong âm thầm. Lúc đó mình mới tự giải hóa được, hóa giải được những điều chúng ta đã từng tạo tác trong quá khứ. Rõ không? Rõ chưa? Tại vì là Phật chúng đạo mổ sẽ tỉ mỉ để huynh đệ thấy được cái lợi lạc như thế nào. Hả? Nghĩ tới cái lợi mà không làm cho đúng á thì sẽ hại. Lợi hại mà, thấy không? Phải làm cho đúng. Còn nếu mà lúc mà làm á mà mình thấy đã quá đó, mà đầu mình tự cao, tự đại, tự đắc á, tự mãn đó, sẽ từ từ tự xử. Coi chừng đó. Cho nên được những gì mà chư Phật ban cho hoặc lợi lạc trong việc tu học là mình phải chia sẻ với huynh đệ mình cái lòng yêu thương và khiêm nhường, chứ không được nói với cái giọng qua là tao được như vậy, tao được như vậy là chết liền. Hả? Mà tao được như vậy là tao sẽ bị cái này. Cứ nói đi, hả? Tao được, tao sẽ bị. Cho nên là huynh đệ làm như vậy thì huynh đệ sẽ được như vậy. Chia sẻ với lòng yêu thương và khiêm nhường thì huynh đệ mới tạo phước được. Chứ đừng có đứng đó mà la lối rồi chỉ á, thấy không? Coi chừng đó. Rõ không? Để cái miệng mình sanh ra đấy mà ăn sạch, nó sạch, làm sạch, nghĩ sạch mà. Cái miệng mình á, ăn sạch, nghĩ sạch, làm sạch. Nghĩ sạch thì quả báo, sạch. Ăn thiện, làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện là quả báo, thiện. Ăn tốt, làm tốt, nói tốt, nghĩ tốt là quả báo, tốt. Ăn dơ, nói dơ, làm dơ, nghĩ dơ là quả báo, xấu. Ăn ác, nói ác, làm ác, nghĩ ác là quả báo, đại ác. Đại ác luôn. Bây giờ hiểu như thế nào chưa? Phải làm như thế nào chưa? Bây giờ muốn có lợi lạc phước đức, chúng ta phải ngồi xuống tụng tu bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh. Tụng đến khi nào mình cảm thấy bên ngoài không còn tác động được mình, mình nhập pháp được rồi, thì lúc đó mình mới có cơ hội đắc pháp. Còn nếu mà tụng mà bên ngoài là chưa bao giờ, bởi vì không biết cách sống trong cách tụng. Sống trong cái tụng luôn, nó đơn giản lắm. Một ngày một buổi mà hai buổi đi, ví dụ mình cho mình siêng năng đi là ba buổi đi, mà mỗi lần một buổi đó mình sống trong cái đó, là mình được hạnh phúc trong khoảnh khắc đó. Cái khoảnh khắc thiêng liêng mà mình được hạnh phúc đó, nó gọi là tịnh độ. Và đó mình độ được ai? Thí dụ mình tụng ở nhà mình một mình đi, đã đời xong người nó khỏe vui hạnh phúc vô cùng, đó mình đang độ ai? Độ cho tam bành lục tặc ngũ ma nội ấm của mình. Tam bành là gì? Hả? Là ý, khẩu, thân. Lục tặc là gì? Là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Ngũ quỷ là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong người mình có 14 đứa này mà mình không giải nó nổi thì mình độ ai? Cho nên mình an lạc hạnh phúc trong lúc tụng kinh là mình đã sống trong cõi tịnh rồi. Lúc đó mình mới độ được là 14 con quỷ trong người mình nè. 14, 13 con. 14 đứa hả? Một mình mà đối chọi với 14 đứa cũng mệt mỏi rồi đó. Đừng có nói là gặp thằng kia 14 đứa nữa. Gặp 14 đứa nữa. Nó cộng tu một cái là thằng là thứ dữ không thôi. Làm sao mình đánh lại mãnh hổ năng địch quần hùng mà. Nó chơi cái chỗ lén không, làm sao mình chịu nổi. Lâu lâu thọn cái bệnh. Còn một cách duy nhất ngồi xuống tụng hết lòng luôn, mình dứt những thằng tiểu nhân xung quanh mình hết. Mà nhất là những thằng tiểu nhân trong đây nè.
ghê lắm. Cái ý nghĩ bậy, cái thân, cái khẩu nói bậy, cái thân làm bậy, nó là tam bành. Bây giờ hiểu tam bành lục đặc chưa? Tam bành là ý, khẩu, thân. Lục đặc là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Còn ngũ ma là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chỉ có 14 thằng nồi thôi, 14 thằng hả? Điểm 13 hoài, thiếu thằng không biết nó ở đâu à? Chắc mình quá à. Mình quên đếm mình nè. Nếu đếm luôn mình là 15 thằng. 14 thằng này là mệt mỏi với nó rồi. Cho nên khi mình tụng kinh mà miệt mài sống trong cái tụng đó, lúc đó mình nhập pháp rồi thì tự nhiên 14 thằng này nó bị đuổi ra khỏi nhà đó. Mà được an lành như vậy thì tịnh mới độ. Mình độ được 14 thằng này xong, lúc đó mình an tịnh nhiều 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 vô, mình rất an lành hạnh phúc, mình giúp đỡ huynh đệ mình, gọi là đó, thực sự là độ những người chung quanh. Tịnh độ cho chính mình trước đi, rồi mình đủ tịnh, đủ an tịnh tuyệt đối là cực lạc niết bàn. Tự nhiên người ta thấy mình, người ta thấy an lành là được rồi. Ở cái cõi đó mà trong sách vở nó gọi là A-la-hán đó. Ai gặp mình cũng hạnh phúc là A-la-hán rồi. Thấy chưa? Cái đạo quả này là trong âm thầm. Nếu mình ghi xuống là trật lất. Chỉ có cái người tu cho đó mới hiểu thôi. Ai gặp mình cũng vui vẻ hạnh phúc, trong khoảnh khắc gặp mình hạnh phúc. Nhưng mà về mà họ phát tâm nữa thì sự đại phước cho họ. Đạo mong rằng huynh đệ tiếp nhận bài chia sẻ ngày hôm nay để làm lợi lạc không những cho mình, phước đức không những cho mình, cho con cái trong nhà, cho ông bà của Huyền Tất Tổ, cho bố mẹ còn hiện tiền. Đó là lợi lạc phước đức nhất mà chúng ta làm được cho chính bản thân mình, chứ trung đạo không có chia sẻ trong đó. Rõ không? Đừng có nghĩ tới trung đạo có quay hồng mà làm biến. Nhớ chưa? Nhớ không? Mình để ý thầy đi, thầy nói chuyện là không bao giờ cầm cái viết, viết một chữ xuống là nói không bao giờ có luôn. Thì đâu biết chữ đâu viết. Không bao giờ biết chữ. Thì nói thiệt với vấn đề nha, cái bản mà A4 phải không? Thầy viết có 5 hàng thôi là hết một cái trang đó. Thầy nhắn đệ tử thầy, con ơi sư phụ đi Phật sự 4-5 bữa sư phụ về tới nha, làm cái này nè, hết, là hết cái trang rồi đó. Thầy học đại học chữ bự, chữ viết thiệt là bự. Đọc mới thấy rõ, nó mới hiểu bự. Chứ còn viết nhỏ nhỏ nó đọc mệt lắm, viết chữ bự thì bự á. Thì viết một trang xong đưa cho nó là xong chuyện rồi. Mà thầy không biết viết nhiều, ngồi xuống là nói. Ngồi xuống là nói. Không biết từ đâu mà nói hoài không bao giờ ngừng. Huynh đệ tu đến cái mức nào đó thì mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ ban cho mình một cái phước lớn nhất để làm lợi lạc cho ba tánh sanh, gọi là vô ngại biện tài. Cái pháp này của mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho chúng ta không phải cho riêng một người đặc biệt. Không phải cho một người đặc biệt mới có, không phải. Tất cả huynh đệ chúng ta, nếu ai có lòng thương tưởng đến ba tánh chúng sanh thì ngài sẽ ban cho mình một cái tài nữa gọi là vô ngại biện tài. Gặp người ta tự động sẽ nói chuyện, mà nói đều là lợi lạc cho người ta chứ không cho mình. Đó không? Mà ngài sẵn sàng để ban cho chúng ta, nếu chúng ta chịu khó ngồi xuống tụng hết tấm lòng đi, chúng ta sẽ được. Một cái miệng này nè, mấy mốt nó nói chuyện nhiều ghê lắm, mà nói đều là lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, bởi vì được phép nói. Được phép nói. Cho nên các ngài cho mình một cái phước đó để chúng ta tạo phước với huynh đệ của mình. Ngược lại, huynh đệ tiếp nhận sự tạo phước, huynh đệ sẽ được phước nữa, cái phước nó trồng lên là cấp số nhân. Rõ không? Chính chúng nào hiểu được luật, chúng nào đem tới đâu cũng vậy, đem tấm lòng cho các vị, đem hết tấm lòng cho huynh đệ, ít ra cũng vài ba tấm lòng cho lại. Chắc chắn sẽ có. Không bao giờ, đó là luật mà. Hả, cho đi, người cho lại. Giúp người, người giúp ta. Phải không? Nghe bài đó rồi phải không? Giúp người, người giúp ta. Sống trong nhân quả cõi ta bà, cho đi người cho lại, luân hồi quả báo luật không sai. Mình đây rõ không? Cho nên đừng có ngại, khi mình tụng kinh mình hồi hướng công đức cho tất cả ba tánh sanh là mình cho, mà mình cho vô tư lự, cho không có điều kiện, mà cái sự trở lại trong âm thầm của luật quả báo nhân quả bất di bất dịch của vũ trụ, nó sẽ quay trở lại với mình trong âm thầm, nó gọi là phước vô lậu. Thân khỏe, tâm sẽ an. Hả, mình càng tụng nhiều, càng tu nhiều, càng cho nhiều, thân mình rất là khỏe mạnh. Đi đâu cũng khỏe, đi liền liền liền, hết phi trường tới phi trường khác, vẫn khỏe. Nhưng mà cái bữa đó tự nhiên, cái tôi mình nó lên chút xíu,
đi phi trường liên tục 2 tháng rưỡi, cứ vô phi trường hoài rồi lên máy bay liên tục. Nó chừng bước xuống phi trường bữa nó hơi quạo một chút xíu, chừng nào mới hết đi đây? Câu trả lời đơn giản lắm, 80 tuổi nha con. Wow, còn 10 mấy năm nữa chưa rời khỏi phi trường, đi tới 10 mấy năm nữa chuẩn bị lên máy bay nữa rồi. Tức là, nhưng mà các ngài hay cho mình sức khỏe lắm, mà hay vô cùng, đến độ là mình lên chiếc máy bay đó ngộ nha, mà nó vừa nhúc nhích cái bánh là biến mất, không biết gì luôn. Nếu như mình giống như mình bất tỉnh luôn đó, không biết mở mắt ra ở đâu rồi đó, mà không biết nó lên, mở mắt ra là ở cõi trời nào đó không biết. Rồi ngồi chơi chút xíu rồi nó đáp xuống đó, bắt đầu đi tiếp làm gì xong mới lên bay, vừa nhúc nhích bánh xe cái ngủ đi. Nó sướng do đó đó, cho nên cái thời gian nó không có dài. Còn nếu mình ngồi 6 tiếng đồng hồ, 12 tiếng ngồi, 13 tiếng ngồi là mà không ngủ ha, không mà ngồi thiền được ha, nó dài ngoằn ngoằn nó dài ghê lắm, không biết làm gì với nó. Ngồi thiền á, nếu mình ngồi không tịnh được á thì những thằng kia nó quậy lắm, thành ra mình nhắm con mắt lại, tao dứt tao bay luôn, tao đi cái đã, rồi bỏ cái nhà trống không, mày làm gì làm đi, không có thằng kia sao nó phụ được, thì có cái thằng kia trong nhà mới phụ thằng này chứ, thằng kia bỏ đi thằng này không có ai làm việc hết, rồi ngồi im luôn. Thấy chưa, thằng chủ nhà phải đi thì mấy cái 10 thằng 14 thằng kia không có thằng phụ tay nè, rồi què tay què chân hết, hiểu không? Đó, mình thằng chủ này nó ghê lắm á, nó vừa là giúp mình mà nó vừa hại mình. Nó giúp mình biết Phật pháp, nhưng bên cạnh á tôi cũng mê thế gian lắm, mà vừa chuẩn bị tụng kinh nghe nó bày bàn nhậu bên cạnh nha, khó tụng lắm. Thì mình nó nhậu mà nó la sùm vô, mà ngồi đây mình cũng nhột bụng nè, phải chi có đó vui, tụng nên nó tạp niệm vọng niệm hoài. Còn đang ngồi ngõ mỏ tụng kinh nghe nó bàn đề quá chịu đâu có nổi, hiểu không? Thì tâm bệnh lục tặc ngủ ma đời ông nó cứ vô đi, vô đã hơn. Thì ông chủ này cũng ác lắm, ông đi 2 hàng không giờ đi thẳng, nó đang đi hàng này cái thằng kia vậy nó đứng qua bên này đi rồi, cái này kéo ông lại cho lại, cái mà tạo niệm vọng niệm đó, hiểu chưa? Đang đi ngon ngon lành, đang đi cao tốc thì nhiên nó muốn quẹo vô đường nhỏ à, lạ lùng không, đi đường tắt, nhưng mà tắt đi chậm hơn nó gồ ghề. Thấy chưa, cũng là cái thằng cha này mà nhiều khi nó đi với mình thì nó bỏ mình đi với tâm mình lục đặc của ma nội ấm á. Thấy chưa, kinh khủng. Cho mình nhìn sâu sâu vô mình thấy ai đó, mình nó chứ ai. Mình mà chịu không nổi thế gian pháp nó lôi mình, đầu mình vô là tâm mình lục tặc của ma nó ấm, nó lôi mình vô trong đó liền. Nhưng mà mình, nếu mà mình tập trung tư tưởng cao độ để ngồi xuống tụng thì kinh cho ra hồn, tự nhiên mấy thằng kia nó yên lặng, nó lắng nghe mình, nó lắng nghe mình liền. Còn nếu mà mình cà rỡn rỡn nó là nó lôi mình liền tức thì đó. Thật ra mình phải có trách nhiệm với tụi nó, để cho tụi nó không có quyền phải làm phiền ông Phật của mình. Và lúc mình tập trung cao độ là ông Phật mình đã chiếm ngữ. Mình để hiểu ý sư phụ nói được không? Khi chúng ta ngồi xuống mà không nhất tâm đó, thì chúng ta bị tâm mình lục tặc cũng mà nó lôi đi chỗ khác, thì mới bị tạp niệm vọng niệm. Mà nếu tu với tạp niệm vọng niệm sẽ sanh bệnh tật, chắc chắn sẽ bệnh. Không bệnh này thì bệnh nọ bệnh kia, bởi chúng ta không nhất tâm tu. Huynh đệ nghe lại sự nhắc lại của trung đạo, nếu chúng ta ngồi xuống nhất tâm để tụng một thời đại bi như ý mình, thì kết quả tu học mới có giá trị mong muốn của mình, giá trị tâm linh sẽ phát triển. Còn nếu tu để trả bài sẽ tạo tác nghiệp, tu mà nghĩ tưởng tầm bậy tầm bạ sẽ tạo tác ý nghiệp. Ngồi đây tụng mà phóng tâm ra ngoài sẽ tạo tác ý nghiệp rất nhiều, nên bệnh tật không bao giờ hết được, quan gia trái bổ dụ không bao giờ tiêu trừ, củ quyền tất tổ không bao giờ được siêu. Lỗi lầm của chúng ta chứ các ngài không có lỗi lầm gì hết, rõ chưa? Rõ không? A Di Đà Phật. Trung đạo luôn luôn muốn anh đệ với trung đạo chia sẻ, và tiếng Anh nó gọi là Dharma Talk. Dharma Talk là đàm đạo á, chúng ta đàm đạo với nhau. Đừng có nghĩ rằng là mình ngại, hay là mình ngại mình sẽ hỏi những câu, mình có hỏi thật những gì mình muốn hỏi. Trong cái lúc chúng ta tu học với nhau phải hỏi. Trung đạo không phải là người biết đủ thứ chuyện, nhưng mà quý vị có thể hỏi trong cái học đạo, trung đạo có đủ khả năng để chia sẻ. Quý vị phải hỏi cho nhiều vào để mình giải trừ cái thắc mắc, không những cho mình, cho những vấn đề bên cạnh của mình. Hãy hỏi cho kỹ vô để chúng ta tu học không có bớt tạo tác lỗi lầm, rõ không?
đừng có ngại hỏi, phải hỏi, học hỏi mà, nhưng mà đừng có hạch hỏi nha. Hạch hỏi là coi chừng sư phụ đó, ghê lắm à. Hỏi lại không trả lời được đó. Rồi huynh đệ, phải hỏi nha, cái gì là Phật. Trong lúc hỏi chúng đạo sẽ giải thích thêm, chia sẻ thêm. Dạ, A Di Đà Phật, con có điều này muốn xin hỏi thầy, là con được một người chị là hướng dẫn là đọc của bộ chú Đại Bi chú thưa thầy, là nghe nói là đọc là xong là phải đọc 3 tháng 10 ngày liên tục, sau đó đọc 49 ngày là qua kinh A Di Đà. Nhưng mà thiệt sự công việc của con là con hay đi đi công tác tỉnh rất là nhiều, con không có liên tục mà đọc liên tục mỗi ngày như vậy được. Tức là công phu, là công phu đi đứng nằm ngồi mình công phu, còn không phải là mình ngồi xuống là mình công phu hoàn mãn để cho những vị chung quanh cùng hưởng với mình. Còn lúc mà mình đi công tác đâu là cái đầu mình đại bi không, là cho mình. Nhớ là khi vấn đề tụng kinh á, là mình không những cho mình mà cho tất cả những vị chung quanh, trong đó có gia đình mình, có cô Huyền Thất Tổ mà nội ngoại hai bên. Còn khi mà mình đọc một mình ấy, là những quan gia đeo đuổi mình của họ cũng nghe, nhưng mà mình họ dần dần họ sẽ buông mình ra. Nên đọc đại bi âm thầm trong cái đầu mình là giải cho chính mình, thì mình tụng là lợi lạc rất là nhiều những vị chung quanh, hiểu không? Đừng có gì cái chỗ đó mà mình bị chướng ngại, con hiểu không? Là đi đứng nằm ngồi chúng ta đều có thể niệm đại bi trong đầu được, tự mình giúp mình ha. Vậy là Phật chúc con may mắn nha. Dạ thầy, cảm ơn thầy. Dạ, vậy là Phật. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là con được biết coi đĩa này chứ, chứ lần đầu tiên mới gặp được thầy, thì con có đọc ngũ bộ chú với đại bi chú với thầy, mà con đọc ở trong cái giường ngủ, tại vừa cho bé xong á, cái lúc con vừa đang đọc cái bé e, con phải vừa cho ti nữa, là con vừa ti vừa đọc kinh có được không thầy? À, lúc mà con vừa cho bé ti vừa đọc kinh rồi có ai la nó chết tao không? Không thì tiếp tục đi đâu có sao. Dạ, với lại là con đọc có nghĩa là con không có mặc trang phục hay gõ mõ vậy đó. Không ai la, có ai la chết tao không? Cũng không. Dạ mình được đọc không cho thầy? Dạ được. Có ai la bao giờ chưa? Nhưng mà đặc biệt là cái con phải mỗi lần đọc kinh xong thì thường phải ngồi thiền là 5 hoặc 10 phút đó, mà con ngồi được có 5 phút là con bị đau lưng rồi thầy. Ừ. Không phải mình con đâu, nhiều người bị lắm. Nhiều người bị lắm, không phải mình con, yên tâm. Dạ, nhưng mà lúc mà đọc cái câu mà Nam Mô Đại Bi Hòa Thượng Bồ Tát là con hay bị ngáp thầy. Cái câu đầu nó con hay bị ngáp dữ lắm. Dạ, thầy. Cho nên chinh sám hối nhiều vô, cầu nguyện trước khi con chinh sám hối cho tam nghiệp. Sám hối cho những điều đã nói, đã nghĩ, đã làm công đường tốt lành, trong sạch tinh khiết, trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp, con chí tâm sám hối. Dạ. Cầu xin mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát cho con được sám hối và tụng kinh được thuộc kinh rồi học đạo tinh tấn. Dạ. Thì con nguyện xong xuôi là con sẽ hết ngáp. Dạ. Rồi đừng có ở nha. Dạ không, con hay bị ngáp thôi chứ không có ở. Dạ. Có tạc thà ghê luôn. Cảm ơn con. Dễ thương ghê. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con cho con xin hỏi là con muốn cầu siêu cho cửu huyền thất tổ ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên, nhưng mà con không có bằng thờ cửu huyền. Dạ cửu huyền, mà con chỉ có thờ bằng thờ Phật bà. Dạ được. Dạ. Không sao, con để làm sao, để cầu ba chén cháo nhỏ nhỏ thôi, để mình ăn nhiều cũng ngán, để ba chén cháo nhỏ thôi, chút xíu muối gạo là tượng trưng cái nghi thôi, rồi con tụng đi xong rồi con rải muối ra sân cầu cửu huyền thất tổ siêu. Mình để trên bàn thật cũng được, không có sao. Nhưng mà mình ngộ lắm, con cái tưởng tượng con cái cây phải không, con là cái thân cây thì dưới chân con là rễ không phải không. Dạ. Nó dính vô cái thân đó, của Huyền Thất Tổ mình dính mình vậy đó, nên mình ngồi xuống mình tụng với ổng bên cạnh mình rồi. Dạ. Cho nên mình để đâu cũng được, hiểu không? Dạ. Không bắt buộc phải có bàn thờ của Huyền mới làm, không phải vậy. Với lại cho con hỏi nữa là tại vì giống như ngày nào con cũng đã cúng, nhưng mà con không biết ví dụ như là gạo muối ngày nào mình cũng cúng, ngày nào mình cũng rải. Dạ, cái dĩa nhỏ thôi con. Dạ. Dĩa nhỏ xíu cái mình rải ra sân cầu cho bá tánh chúng sanh no đủ hạnh phúc, cầu cho cửu huyền thất tổ được no đủ và siêu sanh tịnh độ. Mình buông một cái lời tốt lành ra cầu cho tất cả, đâu có mất gì đâu. Dạ. Lúc đó mình mới gọi là từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng. Tại sao từ nhãn thị chúng sanh, khi chúng ta có con mắt từ bi nhìn bá tánh chúng sanh bằng cái tâm thương yêu đó, thì phước mình sẽ vô lượng. Rõ không? Cho nên mình tụng đại bi, mình biểu lượng cái tâm từ bi mình dành cho ba tánh chúng sanh, nhìn ai cũng thấy thương, lúc đó mới phước mới nhiều được. Bởi cái tâm lành thì mọi sự dữ sẽ lánh xa, đúng không? Cái tâm này lành quá thì đi đâu cũng là lành, ở cái tâm rách đi đâu cũng là nát.
con cảm ơn thầy. À, dạ cảm ơn con. A Di Đà Phật. À, dạ thưa thầy cho con hỏi, à, trong lúc con tụng thời gian sau này con tụng á, cái luân xa số 5 trong cơ thể con có cái vấn đề thì con sẽ cho hỏi là do cái nhiều hồi con tụng không đúng cách hay là do cái cách con lái khí trong người con lấy hơi á hả? Lấy hơi á hả? Dạ dạ. Cái luân xa số 5 con bị cái gì? Dạ luân xa số 5 của con bị rồi lái hơi không có đúng, làm cơ thể con nhưng mình có một cái chuyện ngăn chặn lại thầy. Ờ dạ. Nó bị là tức khí. Một chút nữa thầy lấy cây thì đập cho cái lưng nó mở. Thầy sẽ đập vào nha. Cảm ơn con. Đưa cái mic vô đây con. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thầy. Dạ. Con cúng của huyện Phật Tổ như thầy nói đó. Thì khi mà con rải muối gạo ra rồi đó, thì con không thấy chim chóc nó đến ăn. Mà muối gạo hàng ngày mà rải ra nhiều quá rồi, khi mà mình quét mình hố có thầy mình có chim chỗ nào á, chim chỗ nào có con gì ăn mình bỏ cho nó ăn. Mà rải ít thôi, cái dĩa nhỏ nhỏ vậy nè, đừng rải nhiều quá nha, rải cái có thôi nha. Dạ. Rải đi, cứ rải thôi, mỗi ngày có chút xíu xíu mà, rồi mình gom lại cho chỗ nào mà có con gì ăn nó sẽ ăn, rồi chắc chắn sẽ ăn kiến, nó cũng ăn được mà. Dạ. Có thấy kiến ăn muối bao giờ chưa? Không tin phải không? Không tin thôi. Kiến ăn muối đó. Cái bà kia mới gặp thầy mới nói trời ơi, con chưa bao giờ thấy kiến ăn muối. Dạ. Nó vừa ăn muối xong ngày hôm sau cái xe tải chạy vô nhà con luôn, mà nó không có ngủ đêm, nó chạy thẳng trong nhà luôn, không ai bị gì hết, hên ghê. Dạ. À, trong lúc con cúng cổ quyền đó thì con có thể con cúng luôn ba chén cháo cho các chiến sĩ ở ngoài được không? Dạ cúng trong đó có hết luôn rồi, chúng mình nguyện có hết rồi. Vậy thì mình khỏi có để ở ngoài. Nếu mà cúng ở ngoài đó, người ta bu cho ta ăn là phải tụng vãng sanh cho thiệt nhiều vô, không thôi là ngày mai nó chờ nữa đó. Dạ. Tụng cho nhiều vãng sanh huynh đệ, tụng cho cô Huyền Đất Tổ, bên cạnh đó còn bên cạnh các vị đó còn rất nhiều nhiều huynh đệ cùng hoàn cảnh như vậy đang đứng chờ đợi chúng ta ban rải lòng từ bi và tụng cho một thời kinh hồi hướng công đức cho họ, nên tụng vãng sanh cho nhiều vô để tạo phước âm đức, nhớ không? Dạ, mình cúng ở ngoài là mình tụng vãng sanh nhiều vô nữa. Dạ, dạ. Nếu túng phải làm cho đều nha. Dạ, Phật. Bữa nào thiếu bữa nữa kiếm chuyện. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Thầy cho con hỏi. Đừng nói nó lớn đi con. Dạ được. Dạ. Thầy ơi con. Alo con có con. Ba con mất 3 năm rồi thầy. Từ từ hỏi con. Rồi con giải cho ông chưa? Dạ con có cầu siêu. Mà con không biết ba con sao. Bây giờ ngồi tụng hết lòng đi, đi là chuyện của ổng rồi, chuyện của chư thiên lo. Mắc chính mình lo không đi đâu. Con có làm nhiều công đức lành á thầy. Con thì cứ làm, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh thì chú giúp cho ổng, giống như mình giúp cho ổng có cái hành trang đi tốt vậy đó. Đâu cần phải lo, vui vẻ nó mới đi chứ. Mới hỏi chưa gì nó khóc rồi sao ổng đi. Phải không? Mình tụng kinh cho quyền thức tổ của chúng ta nè. Phải vui thì vui, mình gửi các ngài đi. Ổng vui ổng đi à. Cái này mình rì mình khóc thì sao đi nổi. Trời, tính đi nó khóc vậy sao đi. Thành ra huynh đệ mà ba mẹ mình trước khi chết đó mà mình khóc quá đó, mấy ông bước ra xác, ông đứng ông canh hoài đâu đi được đâu. Con cái khóc hồi làm sao mà người ta vãng để sanh siêu được. Hiểu không? Mình là cái người làm cho ông rị mọ đi không được đó. Nhớ chưa? Thầy theo luật hết à, nhưng mà thầy rất là vui để được làm như vậy. Bởi thầy hiểu luật cho nên thầy hạnh phúc để được làm. Người ta nhìn vô thấy ông thầy, thực sự đó là luật. Khi mẹ mình lớn tuổi, mẹ mình đi bởi vì không có tu á, thì khi mà đi an lành là phước. Nếu mẹ nằm xuống mẹ đi á, mình làm cho bà một buổi lễ thôi, huynh đệ ông trong nhà tới xong xuôi rồi là đốt bà ra tro xong rải xuống biển làm luôn, bà không còn vướng vô cái gì hết, xong chuyện. Vui không? Quá vui luôn, là người tu.